Với cấp bậc của hắn, đi làm việc công sẽ có thư ký, phóng viên và ông chủ cùng ra ngoài, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nhưng việc cá nhân sẽ có thư ký và ông chủ làm bạn, thư ký phụ trách việc sắp xếp, ông chủ phụ trách trả tiền. Nhưng hôm nay chỉ dẫn theo thư ký, với thu nhập của Từ Tử Kỳ thì không có khả năng chi trả ở những nơi thế này. Nhưng Từ Tử Kỳ giống như đã có chuẩn bị, bận rộn trước sau. Hắn chỉ nói một câu, thế nào cũng được, Từ Tử Kỳ liền vội đi thu xếp ngay. Cứ ngồi xem là được rồi, xem Từ Tử Kỳ sẽ làm cái gì. Chương 1014, kế phản gián. Không bao lâu sau có mấy mỹ nhân đến. Hạ Tưởng quan sát vài lần, không thể phủ nhận một điều, các mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, nhỏ xinh quyến rũ, người thì mảnh mai gợi cảm, người thì hơi đầy đặn, thật đúng là cảnh đẹp ý vui khiến người ta không thốt nên lời. Điều quan trọng là, người đã xinh đẹp như hoa thì không nói, còn có làn da trắng nõn nà. Cái gọi là một trắng che trăm xấu, đàn ông thích làn da trắng của phụ nữ, huống chi lại là làn da trắng của người đẹp. Đèn trong phòng hơi mờ, vì hơi mờ nên mới cảm giác mờ ám, sự mờ ám của ngọn đèn mới khiến các mỹ nữ lộ được vẻ quyến rũ của mình. Hạ Tưởng chỉ ngồi tựa vào ghế sofa không nói gì, Từ Tử Kỳ hai mắt đăm đăm, hận một điều không có nhiều tay để ôm hết 7-8 mỹ nữ vào lòng. Tuyệt sắc giai nhân đều hội tụ tại đây, sự duyên dáng của phái nữ Giang Nam, sự sáng sủa của phái nữ phương Bắc đều có cả, mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Từ Tử Kỳ ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nhận thức được điều không đúng của mình, thị trưởng Hạ không hề động tĩnh gì, y quay đầu, thấy thị trưởng Hạ ngồi tựa vào ghế, biết các cô gái này đều không vừa mắt thị trưởng Hạ, đành phải nuốt giọng, ra hiệu cho tất cả đi ra để, chọn một tốp khác vào. Lần này lại một tốp mỹ nữ được đưa vào, sắc cũng đẹp mà dáng người cũng chuẩn. Từ Tử Kỳ nhìn đến nỗi suýt chút nữa tròng mắt rơi ra ngoài, y lăn lộn ở Thiên Trạch lâu như vậy, còn không biết thật sự ở Hoa Uyển có đội ngũ mỹ nữ đẳng cấp như vậy, nếu nhấm nháp một chút, chắc chắn là mỹ vị nhất đẳng nhất nhân gian. Chỉ tiếc, rất đáng tiếc, thị trưởng Hạ không gật đầu. Từ Tử Kỳ như muốn bốc hỏa, bề ngoài mồ hôi chảy ròng ròng, nếu thị trưởng Hạ không hài lòng, thì việc nịnh bợ hôm nay coi như không hoàn thành, không biết thị trưởng Hạ có ý gì. Ngây người ra một lúc, Từ Tử Kỳ đột nhiên vỗ đùi, sao lại có thể quên Hoa Tam Kỳ, thật là, với con mắt của thị trưởng Hạ, các mỹ nữ tầm thường làm sao đáp ứng được, chỉ có Hoa Tam Kỳ mới đủ khả năng. Từ Tử Kỳ lại phất tay để các cô gái ra ngoài, người bảo kê không biết người ngồi trên sofa với dáng vẻ lười biếng là thị trưởng, liền có chút không vui bĩu môi, mắng một câu. Nhìn quá cao, cũng không sợ đói chết hay sao? Từ Tử Kỳ tức giận, Hạ Tưởng liền ho một tiếng, ngăn y lại. Sở dĩ hôm nay Hạ Tưởng đến Hoa Uyển, cũng vì muốn gặp Hoa Tam Kỳ, đồng thời, cũng có dụng ý khác nữa. Không phải hắn giống Từ Tử Kỳ đến đây để mở rộng tầm mắt, hắn cũng biết Từ Tử Kỳ đã bỏ rất nhiều công sức, chỉ tiếc, hắn không phải là một hình tượng lãnh đạo như trong lòng Từ Tử Kỳ. Hắn muốn dùng người nào, chỉ cần nhìn vào năng lực và lập trường của người đó, không xét đến quan hệ cá nhân, đương nhiên người đó cũng phải có đạo lý đối nhân xử thế, hắn có con mắt nhìn người. Có người chỉ là thành viên tổ chức chính trị, có người là thành viên tổ chức kinh tế, có người chiếu cố quan hệ cá nhân trong công việc, có người chỉ giải quyết việc chung không cần đi sâu vào mối quan hệ cá nhân. Bởi vậy dường như tất cả những người cố ý muốn tiếp cận hắn, hầu như không có mấy người thành công, vì hắn không lui tới những tụ điểm ăn chơi, cũng không uống rượu, bình thường luôn bình tĩnh tỉnh táo, trong mắt mọi người hắn luôn giữ được phong thái tự tin và có thái độ định liệu trước. Nếu nói hôm nay hắn đồng ý đến đây với Từ Tử Kỳ chỉ tính là một nốt nhạc đệm, sau khi nhận được tin nhắn của Lưu Nhất Cửu và Bành Vân Phong, liền quyết định coi đây là một cơ hội, đột phá một lần. Thời gian không đợi ai, lập trường các ủy viên thường vụ thành phố Thiên Trạch hết sức quan trọng, nếu họ không tán thành chỉnh hợp Thiên Cương, bước tiếp theo sẽ không có cách nào mở ra cục diện. Bởi vì thể chế chính trị hiện tại chính là, hội nghị thường vụ là cơ quan quyết định cao nhất của một thành phố, hễ là sự kiện trọng đại. Phải được hội nghị thường vụ thảo luận thông qua mới được. Bí thư và thị trưởng, bề ngoài là sự tách biệt về đảng và ủy ban, mỗi người quản lý một mảng, nhưng bí thư là nhân vật số một, có thể lấy bất cứ lý do gì để can thiệp vào việc của chính quyền, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, chế độ hội nghị thường vụ cũng là cơ hội để bí thư danh chính ngôn thuận can thiệp vào việc của chính quyền, đại sự phải trình hội nghị thường vụ nghiên cứu thông qua, chỉnh hợp Thiên Cương tất nhiên là đại sự. Hội nghị thường vụ không thông qua sẽ không thể thực thi được. Ủy ban nhân dân tỉnh có cuộc họp về tinh thần chủ đạo, nhưng cũng không phải là mệnh lệnh hành chính,
sau khi hội nghị thường vụ thông qua, mới chính thức bắt đầu chỉnh hợp. Chính trị là chính trị, lúc đó hội nghị chỉnh hợp cũng yêu cầu rõ ràng các thành phố, thị xã, huyện cùng với xí nghiệp đều lĩnh hội tinh thần của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ý là muốn từng địa phương triển khai tốt công tác của mình. Trong các ủy viên thường vụ của thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng chỉ nắm chắc có 2-3 người thôi, bởi vậy hắn còn cần phải làm rất nhiều việc, bất kể là thuyết phục hay là áp dụng đường cong cứu quốc thủ pháp, ra tay rõ ràng hay ra tay ám muội, có thể nắm được điểm mấu chốt chính là điều quan trọng. Hôm nay, Từ Tử Kỳ có khả năng đảm đương vị trí là một độc thủ của người khác mà y lại không hay biết gì, Hạ Tưởng đâm lao cũng phải theo lao, làm một kế phản gián. Có lẽ biết đâu lại tạo cơ hội cho một ủy viên thường vụ nào đó cũng không chừng. Hạ Tưởng lấy lại tinh thần, thấy được ánh mắt lo lắng của Từ Tử Kỳ, liền khẽ mỉm cười. Đều là những hàng bình thường, chẳng lẽ không có gì mới lạ sao? Không có ý nghĩa gì cả. Hóa ra thị trưởng Hạ muốn điều mới lạ, ánh mắt Từ Tử Kỳ lại sáng lên. Nhân vật chính ở Hoa Uyển là Hoa Lê Hoa, còn được gọi là Hoa Tam Kỳ. Y hớn hở kể chuyện về những điểm thú vị của Hoa Lê Hoa cho Hạ Tưởng nghe, cứ như bản thân mình đã được trải qua. Sắc đẹp của Hoa Lê Hoa Hạ Tưởng cũng đã có nghe qua, nghe đồn cũng nhiều, đừng quên gần đây thị trưởng Hạ và Vương Sắc Phi lui tới khá thân thiết, những nơi giao tế ở thành phố Lang sao có thể không nghe về Hoa Tam Kỳ. Hơn nữa bản thân Vương Sắc Phi cũng rất hiếu kỳ về Hoa Tam Kỳ. Ồ, Hạ Tưởng giả bộ hứng thú. Có ý tứ, là một người đẹp, bán nghệ không bán thân, ha ha, khiến người ta rất muốn chờ đợi. Lãnh đạo nói chuyện là như vậy, Từ Tử Kỳ hiểu ngay lập tức liền hiểu ra. Vội cười nói ngay. Tôi đi hỏi một chút. Nói là hỏi một chút, nhưng thật ra y ra bên ngoài để gọi điện thoại, bởi vì nói đến Hoa Tam Kỳ y mời không nổi, liền gọi điện để xin ý kiến. Khoảng 5 phút sau mới có được câu trả lời, đồng ý cho Hạ Tưởng và Hoa Tam Kỳ gặp mặt. Từ Tử Kỳ rất vui mừng. Thị trưởng Hạ và Hoa Tam Kỳ gặp mặt, y ở giữa sắp xếp việc này, thị trưởng Hạ một khi đã cao hứng, trong lòng thị trưởng Hạ y nhất định sẽ có vị trí rất quan trọng, y sẽ trở thành một trợ thủ không thể thiếu trong công việc và cuộc sống của thị trưởng Hạ, như vậy tiền đồ của y sẽ rộng mở hơn. Tuy nhiên cũng không khỏi hâm mộ thị trưởng Hạ có cơ hội gặp mặt Hoa Tam Kỳ, người bình thường mà có tiền cũng chưa chắc có cơ hội như vậy. Không bao lâu sau đã được bố trí thỏa đáng, Hoa Tam Kỳ ở trong căn phòng Hoa Chi Mộng đợi thị trưởng Hạ không, đợi ông chủ Hạ đại giá. Hạ Tưởng bước một cách ung dung, theo sau một cô gái rất xinh đẹp dẫn đường, đi đến phòng Hoa Chi Mộng. Từ Tử Kỳ thì được dẫn đến Xuân Chi Mộng, chỉ có một chữ khác nhau nhưng hàm ý khác nhau rất nhiều. Xứng đáng với cái tên Hoa Chi Mộng, hoa bay giống như giấc mộng, là một tiểu viện độc lập, trong viện rất có nhiều hoa tươi, nổi bật nhất là hoa dạ hương. Hương thơm ngào ngạt, khung cảnh hữu tình. Đẩy cửa đi vào, có một cô gái đứng giữa nhà, mặc một chiếc váy liền màu trắng, tĩnh như xử nữ, nhạt mà nhẹ nhàng, nhất là trong phòng trang hoàng màu trắng nền nã, mang phong cách cổ, còn có bức họa, lại có bình phong, cảnh sắc chung của bức tranh đều là các màu của đóa hoa, toàn bộ phòng được bố trí khung cảnh như mơ, quả đúng là hoa chi mộng. Hoa Tam Kỳ vuốt làn tóc mây, cao chừng 1m65, đứng thẳng, ánh mắt nhu thuận. Bàn tay trắng nõn đang đánh đán, động tác thong thả mà mềm nhẹ, nhất cử nhất động giống như đang múa, uyển chuyển mà nhiều vẻ, thái độ tao nhã không thể hình dung được. Cho dù trong phòng ánh sáng mờ ảo, nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể thấy rõ dung mạo của Hoa Tam Kỳ, cực kỳ thanh lịch, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như quả hạnh nhân, mày liễu, mang nét đẹp cổ điển, chỉ có điều thần sắc u ám, khiến người ta tiếp xúc lại liên tưởng đến Vương Chiêu Quân. Hạ Tưởng đứng cách Hoa Tam Kỳ khoảng chừng 3 mét. Vừa lúc có một cái ghế bành, hắn liền ngồi xuống mở lời. Tiểu Hoa, đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy đi. Hoa Tam Kỳ ngẩn người ra, có lẽ cũng không ít khi thấy một thanh niên nhàn nhã đến đây, hơn nữa cũng rất đẹp trai, khí chất không hề tầm thường chút nào, liền nhẹ giọng hỏi. Không biết tiên sinh muốn nghe đàn tranh hay đàn tỳ bà? Đương nhiên là đàn tranh, khúc Cao Sơn Lưu Thủy bằng đàn tranh mới thú vị. Hạ Tưởng cười đáp. Không biết tiên sinh muốn nghe khúc Cao Sơn Lưu Thủy theo trường phái nào? Hoa Tam Kỳ tiếp tục hỏi, có 3 trường phái Cao Sơn Lưu Thủy, một là phái Sơn Đông, một là phái Chiết Giang, còn lại là phái Hà Nam. Sở dĩ có 3 phái bởi vì làn điệu hoàn toàn khác nhau, kỹ xảo diễn tấu thì không khác biệt. Kỳ thực Hoa Tam Kỳ thấy cách nói chuyện của Hạ Tưởng không hề tầm thường, cũng cố ý thử thách sự hiểu biết của hắn.
Thanh Cao thật hay giả Thanh Cao, thử là biết. Sơn Đông Tranh Phái diễn tấu theo phong cách chất phác tao nhã, Hà Nam Tranh Phái giản dị mộc mạc, với nội tại trầm lắng, mãnh liệt, tạo nên sự đặc sắc, tài nghệ cao siêu, được người ta coi là cao siêu quá ít người hiểu. Mà Chiết Giang Tranh Phái có làn điệu mượt mà như nước chảy. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Nếu là tri âm cao sơn lưu thủy thì nên diễn tấu theo tiết tấu cao, đặc sắc. Sắc mặt Hoa Tam Kỳ biến đổi. Cô đã gặp vô số người, nhưng đây là người đầu tiên am hiểu về đàn tranh, những khách lui tới trước kia đều phần lớn là những người học đòi, ra vẻ biết nhiều nhưng thực ra không biết cái gì cả. Hạ Tưởng thấy Hoa Tam Kỳ ngẩn người, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn, hắn thật ra không nghiên cứu nhiều về đàn tranh, nhưng vì Vệ Tân là sinh viên ưu tú học viện âm nhạc, hắn có nghe qua Vệ Tân nói về đàn tranh, tự nhiên liền nhớ trong lòng, không ngờ hôm nay lại phát huy công dụng. Khúc đàn tranh du dương cất lên, Hạ Tưởng bỏ hết những suy nghĩ lung tung, tập trung thưởng thức nhạc. Đời người bôn ba bận rộn, được hưởng một chút nhàn rỗi cũng nên thả lỏng một chút. Khúc nhạc dứt, Hạ Tưởng như tỉnh lại từ giấc mộng, nhẹ nhàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lợi hại, quả nhiên tài nghệ rất tuyệt. Tiểu Hoa, danh tiếng tam kỳ của cô nổi tiếng thiên trạch, thứ nhất là bằng cấp cao, thứ hai là trinh nữ, thứ ba là bán nghệ không bán thân. Điều thứ nhất và điều thứ ba tôi đều tận mắt chứng kiến, còn điều thứ hai. Điều thứ hai Kỳ Anh lập tức biết thật giả. Hoa Tam Kỳ đứng dậy, chiếc váy trắng rơi xuống, lập tức lộ ra một thân thể hoàn mỹ. Chương 1015, Mỹ Nhân Kế. Hạ Tưởng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tuy rằng hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn giật mình sửng sốt, vốn nghe Hoa Tam Kỳ siêu phàm thoát tục, rất đẹp, nằm ngoài cả sức tưởng tượng, nhưng đột nhiên lại không mảnh vải che thân. Giống như một tiên nữ cao cao tại thượng. Lúc đầu vốn chỉ có thể mong muốn mà không thể chạm vào, trong giây phút chủ động tiến đến ôm lấy, tuy có ý định, nhưng không có tình cảm mãnh liệt. Huống hồ Hạ Tưởng rất rõ ràng, biết rõ là có âm mưu mà vẫn muốn bước đến, thân là đàn ông không thể kiểm soát được mình. Lại nhìn Hoa Tam Kỳ, hai hàng lệ chảy xuống, rất u oán và đau buồn, khiến đàn ông trở nên mềm lòng muốn ôm cô để âu yếm vuốt ve. Mặc dù Hạ Tưởng không dám tự tin nói rằng đã có nhiều cô gái qua tay mình, nhưng cũng từng chứng kiến giai nhân tuyệt sắc, Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc đều là những cô gái cao cấp, có khác là Vệ Tân, Nghiêm Tiểu Thì và Kim Ngân Mạt Lị cũng là vật quý trong số những phụ nữ. Ngay cả khi những người phụ nữ như vậy đều đã qua tay hắn, khi nhìn thấy cơ thể của Hoa Tam Kỳ, hắn không thể không thừa nhận rằng chỗ nào của Hoa Tam Kỳ cũng hoàn mỹ cả. Gần như không thể chê được điểm gì. Hơn nữa Hoa Tam Kỳ lại đang khóc, vẻ mặt khổ sở đáng thương chờ mong, cho dù là người đàn ông có ý chí sắt đá cũng khó giữ ý chí, thật đúng với một câu ngạn ngữ, anh hùng hụt hơi, nữ nhân tình dài. Hạ Tưởng cũng nhất thời nhụt chí, cũng may, duy trì sự tỉnh táo và kiềm chế hỏi một câu. Cô biết tôi là ai? Không biết. Vậy cô chủ động hiến thân là cam tâm tình nguyện hay có nỗi khổ nào khác? Hoa Tam Kỳ không nói lời nào. Ánh mắt né tránh, Hạ Tưởng đã rõ, đứng dậy đến trước mặt Hoa Tam Kỳ, xoay người ôm lấy cô cười ha hả. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Mỹ nữ ở trong tay, trên người lại không có mảnh vải che thân, Hạ Tưởng cảm nhận được hương cơ thể nồng ấm. Trước mắt là khuôn ngực đầy đặn cuốn hút, tay phải Hạ Tưởng đặt trên mông Hoa Tam Kỳ, cảm giác mềm mại vô cùng. Bởi vì ở cự ly gần nên càng thấy rõ tướng mạo thanh lịch thoát tục của cô, hai mắt mở lớn, vừa ngượng ngùng vừa hoảng sợ. Đúng là kích thích bản tính đàn ông, vốn dĩ hắn đang kiềm chế được, vừa nhìn thấy vậy, đột nhiên có khát vọng chinh phục. Hoa Tam Kỳ chỉ nhìn Hạ Tưởng một lát, rồi nhắm chặt mắt, không dám mở ra nữa. Cô nghĩ trong tình huống này khó lòng thoát khỏi nam nhân này rồi, tuy rằng hắn khôi ngô tuấn tú, cách nói năng có học, nhưng dù sao cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ, vừa nghĩ tới việc thân thể mình sắp bị chà đạp, cô liền khóc như mưa. Cứ nghĩ rằng người đàn ông đó ôm cô đem lên giường. Nhưng không, không phải lên giường mà đem cô đến sau tấm bình phong, lấy quần áo phủ lên người cô, để cô ngồi xuống mới nhỏ giọng hỏi. Tôi sẽ không làm như vậy với cô, nhưng có điều cô phải nói thật với tôi. Nếu lời nói khiến tôi cảm động, thậm chí tôi còn có thể cứu cô ra khỏi Hoa Huyền. Hoa Tam Kỳ mở to hai mắt nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt chợt lóe lên, mới chú ý tới chỗ hai người đang ngồi cách giường mấy mét, vừa đủ tránh được tầm kiểm soát của camera. Cô liền hiểu người đối diện là một tay lành nghề. Hạ Tưởng cũng không phải tài giỏi trong việc lén quay hình, mà là vì vụ việc của Ngưu Chí Cường lại rất rõ về vấn đề này,
một số nơi hội sở cao cấp, đều có gắn camera, khiến người ta không khó lòng đề phòng. Sở dĩ Vương Sắc Phi thành thạo giữa các quan lớn quyền quý, bởi vì cô nắm trong tay nhược điểm của nhiều người. Dĩ nhiên, cùng ở giới đại gia nên trong lòng đều biết rõ ràng, mọi người phải biết nắm điểm yếu của nhau, mới có thể chung sống hòa bình cùng nhau. Hơn nữa Hạ Tưởng học về xây dựng, xem cách bố trí phòng và ngọn đèn liền biết có gắn camera và điểm nào là góc chết. Tôi không tin anh. Hoa Tam Kỳ bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn thấy trên cơ thể mình tuy đã khoác áo nhưng vẫn rất gần người đàn ông đó, mặt vẫn đỏ bừng, không dám nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười ha hả. Không có cách nào, chỉ có thể làm vậy mới để cho người khác tin rằng giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó. Cô phải tin tôi vô điều kiện, không có lựa chọn khác. Tôi tin anh là người tốt, ít nhất không làm gì đối với tôi. Tôi chỉ không tin vào năng lực của anh mà thôi. Giọng nói Hoa Tam Kỳ thật nhẹ, âm thanh tự nhiên tựa như nữ hoàng ca nhạc thiên vương. Tôi là Hạ Tưởng, là thị trưởng thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng không tin Hoa Tam Kỳ không biết thân phận của hắn, hắn có thể nhận thấy điều đó trong ánh mắt của cô, chắc chắn cô biết hắn là ai. Chỉ có điều không nói ra vì cô đã nhận được lệnh. Nếu không nhận được lệnh, thì chỉ nói mấy câu cô đã chủ động hiến thân sao? Hạ Tưởng tự thấy mình không tuyệt vời đến nỗi để một cô gái vừa gặp đã có quyết định nhanh như vậy, e rằng trên thế giới không có nổi một người đàn ông có thể làm nên điều đó. Cho dù Hoa Tam Kỳ có thật là còn trinh nguyên, thật sự giữ thân như ngọc, giữ được thân, nhưng gặp nhiều những người đàn ông cứ hình hình sắc sắc rồi, cũng không giữ nổi sự ngây thơ. Đừng thấy cô ta khóc khi gặp hắn, thực ra là đang có âm mưu. Quả nhiên sau khi Hạ Tưởng tự giới thiệu, Hoa Tam Kỳ ngây người nhìn Hạ Tưởng một lúc rồi mới nói. Anh quả là một người lập dị, không sợ thông tin này truyền ra ngoài thì uy tín sẽ bị mất sao? Vấn đề một nam một nữ quan hệ, đối với một thị trưởng tôi chỉ có lo lắng chút ít. Họ bắt cô làm vật hy sinh, tôi lại không xem cô như một cô gái có thể tùy tiện ức hiếp, tôi hỏi lại một lần, cô có tin tôi không? Hoa Tam Kỳ lại khóc. Tôi còn có lựa chọn sao? Tin anh thì thế nào mà không tin thì thế nào? Tin tưởng tôi, cô có thể bảo toàn thân mình, còn có thể thoát khỏi Hoa Uyển. Không tin tôi, cô tiếp tục ở lại Hoa Uyển, đợi lát nữa có người đàn ông sẽ đến đùa cợt với cô. Sự nguyên vẹn mà cô giữ gìn để phục vụ anh ta mà thôi. Hoa Tam Kỳ không trả lời vấn đề của Hạ Tưởng, lại hỏi ngược một câu. Vậy anh có tin tôi là trinh nữ không? Tin, tôi tin cô còn nguyên vẹn. Hạ Tưởng khẳng định, theo kinh nghiệm từng trải hắn có thể đoán được điều này, Hoa Tam Kỳ không thể là trinh nữ giả, tinh khiết tự nhiên. Điều cảm nhận này chỉ trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, không nói ra được. Cảm ơn anh. Hoa Tam Kỳ có vẻ thuận theo, thái độ vô cùng thẹn thùng, nói thật, sự hoảng sợ kết hợp với vẻ ngượng ngùng của cô quả khiến huyết mạch người ta sôi sục. Sau khi gặp Tiếu Giai, Hạ Tưởng mới gặp được người thứ hai quyến rũ như vậy. Không cần cảm ơn tôi giúp cô vì cô có tác dụng với tôi sẽ không giúp cô vô điều kiện đâu. Hạ Tưởng chứng tỏ mình không bị Hoa Tam Kỳ mê hoặc, Hoa Tam Kỳ hiểu tâm lý đàn ông, hoặc là lấy sắc đẹp để dụ dỗ, hoặc là dùng sự mảnh mai thu hút tình cảm, hắn mới không bị mắc mưu, trực tiếp chỉ rõ lợi và hại. Giống như Hạ Tưởng đoán, Hoa Tam Kỳ chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thả lòng. Cũng là cô tới nghênh đón khách, tất cả đều là theo nhu cầu. Liên quan tới lợi ích mỗi bên, cô không tin có người giúp cô vô điều kiện. Hạ Tưởng đề xuất trao đổi điều kiện, cô mới thoải mái, liền thả lỏng cơ thể đứng lên, mới ý thức được trên người cô chỉ khoác tấm áo mỏng, thật ra so với sự trần truồng chẳng khác gì nhau. Nhất là nửa dưới hoàn toàn không mặc gì, hai chân vừa dài vừa trắng, còn có một bộ phận ẩn hiện, toàn bộ đều lộ hết ra. Cũng may, Hạ Tưởng ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt cũng không để ý tới, khiến cô an tâm không ít. Tuy nhiên bàn tay Hạ Tưởng không biết do cố ý hay không vẫn đặt trên đùi cô, khiến cô rất khó hiểu và khó chịu. Tôi. Hoa Tam Kỳ đắn đo chốc lát cuối cùng đánh bạo hỏi. Cần tôi làm gì, ngoại trừ việc đó ra. Sẽ không phải là thân thể cô. Hạ Tưởng thẳng thắn nói để cô an tâm. Tôi cần cô làm ba việc, cô phải đồng ý tôi mới giúp cô rời khỏi Hoa Uyển. Anh, tại sao anh lại biết tôi không muốn ở Hoa Uyển? Hoa Tam Kỳ vẫn chưa tin lắm ở Hạ Tưởng. Bằng cách nào tôi tin được anh, không phải mới ra hang hổ lại vào hang cọp chứ? Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay trên đùi cô nói. Tôi như thế nào biết rõ về cô,
cô cũng không nên hỏi nhiều, hơn nữa hiện tại cô đang trong tay tôi cơ mà. Hoa Tam Kỳ muốn trốn tránh cũng không thoát, mặt đỏ bừng, thân co lại, cúi đầu trước ngực và khóc. Hạ Tưởng không khuyên cô mà kiên nhẫn chờ đợi, đợi vài phút sau Hoa Tam Kỳ ngẩng đầu nói. Được, tôi tin anh một lần, lấy thân mình đặt cược. Thắng thì ra khỏi Hoa Uyển, thua coi như đó là số của mình. Anh nói đi, tôi phải làm gì bây giờ? Đang hưởng thụ sự massage cao cấp, Từ Tử Kỳ nhận được điện thoại, y ra hiệu cho cô gái đang phục vụ hãy im lặng rồi nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm. Từ Tử Kỳ, Hạ Tưởng đã xong việc, khả năng sẽ ra ngay, anh chuẩn bị đi. Từ Tử Kỳ sửng sốt, xong việc rồi ư, bỗng ý thức được điều gì? À, các anh theo dõi thị trưởng Hạ, có phải đã làm việc gì lén lút? Ha ha, không phải là theo dõi, mà vì sự an toàn của lãnh đạo mà thôi, đề phòng chẳng may có việc gì. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, thị trưởng Hạ là lãnh đạo, chúng ta cần kính trọng lãnh đạo. Nhanh lên, đừng để lãnh đạo chờ cậu. Từ Tử Kỳ giật mình tỉnh hẳn, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không xong rồi, có phải thị trưởng Hạ đã bị người khác lén chụp ảnh hay quay camera, tàn rồi, nếu điều đó xảy ra chẳng phải y thành đầu sỏ gây chuyện sao? Chẳng lẽ y bị người lợi dụng? Không kịp nghĩ nhiều, y vội vàng mặc quần áo, ra đại sảnh chờ thị trưởng Hạ, trong lòng cảm thấy bất ổn khó chịu vô cùng, làm sao bây giờ, làm thế nào mới được đây? Vừa ngẩng đầu, thị trưởng Hạ đến với vẻ mặt tươi cười, không có biểu hiện gì bất thường, hắn còn vui vẻ vỗ vai Từ Tử Kỳ nói. Đi, Tử Kỳ, Hoa Uyển hoa cỏ tươi tốt, quả là nơi tốt để thư giãn. Trên đường Từ Tử Kỳ vẫn thẫn thờ, do dự cuối cùng mới mở miệng. Thị trưởng Hạ, tôi sai rồi. Chương 1016, thay đổi vĩ mô. Hạ Tưởng từ trong phòng đi ra, lúc ấy thấy Từ Tử Kỳ ăn mặc chỉnh tề đang chờ ở phòng ngoài, hắn biết có người báo trước cho Từ Tử Kỳ, nên càng rõ ràng có người theo dõi mọi việc xảy ra trong phòng. Hắn phải cho Từ Tử Kỳ một cơ hội chủ động thành khẩn, nếu Từ Tử Kỳ chủ động nói ra nguyên nhân, hắn sẽ lại cho y cơ hội lần nữa. Nếu Từ Tử Kỳ còn một mực khăng khăng thì trong kế hoạch tiếp theo của hắn, sẽ không tiếc để Từ Tử Kỳ thành một quân cờ. Còn có khả năng là tốt qua sông. Cũng may, Từ Tử Kỳ đúng lúc tỉnh ngộ, cuối cùng cũng ghìm ngựa trước bờ vực thẳm, không tiến thêm nữa mà vào thời điểm mấu chốt đã quay đầu lại. Hạ Tưởng nghe xong những lời Từ Tử Kỳ nói, rất lâu không nói gì, không khí bên trong xe hết sức kìm nén. Lý Ái Lâm lái xe phía trước, đã nghe hết chuyện ở phía sau. Vốn định mở miệng nói Từ Tử Kỳ vài câu, người trẻ tuổi, nông nổi, rất nông nổi, mới theo thị trưởng Hạ nửa năm, đã muốn thị trưởng Hạ đem cậu thành người thân thiết sao? Người muốn làm người thân của lãnh đạo thì nhiều người lắm, cậu suy nghĩ cho mình trước xem có mặt nào đáng để lãnh đạo phó thác không. Nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng là lái xe, tuy rằng so với Từ Tử Kỳ lớn hơn vài tuổi nhưng Từ Tử Kỳ là cán bộ, y chỉ là công nhân nên thôi không nhiều chuyện. Nhưng trong lòng vẫn tiếc rằng gang chưa thành thép, trong lòng thầm mắng Từ Tử Kỳ một trận. Thị trưởng Hạ không nói gì, quả tim của Từ Tử Kỳ từ đầu đến cuối treo trên cổ họng, khó chịu muốn khóc cũng không hoàn toàn vì khó chịu, còn bởi vì hối hận, bởi vì y không biết thị trưởng Hạ có thật là bị người ta ghi được gì rồi hay không. Cuối cùng cũng tới trụ sở thành ủy, Hạ Tưởng xuống xe, giơ tay vỗ vỗ vai Từ Tử Kỳ, nói chân thành một câu. Tử Kỳ, ngày mai vào giờ làm, báo cáo công việc với Vân Phong một chút, làm kiểm điểm. Từ Tử Kỳ nhìn theo bóng thị trưởng Hạ khuất hẳn trong màn đêm, mới lau mồ hôi trên trán, trong lòng nặng trĩu, lại nghĩ tới mình rốt cuộc tuổi trẻ, bị người ta lợi dụng không biết, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau, Từ Tử Kỳ liền tìm Bành Vân Phong, đem sự việc đơn giản nói qua, Bành Vân Phong đóng cửa, trầm tư rất lâu, sau đó nói một hồi với Từ Tử Kỳ những ngôn luận mang tính chỉ đạo, nghe xong Từ Tử Kỳ gật đầu lia lịa, trong lòng rất thán phục. Mới hiểu mình và Bành Vân Phong so sánh với nhau, thật sự là sự chênh lệch không nhỏ, chả trách thị trưởng Hạ giao mọi việc cho Bành Vân Phong đi làm, không chỉ bởi vì trưởng ban thư ký Bành có thể hoàn toàn lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo, còn có thể vô cùng khéo léo thực hiện ý đồ của lãnh đạo. Từ Tử Kỳ quyết tâm, về sau lấy Bành Vân Phong làm tấm gương, trước tiên nâng cao trình độ bản thân, lấy việc lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo làm điểm thiết nhập thứ nhất, lấy việc thực hiện ý đồ lãnh đạo làm mục tiêu tiếp theo. Lấy việc toàn tâm toàn ý vì lãnh đạo phục vụ là mục tiêu trường kỳ, tranh thủ sớm đạt được sự đồng ý của thị trưởng Hạ. Hai ngày sau, một loạt sự kiện xảy ra,
làm cho người ta hoa cả mắt, đồng thời, có người còn khiếp sợ, có người căm hận, có người cảm thấy may mắn cộng thêm niềm vui khi người khác gặp họa. Đầu tiên là Hoa Uyển xảy ra chuyện. Diễn viên chính của Hoa Uyển là Hoa Tam Kỳ đột nhiên bệnh nặng, không thể không nhanh chóng đưa về bệnh viện Bắc Kinh. Sau khi đưa đến bệnh viện Bắc Kinh, bất ngờ mất tích, khiến cho Hoa Uyển loạn hết lên, cố gắng tìm kiếm khắp nơi, như thế nào cũng không tìm thấy Hoa Tam Kỳ, người sống mà vô cớ biến mất, tung tích không rõ. Nếu nói Hoa Tam Kỳ không ngờ mất tích chỉ là chuyện lấy làm lạ trong phạm vi nhỏ, thì việc mấy tờ báo lớn của Trung ương đồng thời đăng các bài báo nói bóng gió kế hoạch lớn hợp nhất của tỉnh Yến, chính là sự kiện chấn động thiên trạch. Gần như cùng lúc đó, 4-5 tờ báo lớn cấp quốc gia, đồng thời đăng một số bài báo của các chuyên gia kinh tế, công kích và phản đối một số tỉnh trong cả nước hợp nhất tài nguyên, thâu tóm và thôn tính sự tăng trưởng, nói ra việc tham lớn cầu toàn không phải là chuyện tốt, dễ dàng dẫn đến phát sinh hậu quả bất an. Ngược lại bất lợi cho sự phát triển kinh tế, có khả năng sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Vài chuyên gia viết bài, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tạo ra thanh thế dư luận, tiến hành kiềm chế và đả kích kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến. Hạ Tường biết rõ, là thế công chính diện của nhà họ Ngô. Trong giọng nói của việc phản đối, có một cái tên Hạ Tường rất quen cũng nằm trong danh sách đó, Trình Hy Học. Không thể không nói, công thế dư luận của nhà họ Ngô quả nhiên hiệu quả, bởi vì các thành phố cấp 3 của tỉnh Yến nơi từ trước đến nay thích theo sát chân của Trung ương, vừa thấy trên các trang báo dài dòng văn tự mà ca bài đau thương về kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến. Ngoài Đan Cương và Tần Cương, Thủy Cương, còn các công ty khác lập tức chậm lại việc hợp nhất và bắt đầu nghe ngóng, xem chừng. Thủy Cương là bởi vì Lý Đình Sơn sau khi nhận chức bí thư, nhanh chóng sửa ý tưởng ứng đối tiêu cực trước kia, kiên quyết và quyết đoán đẩy mạnh hợp nhất bên trong Thủy Cương. Sau khi Lưu Nhất Lâm đến nhận chức, cũng vô cùng phối hợp với Lý Đình Sơn làm việc, không có phức tạp. Dù sao cô cũng là mới đến, căn cơ chưa ổn, muốn ra tay cản trở cũng tạm thời lòng muốn mà lực không đủ. Mà cô cũng biết quan hệ giữa Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng, nể mặt Hạ Tưởng cô cũng không làm khó dễ Lý Đình Sơn. Cái khác trong thái độ xem chừng so với mấy công ty khác là, thành phố Yến tích cực phối hợp với thanh thế dư luận của báo chí cấp quốc gia nhất, trên việc hợp nhất Yến Cương, hội nghị tổ chức nhiều lần, vẫn không đạt được tiếng nói chung, tức giận đến mức Hồ Tăng Chu vỗ bàn vài lần, thiếu chút nữa trở mặt với Vu Phồn Nhiên, vẫn không thông qua đề nghị hợp nhất Yến Cương. Dù sao Vu Phồn Nhiên là thị trưởng. Thị trưởng mới là lãnh đạo hành chính về các việc thuộc kinh tế, Hồ Tăng Chu không tiện nhúng tay trực tiếp, nếu không sẽ dễ thành lấn việc. Chủ yếu cũng là một nhóm ủy viên thường vụ thành phố Yến, cùng quan điểm với Vu Phồn Nhiên có không ít người, hơn nữa tất cả đều là nhân vật quan trọng, ví dụ như Phó Bí thư Thành ủy Trử Vệ, trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Tự Phong, trưởng ban thư ký Thành ủy Nhạc Minh, cùng với Phó Thị trưởng Vu Tứ. Các ủy viên thường vụ kiên định ủng hộ việc hợp nhất có Phó Thị trưởng thường trực Cao Hải, Cục trưởng Cục Công an Tôn Định Quốc, Bí thư Quận ủy Quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng, VV, còn lại đều là phái trung gian lập trường không rõ. Khó khăn không nhỏ, Hồ Tăng Chu và Cao Hải trao đổi vài lần, cũng khó lay động Vu Phồn Nhiên, Vu Phồn Nhiên dù sao cũng là trực hệ của nhà họ Ngô, hơn nữa nhà họ Ngô ở tỉnh Yến và thành phố Yến kinh doanh lâu dài, thế lực ăn sâu bám rễ. Có lẽ là vì phối hợp với thanh thế trên dư luận, Vu Phồn Nhiên lại cao giọng mà đi thị sát Yến Cương. Phát biểu nói chuyện ở Yến Cương, công bố trọng điểm hết thảy lấy lợi ích của Yến Cương làm ưu thế suy xét. Lời phát biểu của y được công nhân viên của Yến Cương hoan hô và hưởng ứng, khiến trong cảm nhận của công nhân viên Yến Cương, y có uy danh cao thượng. Sau đó, Phạm Duệ Hằng ở hội nghị cán bộ cấp trung toàn tỉnh phát biểu ý kiến, nói bước chân của tỉnh Yến không phải là sải bước quá nhỏ, mà là có chút quá lớn, phải chú ý thích hợp đến phương thức làm việc, làm lớn làm mạnh là chuyện tốt. Nhưng cũng phải suy nghĩ đến tình hình thực tế, phải lắng nghe ý kiến chuyên gia ở nhiều mặt, nghe cả phần nổi và cả phần chìm, chuyên gia dù sao cũng là người có hiểu biết về kinh tế, bản thân là lãnh đạo đảng phải có tác phong cẩn thận khiêm tốn. Phạm Duệ Hằng nói chuyện tất nhiên là có ám chỉ, âm thầm bày tỏ sự bất mãn với kế hoạch hợp nhất, khả năng cũng bởi vì kế hoạch hợp nhất bị mấy báo trung ương chỉ danh phê bình, làm cho y lo lắng tỉnh Yến sẽ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích. Cũng vì trong lòng y không có dũng khí, nếu chẳng may hợp nhất thất bại, y thân là bí thư tỉnh ủy, cũng phải gánh vác trách nhiệm chính trị nhất định. Tống Chiêu Độ có tinh thần can đảm, y không có, cái y muốn là thủ thành, là cầu ổn. Nhưng, Tống Chiêu Độ là chủ tịch tỉnh, y lại không thiệt phản đối công khai, để tránh người ngoài cho rằng, bí thư và chủ tịch bất hòa,
nhưng vẫn có cách diễn đạt ý của mình. Nhưng mà, sự việc vừa mới bắt đầu gợn sóng. Hai ngày sau, tin tức đưa đến từ tỉnh Tề, Chủ tịch tỉnh Hình Đoan Đài ở hội nghị thường vụ chính quyền khen ngợi kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến, đề xuất tỉnh Tề cũng nên chuẩn bị chu đáo, cũng muốn hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Tề, thì về sau mới có thể cạnh tranh, không đứng ở thế thất bại. Cho dù chỉ là một lần đề nghị, cũng không có chính thức đệ trình lên hội nghị thường vụ chính quyền thảo luận, nhưng bộ máy chính quyền tỉnh Tề phản ứng mạnh mẽ, trên cơ bản nghiêng về phía ủng hộ đề nghị của Hình Đoan Đài. Có thể đoán được là, chính thức đề nghị đồng thời thuận lợi thông qua, tuy nhiên đó là vấn đề thời gian. Hình Đoan Đài làm việc này, trước tiên là tạo tin tức, thăm dò trước khi hành động. Đến lúc này, không ít người mới bừng tỉnh ngộ, mới hiểu được vì sao điều Hình Đoan Đài về tỉnh Tề, hóa ra dụng ý sâu xa là vì kế hoạch hợp nhất lâu dài. Khâu Nhân Lễ có thái độ như thế nào, mọi người không biết, nhưng có thể khẳng định một chút, Khâu Nhân Lễ cũng không ở bất kỳ trường hợp chính thức nào phát biểu bất kỳ ý tưởng gì, nhìn tình hình tỉnh Tề khó đoán được. Nhưng sự việc cũng không dừng ở đây. Sau đó không lâu, Chủ tịch tỉnh Tây Tào Vĩnh Quốc chính thức châm ngọn lửa đầu tiên sau khi nhậm chức, hợp nhất ngành than toàn tỉnh, cho ngừng các mỏ than nhỏ và cho hạn chuẩn bị, hạn trong vòng 3 tháng. Tất cả mỏ than nhỏ tự trình báo lên chính quyền địa phương việc xin đóng cửa dừng hoạt động, chính quyền địa phương sẽ có bồi thường nhất định. Hễ không báo cáo, không tiếp nhận cải cách, sẽ cưỡng chế đóng cửa. Tin tức vừa đưa ra, tỉnh Tây xôn xao một vùng, làn sóng phản đối nổi lên bốn phía. Nhưng phản đối không làm nên chuyện gì, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra, căn bản không để cho người bên dưới có cơ hội để nói. Ngược lại cũng không phải Tào Vĩnh Quốc thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, mà vì khi Tào Vĩnh Quốc đến tỉnh Tây nhậm chức phó chủ tịch, cũng đã bắt tay vào làm, chỉ là vẫn luôn lăng lẽ tiến hành, hơn nữa không mạnh. Hiện tại đột nhiên công khai mạnh mẽ, hơn nữa là mệnh lệnh hành chính không thể nghi ngờ, đã làm cho các chủ mỏ than nhỏ trở tay không kịp. Chủ mỏ than nhỏ dù bất mãn, và phẫn nộ cũng không ai để ý tới, dù sao trào lưu của thời đại ai cũng ngăn cản không được. Nhưng tỉnh Tây lựa chọn lúc này tung ra việc hợp nhất toàn bộ ngành than, dụng ý không cần nói cũng rõ, là vì làm ra sức ảnh hưởng đối với việc hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến, tỉnh Tề cũng hợp nhất tài nguyên sắt thép cũng là vì hỗ trợ tỉnh Yến hò hét trợ uy. Tỉnh Tề ở phía đông tỉnh Yến, tỉnh Tây ở phía tây tỉnh Yến, hai tỉnh một đông một tây là láng giềng của tỉnh Yến, theo vị trí địa lý mà nói, là thế góc cạnh, gần như cùng lúc đề xuất hợp nhất, nếu nói không liên quan chút nào ai sẽ tin. Không ai tin. Hình Đoan Đài từ tỉnh Tây điều về tỉnh Tề, vừa đến tỉnh Tề liền có động tĩnh không nhỏ, y thực sự rất có dũng khí, Tào Vĩnh Quốc vừa mới thăng chức ở tỉnh Tây, cũng có động tĩnh không nhỏ, mà quan hệ của Tào Vĩnh Quốc và Hình Đoan Đài không cần phải nói, đều là cán bộ tỉnh Yến điều ra, họ và Tống Chiêu Độ tâm đầu ý hợp. Đương nhiên trong chính trị, không thể đơn giản xét trên quan hệ cá nhân, tuy nhiên nói đi thì nói lại, người thực sự biết chuyện, đều biết rõ. Ba chủ tịch tỉnh có một mối liên hệ xuyên suốt thủ tướng. Và so sánh với một loạt thay đổi vĩ mô, đồng thời thành phố Thiên Trạch cũng có một biến cố ngoài dự đoán của mọi người. Chương 1017, đều có diệu kế. Trần Khiết Văn lại xin nghỉ ốm. Tuy nói Trần Khiết Văn đã có tiền lệ hai lần xin nghỉ ốm vào lúc mấu chốt, bị người ta gọi là bí thư nghỉ ốm, nhưng lúc này cơ thể bà ta rất tốt, không có một chút dáng vẻ bệnh tật nào, hơn nữa. Nhìn qua chẳng những mặt mày hồng hào còn tâm tình cũng vô cùng tốt, lại cố tình xin nghỉ ốm, thời gian cũng không ngắn, nửa tháng. Không chỉ Hạ Tưởng mà rất nhiều người đều biết rõ dụng ý của Trần Khiết Văn kế hoãn binh. Đúng vậy, khi tin tức được truyền ra từ tỉnh Tây và tỉnh Tề, đã trực tiếp tạo ra áp lực gián tiếp cho tỉnh Yến, cũng đúng lúc Hạ Tưởng sắp thúc đẩy việc hợp nhất Thiên Cương lên chương trình, là lúc Trần Khiết Văn xin nghỉ phép, rời Thiên Trạch đến Bắc Kinh chữa bệnh, một cách làm rất vô lại. Ý tứ chính là, muốn buông xuôi sự kiện trọng đại, đợi sau khi bí thư khỏi bệnh sẽ thảo luận lại. Hoàn toàn là nói cho Hạ Tưởng biết, trước tiên đừng uổng phí suy nghĩ về vấn đề Thiên Cương, đợi bí thư khỏe lại rồi tính, hoặc là có tình hình quan trọng thì đến viện điều dưỡng ở Bắc Kinh báo cáo. Nói ngắn gọn lại một câu, 36 kế, chuồn là thượng sách. Mặc kệ là ai bày mưu đặt kế cho Trần Khiết Văn làm như vậy, không thể không thừa nhận. Phương pháp của Trần Khiết Văn tuy là dở thói vô lại, nhưng rất hiệu quả. Tiến độ hợp nhất nội bộ của Thiên Cơ vốn ở mức không nhanh không chậm, Trần Khiết Văn vừa đi, lập tức lâm vào trạng thái tạm dừng. Lý Hiểu Mẫn có thúc giục vài lần, Thiên Cương đồng ý rất tốt, nhưng vừa quay lưng lại ném qua một góc,
vẫn tiêu cực buông thả như cũ. Kế hoạch hợp nhất lớn của thành phố Thiên Trạch, trước mắt giống với thành phố Yến, trở thành một căn bệnh trong kế hoạch hợp nhất của cả tỉnh Yến. Hạ Tưởng định nói chuyện với người phụ trách Thiên Cương một lần, nhưng hiệu quả nói chuyện cũng không rõ ràng. Trên thực tế hiện tại lực cản bên trong Thiên Cương đã không quá lớn, sự kiện gây rối lần trước qua đi, công nhân viên chức Thiên Cương đều bị thủ đoạn của thị trưởng Hạ dọa sợ hãi, không ai dám gây rối nữa, tiền đồ của con cái quan trọng hơn, đối đầu với chính quyền, cuối cùng chịu thiệt vẫn là mình. Hơn nữa còn bị người ta ghi hình chụp ảnh, chạy cũng không chạy được. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Phú Hán vừa mới nhậm chức vẫn là người của Trần Khiết Văn, chắc chắn cũng được Trần Khiết Văn bày mưu đặt kế, Trần Khiết Văn vừa đi, thì lại tiêu cực buông thả. Khi thông minh hơn Tần Tài Lai, ngoài mặt vẫn vui vẻ, thị trưởng Hạ nói gì đều nghe, còn tăng cường khống chế công nhân viên chức Thiên Cương gây rối và phao tin đồn nhảm, nhưng có một điểm, chính là tiêu cực biếm nhác, rõ ràng là Thiên Cương ngày nào cũng động viên và tuyên truyền chỗ tốt của việc hợp nhất. Nhưng khẩu hiệu ngày ngày hô hình thức ngày ngày mới. Và cho dù là điều chỉnh nhân sự hay là cải cách các hạng mục, thì lại chậm chạp như trâu. Đây mới là cách xử lý việc của kẻ lõi đời trên quan trường, ở trước mặt anh cứ chạy toát mồ hôi, nhưng chính là không có thành tích, làm cho anh muốn phê bình người ta, thấy người ta đang mệt như một con chó cũng không đành lòng mở miệng. Mà ngay lúc Bí Thư Trần vừa rời khỏi Thiên Trạch lại xảy ra một số sự việc không lớn không nhỏ. Nhìn như không có liên quan gì đến việc hợp nhất Thiên Cương, thực ra nếu để ý sẽ thấy bên trong đó có liên hệ. Đầu tiên là Hoa Hải Nguyên chính thức kinh doanh ra ngoài. Lưu truyền rộng rãi cốt cán của Hoa Hải Nguyên giỏi giang hơn Hoa Tam Kỳ của Hoa Uyển sau khi Hoa Tam Kỳ mất tích, vẫn không có tin tức, Hoa Uyển vì mất đi sự lãnh đạo của Hoa Tam Kỳ, kinh doanh giảm xuống nhanh chóng, hơn nữa nghe nói người quản lý của Hoa Uyển tên là Hoa Phi Hoa cũng có Tam Kỳ, nhất là về nữ. Hai là chỉ hát không bán thân, ba là tuyệt đối còn là trinh nữ. Cùng với Tam Kỳ của Hoa Tam Kỳ không khác nhau lắm, rõ ràng là trực tiếp sao chép lối kinh doanh nhiều năm của Hoa Uyển, theo người bên ngoài thấy, chẳng những là khiêu chiến trực tiếp với địa vị của Hoa Uyển mà là trắng trợn làm mất mặt. Cũng có người hiếu sự tiêu phí số tiền lớn đến Hoa Hải Nguyên mua vui, nhưng không nhìn thấy chính diện của Hoa Phi Hoa, chỉ nhìn thấy bóng nghiêng, bởi vì Hoa Phi Hoa vẫn chưa chính thức ra mặt đón khách. Tuy rằng vung tiền như rác nhưng đừng nói giành được nụ cười của người đẹp, ngay cả mặt cũng không được nhìn, ai cũng như nhau. Nhưng cho dù chỉ có nhìn thấy bóng, cũng có người nói Hoa Phi Hoa chính là Hoa Tam Kỳ. Sau khi những người hiếu sự công bố tin tức, Hoa Uyển kinh doanh giảm đi 3 phần, trước cửa gần như vắng vẻ. Nghe nói người đứng sau rất tức giận, tuyên bố muốn trả thù Hoa Hải Nguyên, chỉ có điều chỉ to miệng mà không dám ra tay. Bởi vì đại diện pháp nhân của Hoa Hải Nguyên công bố ra bên ngoài là Vương Sắc Phi, là bông hoa giao tế đến từ thành phố Lang, trên thực tế những người thạo tin đều biết rằng, nhà đầu tư thực sự là người của một gia tộc lớn nào đó ở Bắc Kinh. Hơn nữa nghe nói thị trưởng Hạ cũng là một trong những người đứng sau. Cũng có một số lưu manh không tin, đến quấy rối, thu phí bảo hộ, hoặc muốn đập phá, lúc này bị đánh đến đầu rơi máu chảy rồi bị ném ra ngoài như ném rác, gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát ra mặt không ngờ Phó Cục trưởng Lịch Phi tự mình phụ trách, trực tiếp bắt mấy tên côn đồ vào nhà giam. Hoa Hải Nguyên mặc kệ là ai đứng sau nhưng thái độ cứng rắn mạnh mẽ, nhanh chóng phát triển ở Thiên Trạch, đồng thời đem kinh doanh của Hoa Uyển xuống dốc không phanh. Người đứng sau Hoa Uyển nổi trận lôi đình, nhớ đến thời gian trước thị trưởng Hạ đến Hoa Uyển, liền hiểu rõ chút chuyện gì đó, liền gọi điện thoại cho Từ Tử Kỳ, muốn nói chuyện trực tiếp. Nếu nói nội tình trong cạnh tranh của Hoa Uyển và Hoa Hải Nguyên, chỉ lưu truyền bên trong và cũng không nhiều người dân thành phố biết, cùng lúc với công trình giai đoạn 3 của đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch phát triển thuận lợi mang đến hy vọng cho dân chúng Thiên Trạch, thì dự án đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch lại gặp trở ngại, nguyên nhân là dự án sau khi trình Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, chưa được Ủy ban Kế hoạch và Phát triển phê duyệt. Lại một lần nữa người bóp cổ Thiên Trạch. Lại là người mới nhận chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong. Bởi vậy, Phó Tiên Phong vừa mới nhận chức, đã 2 lần bóp cổ thành phố Thiên Trạch, trong mắt thành ủy Thiên Trạch, hình tượng của Phó Tiên Phong trực tiếp bị hạ thấp. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch với Thiên Trạch có ý nghĩa quan trọng, được nhân dân mong chờ hơn đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Càng có thể mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho Thiên Trạch, và cải thiện trên diện rộng những khó khăn của mạng lưới giao thông Thiên Trạch. Có thể làm kinh tế Thiên Trạch phát triển nhanh chóng, nhưng hết lần này đến lần khác luôn có một bàn tay khổng lồ chặt đứt. Phó Tiên Phong, ông dựa vào cái gì?
vì sao ông đối địch với Thiên Trạch? Đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thiên Trạch không chỉ là cải thiện khó khăn của giao thông Thiên Trạch, mà rút ngắn khoảng cách từ Bắc Kinh đến Thiên Trạch xuống còn 50 phút, còn có thể mang đến hiệu quả kinh tế cho Thiên Cương. Vì thép đặc chủng mà Thiên Cương sản xuất chính là nguyên liệu mà đường sắt cao tốc cần dùng, ít nhất đường cao tốc Bắc Kinh-Thiên Trạch đoạn Thiên Trạch vật liệu sẽ dùng của Thiên Cương. Đương nhiên nếu được đồng ý, đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thiên Trạch đều dùng vật liệu của Thiên Cương, cũng không phải không có khả năng, như thế, tuyệt đối là món làm ăn với lợi nhuận rất lớn. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thiên Trạch không chỉ mang đến lợi ích và hiệu quả kinh tế cho Thiên Cương, còn liên quan mật thiết đến lợi ích của Dương Kiếm và Chiến Kính Bằng. Bởi vì đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thiên Trạch có rất nhiều hạng mục phụ trợ, ví dụ như thiết bị điện, thiết bị bằng gỗ, tất cả đều là kéo kinh tế Thiên Trạch đi lên một nấc thang mới, còn có thể làm cho Dương Kiếm và Chiến Kính Bằng kiếm được khoản tiền khá, bởi vì những hạng mục của đường sắt có thể gặp mà không thể cầu, chỉ xây dựng một lần, không thể xây dựng tiếp lộ tuyến đường sắt cao tốc trong mấy chục năm. Nói ngoa một chút, là ngàn năm có một lần, là chiến tích khiến người ta hâm mộ. Cũng có nguyên nhân sâu xa là, xây dựng dự án đường sắt cao tốc, có thể làm cho nhà họ Mai ở Thiên Trạch có rất nhiều dự án đầu tư, mặc kệ là ngắn hạn hay lâu dài, đều có thể có tác dụng thúc đẩy phát triển. Bởi vậy, với Dương Kiếm mà nói thì vô cùng quan trọng. Cũng như vậy, với Chiến Kính Bằng mà nói, cũng là một cơ hội để rèn luyện đồng thời giành được sự tán thành hiếm có. Không có mấy người mới lên chức phó thị trưởng đã có cơ hội phụ trách dự án xây dựng lớn, cứ cho là y và Dương Kiếm được phân công quản lý, nhưng dù sao y cũng có một nửa chiến tích. Không cần cái khác, chỉ cần đảm nhiệm quản lý xây dựng tốt đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, y cũng có đủ chiến tích và của cải. Nhưng sau khi vất vả giải quyết các mối quan hệ, Chiến Kính Bằng và Dương Kiếm đang vui vẻ chuẩn bị đón khởi công đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, lại bị Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tạt vào mặt một chậu nước lạnh. Không, là nước đá, làm hai người lạnh thấu xương. Toàn thành phố Thiên Trạch, không có ai mong đường sắt cao tốc khởi công như bọn họ, bởi vì đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch có thể mang đến lợi ích trực tiếp cho họ. Dương Kiếm và Chiến Kính Bằng đều vô cùng căm tức, hai người tự mình đến Bắc Kinh, dựa vào mỗi người đều có hậu trường, muốn trực tiếp tìm Phó Tiên Phong thảo luận trực diện. Kết quả là Phó Tiên Phong vô cùng đại ý, cũng không gặp hai người tức giận. Một người đi thành phố Yến tìm Mai Thái Bình, một ở lại Bắc Kinh tìm quan hệ. Dương Kiếm sau khi gặp Mai Thái Bình, nói qua tình hình, Mai Thái Bình trầm tư rất lâu, mới đột ngột hỏi một câu. Thái độ của Hạ Tưởng thế nào? Thái độ của thị trưởng Hạ làm Dương Kiếm không hiểu sao cả, bởi vì thị trưởng Hạ một chút cũng không vội, hình như buông tay không để ý đến, y cũng không suy nghĩ sâu xa, cũng có thể lý giải, mọi chuyện đều để thị trưởng Hạ quan tâm. Thì cần phó thị trưởng như y làm gì? Phó bí thư Mai vừa hỏi, Dương Kiếm mới chợt nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra việc gì. Chẳng lẽ là vừa giật dây? Đúng, hoặc là không phải, cũng không ai biết. Hạ Tưởng rất thông minh, cậu ta vừa không làm sai quy tắc, lại nơi nơi chiếm được ưu thế cao, làm cho người ta không nhìn thấy lỗ hổng của cậu ta, mà bất cứ lúc nào cậu ta cũng có năng lực đúng lúc ra tay ngăn cơn sóng dữ. Mai Thái Bình bỗng nhiên nhớ đến lần trước Hạ Tưởng muốn y buông tay với kiến nghị của Dương Kiếm, y liền cân nhắc lại lợi hại. Tùy cơ ứng biến thôi, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, vẫn liên quan đến việc hợp nhất Thiên Cương, vấn đề hiện tại là, hợp nhất sắt thép ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Ngô, mà hiện tại nhà họ Ngô vẫn chưa trực tiếp ra tay. Cứ chờ cuộc đọ sức giữa nhà họ Ngô và Hạ Tưởng đến thời điểm mấu chốt nhất, cậu căn cứ thực lực hai bên mà đưa ra ý kiến. Dương Kiếm gật đầu. Nếu chẳng may thị trưởng Hạ chiếm thế thượng phong, chẳng lẽ phải đứng ở lập trường phản đối thế lực gia tộc? Mai Thái Bình nhìn Dương Kiếm một cái, trong mắt có một chút bất mãn, không nói gì, Dương Kiếm lập tức hiểu ra gì đó, biết mình nhiều lời, có một số lời trong lòng biết là được, cũng không thể được nói ra mặt, liền ái ngại cười. Tuân theo lợi ích chung, biết nghe lời phải. Mai Thái Bình mới gật đầu cười, xem như thừa nhận thái độ của Dương Kiếm. Dương Kiếm vừa đi. Mai Thái Bình suy nghĩ mãi, vẫn gọi điện cho Phó Tiên Phong. Lại nói giữa Mai Thái Bình và Phó Tiên Phong, lợi ích chung không nhiều lắm, bình thường cũng ít liên hệ, nhưng điện thoại của y, Phó Tiên Phong vẫn sẽ cẩn thận đối xử. Điện thoại của Phó Tiên Phong, vừa gọi là có người bắt máy, Mai Thái Bình cũng không khách khí, liền hỏi. Tiên Phong, ba ngọn lửa của lãnh đạo mới nhận chức, nhưng hai ngọn lửa đều đốt về Thiên Trạch, có phải có mục đích lớn? Mai Thái Bình không khách khí, Phó Tiên Phong càng không khách khí.
Chương 1018, lập trường quyết định tất cả. Anh Thái Bình có gì dạy bảo? Phó Tiên Phong cười khẽ một tiếng, trong giọng nói có vẻ không hài lòng. Gần đây tôi áp chế không ít dự án, Thiên Trạch tuy nhiên vừa đúng lúc anh nhìn thấy thôi, cũng không phải nhằm vào cái gì cả. Nói rất khách khí, giọng điệu không mấy thân thiết. Mai Thái Bình sớm đã quen với giọng của Phó Tiên Phong. Hơn nữa y cũng biết hiện tại Phó Tiên Phong không có cảm tình với mình, hiện tại hai nhà Mai Khâu đang tiến gần, hơn nữa còn có dấu hiệu liên kết đối phó nhà họ Phó. Nhà họ Phó tạm thời không âm thầm cậy tường nhà họ Mai là tốt lắm rồi, bởi vì nhà họ Phó đã rất không khách khí cậy tường nhà họ Khâu, thuốc đông y nhà họ Phó là một ví dụ rõ ràng. Hơn nữa nghe nói chính quyền thành phố Thiên Trạch nâng đỡ không ít. Mai Thái Bình không cần vòng vo với Phó Tiên Phong, mà nói thẳng. Phương pháp của Hạ Tưởng là đối lập với thế lực gia tộc, Tiên Phong, anh sao lại âm thầm trợ giúp cậu ta? Phó Tiên Phong ngừng lại một chút, ho nhẹ một tiếng. Anh Thái Bình lo lắng quá rồi, tôi và Hạ Tưởng không có cơ sở để hợp tác, càng không phải giúp kế hoạch đối phó với thế lực gia tộc của cậu ta, tôi chỉ là làm theo quy định. Phó Tiên Phong dở giọng quan cách, Mai Thái Bình liền mất hứng. Làm theo quy định, Tiên Phong, anh nói câu này có vẻ không đúng. Hạng mục đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch tốt như thế, tại sao không duyệt? Phó Tiên Phong cũng không vui. Thế nào, anh Thái Bình còn muốn dạy tôi như thế nào để làm tốt việc trong quyền hạn của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển sao? Phó Tiên Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển xếp hạng cấp bậc vẫn là Phó Bộ, nhưng cũng ngang cấp với Mai Thái Bình. Đồng thời y quyền cao chức trọng. Thậm chí so với Mai Thái Bình còn có thực quyền hơn, sao có thể nghe những lời nói mát của Mai Thái Bình. Huống chi lại là y tái xuất sau khi im lặng 2 năm, lại càng hài lòng, hơn nữa mâu thuẫn với nhà họ Mai hiện nay có chút nổi bật, nghe giọng chất vấn của Mai Thái Bình liền phản ứng quá khích một chút. Mai Thái Bình bị Phó Tiên Phong nói vậy cũng biết lỡ lời, nhưng ngại thể diện, cũng không chịu thua, hừ lạnh một tiếng. Đừng chọc giận ông cụ nhà họ Ngô. Văn phòng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển ở Bắc Kinh. Buông điện thoại, Phó Tiên Phong bất tức giận đi một nửa, đi lại trong phòng vài vòng, y cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Ông nội, cháu cảm thấy làm như vậy không thích hợp, rất mạo hiểm. Tiên Phong, giọng ông cụ nhà họ Phó già nua đi nhiều, nhưng nghe vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Mạo hiểm càng lớn thì tiền lời càng lớn, cháu đã quên nhà họ Phó mấy lần chơi trò mạo hiểm, cuối cùng đều thắng. Cũng mới có địa vị như ngày hôm nay. Là cháu cảm thấy thực sự khả năng Hạ Tưởng sẽ được lợi, sau đó chúng ta lại đắc tội với nhà họ Ngô, nhà họ Khâu và nhà họ Mai, thì mất nhiều hơn được. Phó Tiên Phong vẻ mặt ưu tư, y đối với sự hợp tác với Hạ Tưởng có một loại đề phòng và hoài nghi bản năng. Tiên Phong, cháu trước kia không có thiếu quyết đoán như vậy. Lúc này đây, chúng ta giúp Hạ Tưởng chống lại nhà họ Ngô. Lúc Hạ Tưởng sắp thắng. Khi sức mạnh của nhà họ Ngô lớn nhất, chúng ta đột nhiên buông tay, lực lượng của nhà họ Ngô sẽ toàn bộ đánh vào mình Hạ Tưởng, Hạ Tưởng còn không bị nhà họ Ngô đánh cho tan xương nát thịt sao. Một cơ hội tốt bỏ qua rất đáng tiếc. Ông cụ nhà họ Phó là người ra sao, cả đời trăm phương ngàn kế chỉ suy nghĩ đến lợi ích của nhà họ Phó, mong muốn nhà họ Phó có một ngày sẽ đứng thứ nhất trong 4 gia tộc lớn, nên không ông ấy chết cũng không nhắm mắt. Phó Tiên Phong cứ việc lo lắng. Nhưng cũng cảm thấy ông cụ nói có lý, giữa y và Hạ Tưởng, không thể trở thành bạn bè, nợ hai ân tình của Hạ Tưởng, cũng nhân cơ hội này trả hết cho hắn y. Hiện tại là cơ hội Hạ Tưởng đối địch với nhà họ Ngô hiếm có, quả thật như ông cụ nói, cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua. Hạ Tưởng và nhà họ Ngô thực sự đối đầu mọi mặt, không phải diễn trò. Tào Vĩnh Quốc được Thủ tướng đề danh làm Chủ tịch tỉnh Tây, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Thủ tướng càng thân hơn. Đồng thời, kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến hoàn toàn ảnh hưởng đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Ngô. Mà những gì Hạ Tưởng đã làm, hiển nhiên là ủng hộ mạnh mẽ Tống Chiêu Độ cũng là người được Thủ tướng đề bạt. Sự hành sự cứng rắn và không chút nương tay của Hạ Tưởng xử lý sự kiện Thiên Cương, càng kiên định mà thể hiện rõ giữa hắn và nhà họ Ngô, bởi vì Thiên Cương, mâu thuẫn đã tập trung, đã chôn xuống một tai họa ngầm. Hơn nữa có sự lên án công khai của giới truyền thông vào lúc này. Phó Tiên Phong cũng ý thức được cơ hội của nhà họ Phó đã đến rồi, hơn nữa còn bóp cổ thành phố Thiên Trạch, cũng là thể hiện sự tồn tại quyền uy của chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của y. Hơn nữa đường sắt Bắc Kinh Yến trước khi chưa đệ trình phê chuẩn, đường sắt Bắc Kinh Thiên Trạch quả thật cần thiết không chế,
hoàn toàn là trong quyền hạn của y, cũng có đủ lý do chính đáng, người khác cũng khó nói gì. Chỉ là có một điểm, Phó Tiên Phong trong lòng mơ hồ lo lắng ông cụ nhà họ Ngô vẫn chưa có hành động gì, chẳng lẽ ông cụ nhà họ Ngô lại yêu quý Hạ Tưởng, có thể đại độ đến mức tha thứ cho Hạ Tưởng đã động đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Ngô sao? Chắc chắn là không, Phó Tiên Phong chắc chắn cho rằng, ông cụ Ngô án binh bất động không phải nhường nhịn Hạ Tưởng, mà đang chờ đợi thời cơ hành động, một khi hành động, nhất định sẽ cho Hạ Tưởng một đòn mạnh. Bởi vì Hạ Tưởng rõ ràng lại lần nữa đứng ở bên phía thủ tướng, lúc trước người muốn kéo Hạ Tưởng về bên phía thế lực gia tộc nhất chính là ông cụ Ngô, ông ấy mất mặt, không thẹn quá hóa giận mới là lạ. Thành ủy Thiên Trạch, Chiến Kính Bằng vừa từ Bắc Kinh về, không thu hoạch được gì, trong lòng lo lắng không chút manh mối. Y kỳ vọng lớn vào đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, nhưng hy vọng càng lớn, lại càng lo được lo mất. Ngồi ở văn phòng hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, mà vẫn không nhịn nổi liền gọi cho Kim Nhan Chiếu một cuộc điện thoại, tuy nói là vị hôn thê của y nhưng quan hệ giữa y và Kim Nhan Chiếu khá lãnh đạm, thậm chí có thể nói là rất xa cách, nhưng nghĩ là cuộc hôn nhân chính trị, nên cũng chỉ có thể chịu. Thái tử đảng hưởng thụ hào quang của bậc cha chú, đồng thời cũng phải gánh trách nhiệm nhất định, nghe theo kế hoạch của gia tộc, thỏa hiệp trên hôn nhân vì lợi ích chính trị, là điều không thể thiếu. Nhan Chiếu, có thể ra mặt mời thị trưởng Hạ cùng ăn cơm được không? Trần Khiết Văn vào thời điểm mấu chốt đứt dây, tâm tình bức thiết mong ước chiến tích khiến Chiến Kính Bằng chỉ có thể xin Hạ Tưởng giúp đỡ. Y biết rõ trong quá trình nhà họ Phó đến Thiên Trạch đầu tư thuốc đông y, thị trưởng Hạ đã cho sự quan tâm như thế nào. Anh và thị trưởng Hạ gặp mặt hàng ngày, trực tiếp mời anh ấy không phải là được rồi sao? Anh ấy đối nhân xử thế tốt lắm, lại không làm cao, làm gì bỏ gần tìm xa, mà nhờ đến tôi sao? Tôi mặc kệ. Kim Nhan Chiếu tức giận nói. Chiến Kính Bằng bị ngữ khí rất tức giận của cô làm cho ù hết tai, thầm nghĩ Kim Nhan Chiếu trên TV giả vờ giả vịt, thật ra cô cũng có lúc điêu ngoa, y nhíu mày nói. Tôi gặp mặt thị trưởng Hạ mỗi ngày, đều là công việc, không có quan hệ cá nhân gì. Quan hệ giữa cô và anh ta không tồi, lén lút mời anh ta, ý nghĩa rất không giống nhau. Có gì không giống, anh đơn giản là muốn lợi dụng tôi thôi, để tôi dùng mỹ nhân kế dụ Hạ Tưởng, có phải không? Kính Bằng, tôi là vợ sắp cưới của anh. Kim Nhan Chiếu nổi giận đùng đùng, nói. Tôi biết anh luôn nghi ngờ tôi và thị trưởng Hạ có quan hệ mờ ám, nói cho anh biết, không có. Tôi ra mặt, anh ấy chưa chắc đã nể tình. Còn nữa, anh đến Thiên Trạch thời gian cũng không phải là ngắn nữa rồi, còn để tôi nhắc nhở sự thật Bành Vân Phong là người phát ngôn của thị trưởng Hạ sao? Nếu đến cả việc này anh cũng không nhìn ra, thì anh làm cho người ta thất vọng rồi. Lần đầu tiên bị Kim Nhan Chiếu trách móc, Chiến Kính Bằng không tức giận, ngược lại vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Bành Vân Phong là người phát ngôn của thị trưởng Hạ, y đương nhiên biết, nhưng y tự nhận mình là phó thị trưởng, ủy viên thường vụ chủ động đến gặp Bành Vân Phong có vẻ hơi mất mặt. Nhưng sau khi trò chuyện với Kim Nhan Chiếu, y thông suốt một chút. Bành Vân Phong phụ trách văn phòng ủy ban nhân dân, y tìm anh ta nói chuyện công việc cũng là bình thường. Chiến Kính Bằng đi rất nhanh đến phòng Bành Vân Phong, vừa lúc Bành Vân Phong đang dọn dẹp, thấy phó thị trưởng Chiến bất ngờ xuất hiện, y vội vàng nhiệt tình mời phó thị trưởng Chiến vào. Bành Vân Phong nhiệt tình mà không mất sự cung kính, lại mời Chiến Kính Bằng uống trà, đầu tiên là quan tâm hỏi thăm tới cuộc sống của Chiến Kính Bằng ở thành phố Thiên Trạch, nói có gì cần cứ bảo y sẽ sắp xếp thỏa đáng. Chiến Kính Bằng cảm ơn sự chu đáo của Bành Vân Phong. Còn nói chuyện phiếm một hồi, dù sao y và Bành Vân Phong không quá thân, không thể nói vào chuyện chính luôn. Hàn huyên khoảng 4-5 phút đồng hồ, y mới giả bộ tò mò hỏi. Vân Phong, cậu và thị trưởng Hạ khá thân, hẳn là biết khẩu vị của thị trưởng Hạ. Tôi đến thành phố Thiên Trạch cũng đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa ngồi cùng thị trưởng Hạ. Bành Vân Phong đảm nhiệm chức phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Trưởng ban thư ký nhiều năm, thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo, tính tình và sở thích của mỗi người, y đều nắm rõ trong lòng, Chiến Kính Bằng vừa mở miệng, anh ta liền đoán được dụng ý. Thị trưởng Hạ rất ít khi nhận lời ăn cơm khách, khẩu vị của anh ấy cũng đơn giản, không có gì đặc biệt yêu thích. Bành Vân Phong chợt dừng lại, nhìn mặt đoán lòng rồi nói thêm. Gần đây thị trưởng Hạ bận quá, chỉ sợ anh ấy không có tâm trạng đi ra ngoài, sự việc Hợp Nhất Thiên Cương, còn có việc đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch không được phê duyệt nữa, đều khiến anh ấy rất quan tâm. Tuy nhiên,
tôi nghĩ đợi sau khi sự việc hợp nhất thiên cương có kết quả, thị trưởng Hạ sẽ thoải mái hơn nhiều. Chiến Kính Bằng tuy xuất thân là thái tử đảng, nhưng dù sao cũng lăn lộn quan trường một thời gian, nghe Bành Vân Phong nói đã hiểu y đang ám chỉ điều gì. Công việc quan trọng hiện nay của thị trưởng Hạ là hợp nhất thiên cương, cũng chỉ có thiên cương hợp nhất xong mới có thể chú ý đến đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Mà mục đích y đến tìm Bành Vân Phong, chính là muốn cùng thị trưởng Hạ nói chuyện, muốn mời thị trưởng Hạ ra mặt nói giúp với Phó Tiên Phong, để Phó Tiên Phong nương tay, phê duyệt cho đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Nói như vậy, nếu không thể hợp nhất thiên cương, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch cũng sẽ không bao giờ được sao. Chiến Kính Bằng suy nghĩ một hồi lập tức hiểu được mấu chốt của vấn đề, y muốn có chiến tích ở đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, cũng chỉ có thể có hai con đường. Một là dùng quan hệ của chính mình, hai là ủng hộ lập trường của thị trưởng Hạ để việc hợp nhất thiên cương được thông qua thuận lợi, sau đó thị trưởng Hạ ra mặt giải quyết. Vào hàng ngũ là mấu chốt, lập trường quyết định hết thảy. Chiến Kính Bằng trong nháy mắt liền hiểu ra nhiều điều, có lẽ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong đang phối hợp với thị trưởng Hạ diễn trò. Lập trường của Chiến Kính Bằng đã lung lay, y không biết, ngoài y ra, còn có lập trường của người khác, cũng vì tình thế, không thể không có những thay đổi. Nhưng cùng lúc đó, nhà họ Ngô có một hành động mới, một lần nữa làm tình hình càng thêm phức tạp. Chương 1019, một ván cờ lớn. Nhà họ Ngô ra tay, tiếp tục sắp xếp tầm vĩ mô, ở cấp tỉnh và cấp bộ tiến hành một vòng đọ sức gián tiếp mới, từ toàn cục kéo theo toàn bộ các chi nhánh, dùng để triển thị lực lượng nhà họ Ngô. Đầu tiên là tỉnh Lĩnh Nam xuất hiện sự thay đổi nhân sự, nguyên chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam đã đến tuổi, trực tiếp xin về hưu, phó chủ tịch thường trực Tiền Cẩm Tùng nhận chức chủ tịch tỉnh, chính thức bước vào danh sách quan lớn cấp tỉnh và bộ, trở thành chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam một tỉnh lớn thứ nhất về kinh tế. Tiền Cẩm Tùng từng có một thời gian ở tỉnh Yến đảm nhiệm qua chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, y thăng chức, lập tức làm giới truyền thông được dịp hô hào, nói thời kỳ của tỉnh Yến đã đến rồi. Thậm chí có không ít đài báo trong và ngoài nước có bài viết suy đoán tỉnh Yến trong một đêm trở thành tỉnh lớn về chính trị, bởi vì liên tiếp có ba vị chủ tịch tỉnh vừa nhậm chức xuất phát từ tỉnh Yến. Tào Vĩnh Quốc thì không cần phải nói, là cán bộ sinh ra và lớn lên ở tỉnh Yến. Hình đoan đài mặc dù đã từng tham gia chính quyền ở bộ và ủy ban Bắc Kinh và các tỉnh khác nhưng cũng đảm nhận vị trí quan trọng nhất ở tỉnh Yến là chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Yến. Tiền Cẩm Tùng cũng bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp phó tỉnh ở tỉnh Yến. Bởi vậy chủ tịch tỉnh Tây, chủ tịch tỉnh Tề và chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam được gọi với cái tên cán bộ từ tỉnh Yến đi ra. Trên thực tế, ba người trên trừ Tào Vĩnh Quốc ra, hai người kia cũng không thể bảo đảm chắc chắn. Nhất là Tiền Cẩm Tùng phải nói là cán bộ từ Bắc Kinh đi ra mới đúng. Có phải xuất phát từ chủ tịch tỉnh Yến hay không, cũng không có liên quan quá lớn, quan trọng là, Tiền Cẩm Tùng là người theo phe phái nào. Tiền Cẩm Tùng khi còn ở tỉnh Yến, y và Hạ Tưởng cũng không qua lại nhiều, nhưng quan hệ giữa hai người cũng coi là thân thiết, bởi vì khi Tiền Cẩm Tùng khi đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vẫn khá trung lập, lập trường cũng không thiên hướng về bên nào. Khi ở tỉnh Yến, cũng không làm nên việc gì lớn. Tiền Cẩm Tùng lúc trước đến tỉnh Lĩnh Nam nhậm chức, còn từng có trao đổi lợi ích với nhà họ Khâu, Hạ Tưởng lúc ấy còn làm người trung gian. Nhưng Hạ Tưởng lúc ấy cũng không rõ hậu trường ở Bắc Kinh của Tiền Cẩm Tùng là ai. Lần này Tiền Cẩm Tùng bất ngờ thăng chức tại chỗ, có chút đột nhiên, khiến Hạ Tưởng cũng đưa ra nhiều dự đoán. Nếu theo truyền thống, tỉnh Lĩnh Nam trong thời gian rất dài đều là địa bàn của nhà họ Khâu. Nhưng từ sau khi bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Hải Đức Trường nhậm chức vụ phó thủ tướng quốc vụ viện, bí thư tỉnh ủy đương nhiệm vì xuất thân từ nhà họ Đoàn, bởi vậy có thể đoán Tiền Cẩm Hùng không phải là thế lực gia tộc mà chính là thế lực bình dân. Không có khả năng người của một phe phái đồng thời đảm nhiệm bí thư và chủ tịch tỉnh. Hơn nữa suy nghĩ cẩn thận về tính cách khiêm tốn và điềm tĩnh của Tiền Cẩm Tùng, cùng với những việc làm trong vài năm ở tỉnh Yến của y, lập trường của y đã rất sinh động. Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện chúc mừng Tiền Cẩm Tùng, lại có mấy tin tức truyền đến, khiến cho hắn kinh hãi, đồng thời biết rõ, một lần hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến, liên quan đến không chỉ là cuộc chiến bảo vệ tài nguyên của tỉnh Yến, mà vẫn là cuộc đấu giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc. Không chút khoa trương mà nói, tất cả cuộc chiến ở tầm vĩ mô cùng với việc tạo thế trên dư luận, đều là vì sự thành bại xung quanh việc hợp nhất Thiên Cương đang định ra cuộc chiến tranh vòng ngoài. Mà Thiên Cương cuối cùng sẽ trở thành một điểm tựa mấu chốt, cũng là lời giải cuối cùng cho ai thắng ai thua. Đầu tiên là Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Dự,
chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Dịch Nhân, nguyên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Điều Đi, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tân nhậm là trực hệ của nhà họ Ngô. Chỉ vừa nhậm chức, liền xét xử hai cán bộ cấp phó giám đốc sở, một là một phó giám đốc sở than đá tỉnh Dự, quản lý công tác hợp nhất tài nguyên than đá tỉnh Dự, hai là phó giám đốc sở giao thông, chủ trì dự án công trình đường cao tốc tỉnh Dự. Tỉnh Dự là tỉnh lớn về than đá có truyền thống, hợp nhất tài nguyên than đá còn lên kế hoạch sớm hơn tỉnh Tây. Tuy nhiên khác với việc gióng trống khua chiêng thu hút sự chú ý của mọi người của tỉnh Tây chính là, việc hợp nhất của tỉnh Dự được tiến hành lăng lẽ, trên thực tế, hiệu quả hợp nhất còn tốt hơn tỉnh Tây. Nhưng lần này chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tân nhậm vừa ra tay, đã trực tiếp bắt nhân vật mấu chốt phụ trách việc hợp nhất, công tác hợp nhất lập tức phải chịu ảnh hưởng mang tính quyết định. Còn có dự án công trình đường cao tốc, cũng vì người phụ trách bị bắt mà tạm thời lâm vào cảnh tạm dừng. Nhà họ Ngô không ra tay thì không sao, vừa ra tay quả nhiên uy lực không nhỏ, không bắt nhân sự bắt kỷ luật, đủ gần như tàn nhẫn. Tỉnh Dự nằm ở phía nam của tỉnh Yến, là láng giềng gần với tỉnh Yến, quan hệ với tỉnh Yến không tồi, là vùng đất phải đi qua khi xuống phía nam tỉnh Yến. Tất cả đầu tư và vật liệu lên bắc tỉnh Yến, nhất định phải qua tỉnh Dự. Bởi vậy không khỏi không liên tưởng đến việc phó giám đốc sở than đá xuống ngựa là vì đã tạo ra phiền toái cho việc hợp nhất tài nguyên than đá của tỉnh Dự, vậy thì sự ngã ngựa của phó giám đốc sở giao thông là ý đồ chính trị gì? Mây bay tứ phương, ai cũng đều có diệu kế, đều có suy xét của mình. Khu tự trị Nội Nguyên nằm ở phía bắc tỉnh Yến, cũng là tỉnh có tiếng về nguồn than đá lớn. Sau khi tỉnh Tây cao giọng tuyên bố hợp nhất tài nguyên than đá, khu tự trị Nội Nguyên cũng vào ngày gần nhất tổ chức một loạt hội nghị bàn về việc hợp nhất tài nguyên than đá, chuẩn bị tạo ra một công ty sản xuất than đá lớn hàng trăm triệu tấn. Ủy ban nhân dân khu cũng nhiều lần ở trường hợp khác nhau bày tỏ phải nhanh chóng hợp nhất sản nghiệp, phải làm lớn làm mạnh. Nhưng bí thư khu ủy lại một lần nữa nhấn mạnh ở hội nghị, phải đề phòng tư tưởng làm lớn làm mạnh không thực tế tác oai tác quái, không cần đơn giản mà làm cùng một nhát dao, phải đề phòng quốc tiến dân lui, dẫn đến khắp nơi nghi ngờ. Bí thư khu ủy còn lấy vấn đề tài nguyên đất hiếm của Nội Nguyên làm ví dụ, vạch ra giai đoạn hiện nay cần hợp nhất không phải là ngành than mà là tài nguyên đất hiếm. Theo báo cáo, bí thư khu ủy Nội Nguyên chính là thư ký của ông cụ Ngô năm đó. Tình hình hiện tại là, bốn tỉnh xung quanh tỉnh Yến, phía đông tỉnh Tề, phía tây là tỉnh Tây, đều vì kế hoạch hợp nhất lớn của tỉnh Yến mà hô hào tích cực, mà phía bắc khu tự trị Nội Nguyên và phía nam là tỉnh Dự, hiển nhiên là muốn làm hỏng kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến. Một ván cờ lớn. Bởi vì hợp nhất là chính quyền địa phương hợp nhất, không phù hợp với chiến lược toàn cục trong việc thâu tóm xuyên khu vực đồng thời làm lớn mạnh bản thân của các thế lực gia tộc. Có thể nói thế lực của chính quyền địa phương càng mạnh, đối với việc khống chế tài nguyên lực càng lớn, càng bất lợi cho sự phát triển của thế lực gia tộc. Sự ra tay của nhà họ Ngô hoặc là nói không chỉ có nhà họ Ngô, mà là toàn bộ thế lực gia tộc chắc chắn sẽ không giới hạn trong một tỉnh một vùng, còn có thể có sức ảnh hưởng ở lãnh đạo trung ương. Quả nhiên, trong một hội nghị kinh tế toàn quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viên Hải Đức Trường có lời phát biểu quan trọng, nói ra tình hình các nơi sai lệch quá nhiều, có tỉnh hợp nhất tài nguyên là chuyện tốt, nhưng có một số tỉnh khả năng sẽ là chuyện không tốt, thậm chí có thể có kết quả ngược lại. Trong nước có một phong khí không tốt đó là, thích theo gió, làm chuyện gì cũng thích làm ồn ào, giống như việc hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến trong giai đoạn hiện nay. Còn chưa nhìn thấy hiệu quả, đã có tỉnh khác làm theo, nếu chẳng may thất bại thì sao? Trung ương nhiều lần răn bảo, phát triển kinh tế phải có tầm nhìn lâu dài, phải có cái nhìn đại cục theo tình hình thực tế, không cần phải bảo sao hay vậy, lại càng không cần mù quáng tham lớn cầu toàn. Phát biểu của Hải Đức Trường, chưa chắc là ý kiến thống nhất của Quốc vụ Việt, nhưng y thân là Phó Thủ tướng, lại phát biểu trong Hội nghị Kinh tế Toàn quốc những ngôn luận kể trên, lại chọn đúng thời kỳ mẫn cảm, sẽ không ít người đoán được Phó Thủ tướng tạo áp lực cho tỉnh Yến. Chẳng lẽ Quốc vụ viện cũng không ủng hộ kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến? Thế cục, vì một loạt biến cố và khắp nơi mưa gió ầm ầm, lại một lần nữa trở nên căng thẳng, còn khó bề phân biệt, làm cho người ta không thấy rõ phương hướng. Thành phố Thiên Trạch, phòng làm việc của thị trưởng. Hạ Tưởng bình thường không thích hút thuốc, chỉ hay uống trà, lúc này đang ngồi uống trà, dùng một chiếc chén thủy tinh tinh xảo pha trà, là chén mà Vệ Tân tỉ mỉ chọn cho hắn. Vệ Tân nói, uống nước làm cho người ta khỏe, chén tốt làm người ta thấy thích, thích sẽ uống nhiều nước. Cho dù lý luận của Vệ Tân Hạ Tưởng không đồng ý, nhưng cái chén cô tặng quả thật không tồi, cảnh đẹp ý vui,
hắn mỗi ngày đều pha trà vài lần, cũng không khác gì với Bùi Nhất Phong, chén không rời tay. Bành Vân Phong ngồi bên dưới, cầm bao thuốc muốn rút ra nhưng lại dừng lại. Lãnh đạo không hút thuốc lá, y lại một mình phì phèo hút cũng không hay, nên thôi. Tình hình đại khái là như thế, thị trưởng Hạ có tinh thần chỉ thị gì không? Bành Vân Phong báo cáo với Hạ Tưởng hướng đi gần đây của Dương Kiếm và Chiến Kính Bằng. Không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, Chiến Kính Bằng gần đây rõ ràng có dấu hiệu sát vào, quan hệ giữa y và Bành Vân Phong gần hơn trước nhiều, còn mời Bành Vân Phong ăn cơm vài lần, xem như xây dựng được quan hệ hợp tác tốt đẹp. Dương Kiếm tuy rằng cũng có động hướng tới gần, nhưng không quá rõ ràng, hơn nữa Dương Kiếm lão luyện hơn Chiến Kính Bằng, nói chuyện làm việc cẩn thận, làm Bành Vân Phong cũng không đoán ra suy nghĩ của Dương Kiếm. Nhưng có một điểm y có thể kết luận, là trong vấn đề hợp nhất thiên cương, lập trường kiên định phản đối của Dương Kiếm đã dao động. Bành Vân Phong rất rõ ràng, quan hệ giữa y và Dương Kiếm trước kia không xa không gần, trên cơ bản đều chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không có quan hệ cá nhân. Nhưng, gần đây Dương Kiếm không có việc gì cũng đến văn phòng y ngồi, lấy cớ rất đơn giản, tìm đồ dùng làm việc hoặc tìm vài văn bản, kỳ thật để thư ký làm là được rồi. Nhưng Dương Kiếm tận lực như thế. Y biết không phải phó thị trưởng Dương thích đi lại, mà là phó thị trưởng Dương mượn miệng y hỏi thăm ý đồ của thị trưởng Hạ. Hoặc có thể nói, là trước tiên khai thông các khâu, cũng dễ mai phục phục bút để thay đổi lập trường vào thời điểm mấu chốt. Còn nữa, gần đây bí thư Trần không ở thành ủy, thị trưởng Hạ một mình quản lý, hắn thân là người quản lý văn phòng ủy ban nhân dân, tầm quan trọng cũng nâng cao, mơ hồ có xu thế vượt qua Trần Thiên Vũ, cũng may Trần Thiên Vũ cũng là người mà thị trưởng Hạ yêu quý. Nên mới làm cho trưởng ban thư ký Trần đối với y không có thái độ gì. Cùng là trưởng ban thư ký thành ủy là ủy viên thường vụ thành ủy, so với y thì phân lượng lớn hơn nhiều. Bành Vân Phong tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân. Cố gắng làm tốt công việc của mình, làm tốt trách nhiệm là người phát ngôn của thị trưởng Hạ, không để lãnh đạo thêm phiền toái, lời nên nói mới nói, không nên nói thì không nói. Với thân phận hiện tại của ya, kiêng kỵ nhất là ăn nói lung tung. Không cẩn thận nói những lời vô dụng nếu thị trưởng Hạ nghe được, sẽ có thể bị đày vào lãnh cung. Y hiện tại chạm tay vào trụ sở thành ủy có thể bỏng tay, nhưng y biết rõ, vinh quang của y đến từ sự tín nhiệm của thị trưởng Hạ. Bởi vậy, mặc kệ người khác hứa hẹn thế nào, y đều ghi nhớ, tất cả lấy lợi ích của thị trưởng Hạ làm xuất phát điểm, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Hạ Tưởng trầm ngâm một lát. Tình hình thành phố Thiên Trạch tạm coi như ở trong tay hắn, biểu hiện của Bành Vân Phong cũng làm hắn vừa lòng, với Bành Vân Phong hắn luôn luôn yên tâm, đối với Từ Tử Kỳ, thì còn có chút lo lắng, liền hỏi. Gần đây, sự tiếp xúc của Tử Kỳ với phương diện kia, có tiến triển gì không? Chương 1020, trong tình lý, ngoài dự đoán. Từ sau lần trước đưa Hạ Tưởng đi thăm Hoa Uyển thì Từ Tử Kỳ hối tiếc không kịp, sau đó làm theo lời Hạ Tưởng. Thừa nhận sai lầm với Bành Vân Phong, đồng thời cũng thật tâm thỉnh giáo Bành Vân Phong. Bành Vân Phong biết rất rõ rằng thị trưởng Hạ muốn cho Từ Tử Kỳ một cơ hội nữa, nếu không đã đẩy anh ta thẳng đến lãnh cung, chứ sẽ không để anh ta lại đến tìm ông ta. Bảo Từ Tử Kỳ thừa nhận sai lầm với ông ta, ngụ ý chính là muốn ông ta chỉ điểm cho Từ Tử Kỳ, làm thế nào để ở giữa lượm lạt kinh nghiệm, làm thế nào để lập công chuộc tội. Bành Vân Phong xem thời thế. Công tác trọng điểm trước mắt của thị trưởng Hạ, cùng với đấu tranh chính trị của thành phố Thiên Trạch xoay quanh việc chỉnh hợp thiên cương, sau khi phân tích kỹ càng tỉ mỉ mới cho ra được kết luận, hiểu rõ rằng thị trưởng Hạ bảo Từ Tử Kỳ tiếp tục đóng kịch mới có thể đem lại lợi ích phù hợp nhất cho hai bên. Bành Vân Phong không phải là Hạ Tưởng, có những điều thị trưởng Hạ không tiện nói, thì ông ta có thể nói. Sau khi phân tích lợi hại cho Từ Tử Kỳ, Bành Vân Phong đã nói bóng gió. Từ Tử Kỳ cũng không tồi. Lập tức liền hiểu ra, anh ta có một cơ hội cực tốt để tạo lại hình tượng tốt đẹp trong lòng thị trưởng Hạ, phải nắm lấy, đây cũng là một cơ hội cuối cùng của anh ta. Anh ta liền cam đoan với Bành Vân Phong, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để thị trưởng Hạ mất mặt lần nữa. Ngay từ đầu trong lòng Bành Vân Phong đã thiếu tự tin, ông ta không có đủ lòng tin với năng lực cá nhân của Từ Tử Kỳ. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc và nghe báo cáo từ Từ Tử Kỳ, ông ta lại thay đổi cái nhìn với Tử Kỳ. Cảm thấy Từ Tử Kỳ thích nghi vô cùng nhanh, không dám nói về sau có tiền đồ hay không, nhưng ít nhất trong giai đoạn hiện nay thì quả thật đã có tiến bộ không nhỏ. Ông ta liền càng thêm khâm phục cách nhìn người rất chuẩn của thị trưởng Hạ.
Gần đây Từ Tử Kỳ thường xuyên tiếp xúc với bên Hoa Huyền, trên cơ bản đạt được sự tín nhiệm nhất định của đối phương, cũng đã thành lập một loại quan hệ hợp tác không bạn không thù, là đồng minh có thời hạn. Đương nhiên, đối phương cũng không phải không biết gì về chính trị, cũng có chút hoài nghi trong sự kiện Hoa Tam Kỳ nhảy cầu có bàn tay của Từ Tử Kỳ, khổ nỗi là không có chứng cớ, cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ Tử Kỳ cũng là giả bộ không biết chân tướng sự kiện Hoa Tam Kỳ, đối phương không đề cập tới thì anh ta tuyệt nhiên sẽ không chủ động đề cập tới. Nhiệm vụ của anh ta là làm cầu nối, kết nối hợp tác hữu hạn. Thời điểm cần thiết thì sẽ truyền đạt điều kiện của thị trưởng Hạ đến đối phương, đồng thời cũng chuyển yêu cầu của đối phương tới thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ không tiện tiếp xúc trực tiếp với đối phương, nhưng giống như là vẫn duy trì một đường dây nóng giữa Trung Quốc và Mỹ vậy. Khi gặp vấn đề đối địch thì duy trì một kết nối để khắc chế đúng lúc, một khi cần liên kết thì bất cứ lúc nào cũng có một con đường thông suốt không bị cản trở. Lúc này thời cơ chưa đến, việc giao thiệp qua lại giữa Từ Tử Kỳ và đối phương cũng đang trong thời kỳ gây dựng, vừa tiến thêm một bước có khả năng ngồi xuống nói chuyện, đồng thời cũng cho nhau tâm lý đề phòng. Bành Vân Phong liền làm một báo cáo chi tiết đưa lên Hạ Tưởng, trong lòng ông ta hiểu với con mắt sáng như đuốc của thị trưởng Hạ, Từ Tử Kỳ lại ngày nào cũng xuất hiện ở trước mắt, thị trưởng Hạ sao có thể không thấy rõ nhất cử nhất động và thay đổi của Từ Tử Kỳ. Nhưng thị trưởng Hạ mở miệng hỏi ông ta, thứ nhất là thể hiện sự tín nhiệm đối với ông ta, thứ hai cũng là để chứng tỏ lần nữa là do ông ta phụ trách lập trường cụ thể. Thị trưởng Hạ còn bận chuyện đại sự khác, sự vụ trong Thiên Trạch có ông ta ra mặt xử lý ổn thỏa, liền khiến thị trưởng Hạ đỡ đi một mối quan tâm. Thời tiết tháng 6 ở Thiên Trạch cũng trở nên nóng bức. Tuy nhiên so với thời tiết giống như lò lửa của thành phố Yến, thì Thiên Trạch chính là giữa trưa phơi nắng, còn thời điểm sáng sớm hay về đêm, vẫn là vô cùng mát mẻ. Mỗi khi gió thổi qua thường có cảm giác mát mẻ của mùa thu, không hổ danh là nơi để nghỉ hè. Hoa Hải Nguyên đã khánh thành được hơn phân nửa, hành cung, phía đông nam này của Hạ Tưởng cũng sắp hoàn thành trước thời hạn. Liên Nhược Hạm đã dẫn theo Liên Hạ vào đó ở, tính ở lại Thiên Trạch hơn 3 tháng, khi trời lạnh mới quay lại thủ đô. Tào Thù Lê vẫn còn ở tại khu nhà của thành ủy, cô ngần ngại không muốn vào Hoa Hải Nguyên, chủ yếu là vì lý luận cung điện gì đó của Liên Nhược Hạm khiến cô không thoải mái. Không phải không thoải mái với Liên Nhược Hạm, mà là không thoải mái với chuyện Nam Cung Bắc Cung, chung quy là cảm thấy nói không chừng thực sự có một ngày, Hạ Tưởng sẽ có 4 cung phi. Vậy nên, khi Hạ Tưởng hết giờ làm về nhà, cô vẫn còn có chút không vui, thừa lúc Hạ Đông không chú ý, liền dùng sức búng vào đầu Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đã là vợ chồng đã lâu năm, lập tức liền biết trong lòng Tào Thù Lê khó chịu, liền day day đầu, cười ha ha. Sao mà quan phụ mẫu của mấy trăm vạn dân chúng thành phố Thiên Trạch lại bị em ức hiếp như vậy? Vợ hiền mẹ tốt có bao giờ đánh chồng con đâu? Em không đánh anh, mà chỉ búng vào đầu anh một cái, để nhắc nhở anh. Tào Thù Lê hơi bĩu môi bặm miệng, năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết trên mặt cô. Đặc biệt bộ dạng khi cô không vui thì vẫn như là cô bé nghịch ngợm năm xưa. Em đang nghĩ đến chuyện Nam Cung và Bắc Cung mà tức giận, anh mới chỉ là thị trưởng đã muốn giống như Hoàng đế có Tam Cung Lục Viện sao? Nếu sau này làm chủ tịch tỉnh chẳng phải còn muốn cao hơn nữa sao? Em thật đúng là nhầm rồi, làm chủ tịch tỉnh thì đã già rồi. Hạ Tưởng ha hả cười không ngừng, kéo cô bé Lê vào lòng, trong lòng bùi ngùi, trong nháy mắt, cô bé Lê đã làm vợ hắn 5-6 năm rồi. Tính tình cô ôn hòa điềm tĩnh, phẩm hạnh đúng là một người vợ hiền mẹ tốt, quả thật là một trong những hạnh phúc lớn nhất cả đời hắn. Đến khi làm chủ tịch tỉnh, thì đã năm 60 tuổi rồi, lòng có dư mà lực không đủ đâu. Anh giỏi lắm, hóa ra không phải do suy nghĩ thay đổi tốt lên, mà là do thân thể già cả. Tại sao mà đàn ông không thể dùng những suy nghĩ trong sáng để khống chế cơ thể của chính mình vậy? Vừa nói chuyện cô bé Lê vừa nhanh tay nhéo một cái vào cánh tay Hạ Tưởng. Thủ pháp vẫn đanh đá chua ngoa như năm đó. Hạ Tưởng đau đến méo miệng, tuy nhiên vẫn ôm chặt cô bé Lê hơn nữa. Hay lắm, đừng nhọc lòng lo lắng làm gì. Nhược Hạm chỉ là thuận miệng nói ra thôi, cái gì mà Đông Cung Tây Cung, tất cả đều là theo kiểu phong kiến thối nát còn sót lại. Ngược lại em còn phải làm công tác tư tưởng cho cô ấy cho tốt. Bây giờ là xã hội mới rồi, không phải xã hội cũ đại gian đại ác, không thể một chồng mà nhiều vợ được. Không phải đàn ông các anh ai cũng đều hoài niệm về xã hội cũ đại gian đại ác sao? Hoài niệm về cuộc sống tốt đẹp thời chế độ đa thê sao? Cô bé Lê nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt cười tinh quái.
Xem kìa, em lại lầm rồi phải không? Trung Quốc hơn 2.000 năm phong kiến, kỳ thật luôn luôn theo đuổi tình yêu dân chủ và cởi mở, chưa bao giờ có chuyện một chồng nhiều vợ, là hậu nhân nói xấu và bịa đặt. Trung Quốc cổ đại, vẫn đều là chế độ một vợ một chồng, vợ chính thức địa vị rất cao, ngoại trừ vợ chính thức ra, mặt khác tất cả đều là vợ lẽ, không có địa vị. Không giống rối loạn như bây giờ, vợ lẽ và vợ cả đều ngang nhau, có phải hay không? Hạ Tưởng miệng lưỡi khéo léo còn giảng cho cô bé Lê về đạo lý lớn, giống như là làm một khóa tư tưởng chính trị. Tào Thù Lê đẩy Hạ Tưởng một cái. Thế nào anh cũng nói được, năm đó sao mà em lại lên thuyền giặc của anh vậy nhỉ? Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cha à, một chồng nhiều vợ là thế nào? Hạ Đông vốn đang chơi đùa ở bên ngoài, bỗng nhiên bỏ chạy qua đây hỏi một câu. Có phải là một bạn nam có thể cùng chơi với mấy bạn nữ không? Tào Thù Lê tức giận đến giờ khóc giờ cười, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, ý là cha nào con nấy, cẩn thận làm hỏng cả con. Hạ Tưởng xòe hai tay ra, vẻ mặt vô tội. Hạ Đông đã đi nhà trẻ. Tào Thù Lê vốn cũng đã được sắp xếp đến làm việc ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, nhưng cô lại thích được ở cùng một chỗ với con, chiều theo ý nguyện của cô, để cho cô đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng của nhà trẻ đứng đầu thành phố. Thực ra là phía thành ủy muốn sắp xếp cho cô đảm nhiệm chức hiệu trưởng, nhưng Tào Thù Lê không có suy nghĩ muốn tranh quyền đoạt lợi, không muốn bởi vì cô đến mà làm cho hiệu trưởng đương nhiệm bị điều đi, nên mới chủ động yêu cầu được đảm nhiệm vị trí phó hiệu trưởng. Lên tới cấp sở, nhất là chức vụ thực ở cấp sở, ở cấp bậc thị trưởng hoặc bí thư thành ủy, nếu có người nhà đi cùng đến nơi nhậm chức, thì đều phải sắp xếp một công việc không tồi ở địa phương, đây đã là một quy định bất thành văn. Tào Thù Lê không thiếu tiền, lại từ nhỏ không có hứng thú với chính trị, cô đến Thiên Trạch chẳng màng đến thứ gì, chỉ là vì làm bạn với Hạ Tưởng. Hơn nữa công ty của cô hiện tại ngày càng lớn mạnh, đã không cần cô phải đích thân dốc sức, hàng năm vẫn có thể kiếm được gần 10 triệu tệ. Hiện giờ cô chỉ là một cổ đông ẩn thân, Lam Miệt là đại diện pháp nhân, trên cơ bản cô đã không hề hỏi đến chuyện của công ty, an tâm giúp chồng dạy con. Kỳ thật với thân phận của cô, cho dù cô có theo chính trị, thì phu nhân thị trưởng và thiên kim của chủ tịch tỉnh, hai quầng sáng lớn chói mắt, bước khởi đầu chính là chức trưởng phòng, chỉ cần vài năm liền có khả năng lên cấp. Nhưng cô thật sự không có hứng thú đối với chính trị. Việc đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng nhà trẻ chính là xuất phát từ bản tính trời sinh đã quý mến trẻ con. Chính tính cách hòa đồng không tranh giành của cô bé Lê đã khiến cô đạt được thiện cảm của vô số người ở khu nhà thành ủy, đồng thời cũng thắng được sự kính trọng của các đồng nghiệp ở nhà trẻ. Chưa cần nói đến thân phận thiên kim của chủ tịch tỉnh, riêng thân phận phu nhân của thị trưởng thì đã chính là đệ nhất phu nhân của thành phố Thiên Trạch. Cô bé Lê đối nhân xử thế vừa không tự cao tự đại, lại cẩn thận giữ hòa khí. Hơn nữa cô còn xinh đẹp và đoan trang hơn người, không ít người cho dù là hâm mộ hay là ghen tị, nói theo lý thì vẫn đều phải tôn cô là mỹ nữ đứng đầu Thiên Trạch. Cả nhà ăn xong cơm tối, Hạ Đông lại đi chơi đồ chơi trí tuệ, Hạ Tưởng tiếp tục nói chuyện với Tào Thù Lê, cũng chẳng có cách nào khác, hắn vốn định xem tài liệu một lát, nhưng hôm nay Tào Thù Lê nói đặc biệt nhiều, hắn chỉ có thể ở lại nghe. Công việc kinh doanh thông tin điện tử của Vệ Tân, nghe nói cũng qua tay anh à. Cô bé Lê hôm nay không biết làm sao có nhiều câu hỏi vậy, toàn hỏi về các cô gái bên cạnh Hạ Tưởng. Còn có Nghiêm Tiểu thì cũng đến Thiên Trạch đầu tư, anh đi đến đâu làm gì cô ta liền đi theo sau làm vậy, đúng hay không? Còn có cái cô phó tiên tiên kia, nghe nói ngoại hiệu là tiểu ma nữ, ba người vừa nói, ai cũng đều xinh đẹp như hoa, anh là muốn thu nhận toàn bộ vào hậu cung, hay là ba chọn hai, cho vào Nam Cung và Bắc Cung để Huệ mới thỏa mãn? Hạ Tưởng thiếu chút nữa toát mồ hôi đầy đầu, từ khi hắn và cô bé Lê kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt sắc bén của cô bé Lê, liền giơ tay sờ trán cô. Không phải sốt, ánh mắt cũng bình thường, chứng minh không mơ màng, nói chuyện cũng rõ ràng, chứng minh không mộng du. Hôm nay em làm sao vậy, cứ nói luôn chuyện Nam Cung Bắc Cung không dứt, có phải Nhược Hạm ở sau lưng giật dây em tới kiểm tra anh hay không? Không hề, chính bản thân em muốn hỏi anh. Bây giờ con cũng lớn rồi, em cũng không phải lo lắng nữa, nên phải tập trung tư tưởng vào anh. Chồng ơi chồng, trong vòng một mét là chồng, ra ngoài một mét thì không còn cảm giác đó nữa. Trước kia còn tưởng rằng là nói đến ai đó, bây giờ mới biết được anh cũng giống như vậy thôi. Cô bé Lê đưa tay lên, một mặt dường như là đếm đếm thứ gì đó, một mặt lên án mạnh mẽ thói lăng nhăng trong đầu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ, cô bé Lê không thừa nhận.
hắn cũng thể khẳng định là Liên Nhược Hạm ở sau lưng quấy rối. Hiện giờ con cái của hai cô đều lớn rồi, đầu óc liền quay lại tập trung vào hắn. Một người đàn ông bị hai người phụ nữ ngày ngày nhớ thương thì chẳng phải chuyện tốt à. Đang nghĩ ngợi, làm cách nào mới có thể xóa bỏ suy nghĩ thiên về hướng bất chính trong đầu cô bé Lê, liền nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm nói cho hắn một tin tức không ngờ, ông cụ Ngô muốn tới Thiên Trạch nghỉ hè. Chương 1021, bố cục kế tiếp. Hạ Tưởng quả thực giật mình không nhỏ. Bởi vì vấn đề chỉnh hợp ở Thiên Cương, nhà họ Ngô luôn luôn tạo áp lực ở bên ngoài, thậm chí lên tới cả khía cạnh quốc gia, nhưng cụ thể ở Thiên Trạch, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra. Chỉ ngoại trừ Ngô Tài Dương chủ động gọi điện thoại đến chất vấn lần trước, sau đó ông cụ Ngô trên việc này vẫn luôn ăn nói dè dặt, giữ thái độ kiên nhẫn và im lặng. Hạ Tưởng biết rằng ông cụ Ngô nhất định sẽ nói, không phải nói với ngoại giới, mà là nói với hắn. Hắn cũng đã vài lần gọi điện thoại cho ông cụ, đầu tiên là chào hỏi, sau đó hỏi thăm đến sức khỏe ông cụ, rồi không nói thêm lời nào nữa, thậm chí khi hắn kín đáo nhắc tới Thiên Cương thì ông cụ lại lập tức chuyển đề tài, ý tứ rất rõ ràng, là tránh nói đến. Hạ Tưởng còn có chút khó hiểu, ông cụ Ngô rốt cuộc là có ý gì, tuy nhiên hắn biết rõ một điều là ông cụ Ngô không phải trốn tránh câu hỏi, cũng không phải không muốn bàn luận, mà là thời cơ chưa tới. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Nếu so sánh với ông cụ Ngô thì hắn vẫn có rất nhiều việc bị vây ở thế bị động, không nắm giữ được quyền chủ động. Bỗng nhiên nghe thấy tin tức ông cụ Ngô muốn tới Thiên Trạch nghỉ hè, quả thật khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Ông cụ Ngô đương nhiên không phải đến đây là vì nghỉ hè, mà là muốn mở miệng. Nhưng lúc này dường như thời cơ còn chưa chín muồi, cho dù là tình hình trong tỉnh hay là tình hình trong nước, vẫn bị vây trong trạng thái giằng co, lúc này ông cụ đến Thiên Trạch, là vì sao vậy? Hạ Tưởng biết rằng với kinh nghiệm cuộc đời và trí tuệ chính trị của hắn, không đủ để phán đoán dụng ý đích thực của ông cụ. Ông cụ muốn tới, là nên hoan nghênh, liền bảo Liên Nhược Hạm truyền đạt quan điểm nhiệt liệt hoan nghênh của hắn. Liên Nhược Hạm lại hì hì cười. Mùi vị bị người ta thẩm vấn cũng không tệ lắm hả? Anh không phải nghĩ ngợi lung tung nữa, chính là em cổ động cô bé Lê kiểm tra anh đó, bởi vì em cảm thấy gần đây anh có biểu hiện bất thường, nghi ngờ anh lại có người phụ nữ mới. Nhưng mà thôi đi, chúng em cũng không thẩm vấn anh nữa, sẽ chờ chính anh thừa nhận là được rồi. Em và cô bé Lê đã thương lượng, cho dù là người phụ nữ nào theo anh, người ta đã trả giá bằng tuổi thanh xuân, anh phải đối xử tốt với người ta, biết không? Thiếu chút nữa Hạ Tưởng bị Liên Nhược Hạm làm cho cảm động, thiếu chút nữa nói ra lời nói thật, may mắn ở thời khắc mấu chốt đã giữ lại được trong miệng. Được rồi, đừng quấy rối nữa, đều nói ba người phụ nữ một màn kịch. Em và cô bé Lê hai người phụ nữ đủ khiến cho anh nhức đầu, thêm một người phụ nữ nữa, chẳng phải anh sẽ bị các em làm ầm ĩ đến chết sao? Bây giờ nhiều việc như vậy, loạn trong giặc ngoài, em cũng không phải không biết, còn chê anh chưa có đủ phiền toái sao? Nếu không em và cô bé Lê đi châu Âu nghỉ phép đi, ở đó 2-3 tháng rồi trở về. Phụ nữ sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ dùng lời đường mật, đàn ông nhất định phải thường xuyên giữ cảnh giác. Không để lý trí bị sự dịu dàng của phụ nữ che mắt. Liên Nhược Hạm lại đắc ý mỉm cười. Được lắm, đừng nói như là anh có nhiều oan khuất lắm vậy. Khi ông nội đến đây, em sắp xếp cho ông ở tại Hoa Hải Nguyên, ở ngay Nam Cung. Giấc mộng tam cung lục viện của anh coi như tan biến. Hạ Tưởng không nói gì, dập máy điện thoại với Liên Nhược Hạm, liền đi tìm Tào Thù Lê. Tào Thù Lê thấy giao ước của cô và Liên Nhược Hạm bị bại lộ. Cũng liền tự biết đối lý, buổi tối để mặc cho Hạ Tưởng giày vò một đêm. Ông cụ Ngô nói đến, cũng không nhanh như vậy, mà là 3 ngày sau mới đến. Thời gian 3 ngày, cho dù là trong nội bộ Thiên Trạch hay là trong tỉnh, tình hình lại đã xảy ra không ít biến hóa. Trước tiên là nói về Thiên Trạch. Vì Trần Khiết Văn không có ở thành phố Thiên Trạch nên mọi chuyện đại sự tạm thời do Hạ Tưởng làm chủ. Những sự vụ bình thường ở thành ủy do Ngô Minh Nghị xử trí. Cũng coi như các loại việc được gọn gàng ngăn nắp, không có xuất hiện bất cứ nhiễu loạn gì. Vốn hết thảy các sự vụ đã được đưa ra, nhưng vẫn có một chút không ngờ. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu và thường vụ phó bí thư Lưu Phong Thanh đã làm ầm ĩ một trận lớn. Bì Bất Hưu nổi trận lôi đình, muốn đề xuất lên tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh điều chỉnh công việc của Lưu Phong Thanh, nếu không công tác của ông ta không thể khai triển. Hạ Tưởng khuyên ông ta bình tĩnh một chút. Xung đột trong công việc là không thể tránh được. Bì Bất Hưu không biết trời đất gì nữa,
không ngờ không nể mặt Hạ Tưởng, nói thế nào cũng muốn tống khứ Lưu Phong Thanh. Lưu Phong Thanh lần trước điều tra sự kiện huyện Bào Mã khiến Bỉ Bất Hưu ghi hận trong lòng. Ông ta vẫn không nuốt nổi cục tức này, khổ cực tìm mà không thấy khuyết điểm của Lưu Phong Thanh, thật vất vả hiện tại tìm được một việc, sao có thể chịu để yên. Hơn nữa ông ta cho rằng hiện tại Hạ Tưởng bị vây bên trong khe hẹp, đã bao lâu nay ngay cả một thiên cương đó cũng không giải quyết ổn thỏa được, liền nhận định Hạ Tưởng lại bắt đầu bị bó tay bó chân ở thành phố Thiên Trạch. Còn điểm này nữa, thị trưởng không quản được chuyện của ủy ban kỷ luật, ông ta vốn không chịu nghe theo Hạ Tưởng khuyên bảo, vẫn là đem sự việc chọc tới tận ủy ban kỷ luật tỉnh. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, không một cước đá văng Lưu Phong Thanh, thề không bỏ qua. Nguyên nhân mâu thuẫn của Bỉ Bất Hưu và Lưu Phong Thanh ở chỗ không phải do vụ án quá lớn, mà là vụ án đề cập đến người ở Thiên Cương, nên gặp một chút mẫn cảm và phức tạp. Kỳ thật cũng không phải nhân vật mấu chốt gì ở Thiên Cương, chỉ là một gã phó tổng phụ trách mua vật tư, trong tay Lưu Phong Thanh có căn cứ vô cùng xác thực chứng minh phó tổng ở giữa kiếm lời bỏ túi riêng, Bỉ Bất Hưu lại lấy cớ là sự thật chưa rõ, thời cơ không đúng, làm lý do để áp chế. Lưu Phong Thanh không đồng ý. Nói thế nào cũng phải điều tra tiếp. Một nhân vật số 2 không nghe lời nói của nhân vật số 1, thù mới hận cũ cùng nhau bùng lên trong lòng, Bỉ Bất Hưu giận tím mặt, trở mặt tại chỗ với Lưu Phong Thanh. Lưu Phong Thanh cũng không cam chịu yếu thế, chỉ trích Bỉ Bất Hưu chẳng phân biệt được thị phi, căn bản là bao che cho người xấu. Bỉ Bất Hưu liền làm ầm ĩ một trận lớn với Lưu Phong Thanh ngay tại chỗ. Hai người đều lửa giận ngút trời, ai cũng không chịu nhượng bộ. Trên thực tế Lưu Phong Thanh và Bỉ Bất Hưu làm ầm ĩ lớn một hồi, người ngoài xem có lẽ không hiểu chuyện, không hiểu quy củ của quan trường, làm sao có chuyện trợ thủ lại đi chống lại nhân vật số 1. Không phải chính mình tự tìm phiền phức sao, nhưng trong lòng Lưu Phong Thanh biết rõ ràng, bởi vì ông ta biết rõ Bỉ Bất Hưu đã sớm xem ông ta không vừa mắt, giữa ông ta và Bỉ Bất Hưu sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ xung đột, khả năng chung sống hòa bình tính ra là con số 0. Ông ta thà để cho mâu thuẫn công khai còn hơn về sau bị Bỉ Bất Hưu hãm hại, tới lúc đó thì mất cả chỉ lẫn chài. Sự việc quả nhiên gây náo loạn lớn, ngay cả thị trưởng Hạ cũng không ngăn được, sau khi báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không lập tức trả lời, chỉ nói sau khi tìm hiểu mới có kết luận. Bỉ Bất Hưu tự nhận Ủy ban Kỷ luật tỉnh khẳng định sẽ thiên vị ông ta, dù sao ông ta cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Lưu Phong Thanh mới chỉ ở cấp cục, một trợ thủ cấp cục dám gây hấn với nhân vật số 1 phó giám đốc sở, rõ ràng là cấp dưới phạm thượng. Thậm chí ông ta còn đắc ý muốn mượn cơ hội này một cước đá văng Lưu Phong Thanh đi, xem thị trưởng Hạ còn có nội ứng ở ủy ban kỷ luật hay không, còn muốn lại vươn tay duỗi thẳng đến bên trong ủy ban kỷ luật hay không. Không có cửa đâu. Ngày hôm sau, khi Bỉ Bất Hưu trò chuyện với hậu thuẫn của ông ta ở ủy ban kỷ luật tỉnh, hậu thuẫn nói cho ông ta biết sẽ điều Lưu Phong Thanh đến bộ phận hậu cần ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đảm nhiệm một chức quan nhàn tản. Buông điện thoại, Bỉ Bất Hưu đắc ý rào rạt, rốt cuộc đúng là ông ta có mặt mũi, ở tỉnh sẽ không tùy tiện động chạm một ủy viên thường vụ thành ủy, mà là một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật bình thường, thì sẽ dễ dàng bị điều chỉnh công tác. Ông ta vừa mới đắc ý chưa được vài phút, liền nhận được thông tin nói là thị trưởng Hạ tìm ông ta có việc. Ông ta không chút hoang mang đi vào phòng làm việc của thị trưởng, cũng là muốn nhìn xem thị trưởng Hạ còn có thể đưa ra thủ đoạn nào nữa, chẳng lẽ còn nghĩ cách bảo vệ Lưu Phong Thanh sao? Chậm rồi. Bỉ Bất Hưu khá tự đắc, đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, rất không khách khí ngồi trên sofa, không cần hỏi mà tự mình châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói. Thị trưởng Hạ tìm tôi có việc sao? Thái độ của thị trưởng Hạ cũng không tệ, vẻ mặt mỉm cười. Việc nhỏ thôi. Chỉ là hỏi anh một chút về năng lực và thái độ công tác của đồng chí Trần Hải Phong thế nào. Có ý gì đây? Bỉ Bất Hưu sửng sốt, chẳng lẽ tin tức ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã truyền ra? Trần Hải Phong là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, nhưng không phải phó bí thư xếp hạng thứ nhất, quan hệ với ông ta tuy rằng bình thường, nhưng so với Lưu Phong Thanh thì nghe lời hơn, nghe ý tứ của thị trưởng Hạ, hẳn là công tác của Lưu Phong Thanh sẽ bị điều chỉnh. Bỉ Bất Hưu thầm mừng, nhưng trong lòng vẫn so đo. Liền thuận nước đẩy thuyền nói. Năng lực và thái độ công tác của Trần Hải Phong đều không có vấn đề, danh tiếng ở trong Ủy ban Kỷ luật cũng khá cao, là một đồng chí không tồi. Vậy là tốt rồi. Vẻ mặt thị trưởng Hạ cười yếu ớt. Thượng cấp quyết định đồng chí Trần Hải Phong đảm nhiệm vị trí phó bí thư thứ nhất Ủy ban Kỷ luật thành phố,
công tác của đồng chí Lưu Phong Thanh, phải có điều chỉnh tương ứng. Tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Thái độ của Bì Bất Hưu khá tốt, cũng phải thôi, Lưu Phong Thanh bị đưa đi rồi, hơn nữa Lưu Phong Thanh như vậy cũng tương đương với việc bị để đó không dùng, ông ta khá là vừa lòng, liền lại nói thêm vài câu. Đồng chí Lưu Phong Thanh kỳ thật cũng là một đồng chí có năng lực khá, rất có cá tính, nhưng lại không hợp với đại bộ phận các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật. Suy xét đến tính đặc thù của công việc ở Ủy ban Kỷ luật, cá nhân đồng chí Lưu Phong Thanh chịu tủi thân một chút cũng không có gì. Nói rất êm tai, trên thực tế thái độ của Bì Bất Hưu vẫn là vui sướng khi người gặp họa, cũng là muốn đánh đòn cảnh cáo với Hạ Tưởng, bởi vì thủ đoạn gần đây của Hạ Tưởng khiến ông ta tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, ông ta mới nuốt không nổi cục tức trong lòng. Thật tâm muốn chọc tức Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ dường như không hề tức giận, dù bận vẫn ung dung quay về phía sau, nói. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thủy Hằng vừa mới được điều đến thủ đô, vừa lúc có ghế trống, chủ nhiệm Lý liền đề cử Lưu Phong Thanh với tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh sau khi tìm hiểu cho rằng đồng chí Lưu Phong Thanh có giác ngộ tư tưởng cao, tác phong chính trị vững vàng, quyết định bổ nhiệm đồng chí Lưu Phong Thanh làm ủy viên thường vụ thành ủy Thủy Hằng, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Á, Bì Bất Hưu bỗng há hốc miệng, không thể tin được vào chính tay mình, đánh rơi cả tàn thuốc trên tay xuống quần. Khiến quần bị đốt thành một cái lỗ lớn cũng không phát hiện ra, ông ta thiếu chút nữa té nhào xuống đất. Làm sao lại như vậy được? Làm thế nào Lưu Phong Thanh một bước lên trời, đùng cái liền cùng ngồi ngang hàng với ông ta được? Ông ta rõ ràng là tới để đánh đòn phủ đầu thị trưởng Hạ, không ngờ thị trưởng Hạ vẻ mặt mỉm cười, lại đánh thẳng cho ông ta một nỗi uất ức, thật khó chấp nhận, thật điên tiết. Lại nghĩ, ông ta và Lưu Phong Thanh làm ầm ĩ một phen. Kết quả Lưu Phong Thanh ngược lại được thăng chức mà đi, liền trực tiếp thể hiện thái độ của tỉnh ủy ban kỷ luật tỉnh đối với ông ta, tâm tư ông ta bỗng chốc như chìm xuống tận đáy cốc, cả người rét run. Thị trưởng Hạ dường như còn có ý mỉa mai ông ta gì đó, lại bổ sung một câu. Lão Bì à, tác phong thực sự đã không còn, gần đây không ít đồng chí ở ủy ban kỷ luật phản ánh, nói là trong ủy ban kỷ luật thành phố, người nhiều hơn việc, rất nhiều vụ án bởi vì ân tình và quan hệ. Đều bị đè ép xuống. Kiểu thái độ như thế này không được, anh cũng thấy rõ ràng rồi đó, lúc này thay đổi nhân sự, chính là Ủy ban Kỷ luật tỉnh không vừa lòng, phê bình một cách khéo léo đối với tác phong làm việc của Ủy ban Kỷ luật Thiên Trạch đó. Bì Bất Hưu không ngờ tới chính là, Trần Hải Phong vừa lên đảm nhiệm liền lại lần nữa điều tra vụ án vị phó tổng mua vật tư ở Thiên Cương đã ở giữa kiếm lời bỏ tiền vào túi riêng. Ông ta không dám lần nữa giơ tay ngăn trở, bởi vì ông ta biết câu mỉa mai của thị trưởng Hạ thâm ý sâu sắc, nghĩ đến khốn cảnh hoa huyền trước mắt, lại nghĩ đến những sản nghiệp trên danh nghĩa khác, thì lại thêm một phần lo lắng. So sánh với vụ náo loạn nhỏ ở thành phố Thiên Trạch, theo sau đó thì tình hình ở tỉnh và bên ngoài tỉnh lại thay đổi, càng nghiệm chứng bước tiếp theo mà Hạ Tưởng đã đoán được từ trước đấu tranh, đã khuếch đại. Chương 1022, khuếch đại. Thực tế thế cục tỉnh Yến coi như ổn định, đấu tranh chính trị cũng khá kín đáo. Từ sau thời đại Cao Thành Tùng, nhiều đời bí thư và chủ tịch tỉnh tỉnh Yến sau đó, đều dường như rất khiêm tốn. Kỳ thật ở kiếp trước, tỉnh Yến từ năm 2002 cho tới năm 2008, trong 6 năm, tổng cộng thay đổi 3 người đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, nhất là nhiệm kỳ năm 2007, sau khi tỉnh Yến chỉnh hợp xong tài nguyên sắt thép, phải đi đảm nhiệm bí thư khu ủy nội nguyên, hoàn thành một lần nhảy lấy đà hoàn mỹ. Tỉnh Yến là ván cầu của không ít quan to cấp tỉnh bộ. Hiện tại lịch sử xuất hiện sai lệch nhất định, dựa theo quỹ đạo lịch sử ban đầu, chủ tịch tỉnh đương nhiệm của tỉnh Yến phải là Trịnh Thịnh. Hiện tại Trịnh Thịnh lại là chủ tịch tỉnh tương, hơn nữa nếu lịch sử đúng như cũ thì sang năm ông ta sẽ lên làm bí thư tỉnh ủy. Hiện tại Tống Chiêu Độ đang ngồi ở vị trí của Trịnh Thịnh, cũng làm những chuyện như vậy, không có khác biệt gì với Trịnh Thịnh ở đời sau, cũng là chỉnh hợp tài nguyên sắt thép. Chỉ có điều so với Trịnh Thịnh gặp phải lúc đó thì Tống Chiêu Độ gặp lực cản lớn hơn rất nhiều. Thế cục tỉnh Yến vừa mới tiến vào thời kỳ ổn định, muốn điều chỉnh nhân sự ở tỉnh Yến khó khăn không nhỏ, nhưng nhân sự thành phố Yến lại có thay đổi không ngờ. Cao Hải rốt cục đã có động tĩnh. Có lẽ người bên ngoài nhìn thì một loạt thay đổi nhân sự đều có liên quan tới kế hoạch chỉnh hợp ở tỉnh Yến, hoặc có thể nói, điều chỉnh nhân sự là vì phục vụ cho kế hoạch lớn. Nhưng sự tình phải xem xét theo hai phương diện. Trên thực tế ở trong mắt cấp cao, điều chỉnh nhân sự cũng tốt, kế hoạch chỉnh hợp cũng tốt, kỳ thật đều là vì phục vụ quan niệm chính trị,
Cùng lúc chính quyền địa phương muốn tăng cường quyền tự trị, làm hết khả năng để tự mình đặt ra chính sách phát triển có lợi cho địa phương. Mặt khác, Trung ương lại không chịu để chính quyền địa phương quá không nghe lời, mâu thuẫn tồn tại giữa chính quyền địa phương và chính phủ Trung ương trước kia, hiện tại càng nổi cộm hơn. Đề cập đến nguyên nhân sâu xa chính là các thế lực gia tộc muốn tiếp tục thúc đẩy sự lũng đoạn ở trong nước, tiếp tục duy trì ưu thế lũng đoạn, muốn tạo ra đầu sỏ lũng đoạn. Mà thế lực bình dân thì muốn lực lượng chính phủ thay thế thế lực gia tộc, tích hợp các nguồn lực, mở rộng ưu thế, phòng ngừa hình thành lũng đoạn đầu sỏ, liền không thể tránh được phát sinh va chạm. Hơn nữa còn là va chạm kịch liệt. Vấn đề nhân sự, lại đặc biệt nặng nề, tất cả sự việc đều do con người làm ra, bởi vậy, đề xuất và thi hành điều chỉnh chính sách nhân sự là cả quá trình trọng đại, là việc không thể thiếu. Cao Hải được điều đi thành phố Ngưu Thành đảm nhiệm vị trí phó bí thư thành ủy, quyền thị trường. Ngưu Cương thuộc thành phố Ngưu Thành xếp hạng gần cuối trong 7 nhà máy thép của tỉnh Yên, nhưng Ngưu Thành vẫn giữ thái độ tiêu cực đối với kế hoạch chỉnh hợp. Vốn sau sự kiện Thiên Cương và thành ủy Thủy Hằng điều chỉnh nhân sự, chỉnh hợp ở Ngưu Thành sẽ mau chóng tiến bước, nhưng theo sau nhà họ Ngô lại ra chiêu. Dự định hạ độc thủ ở tỉnh và khu tự trị nội nguyên, lại có bài phát biểu của Bí thư Phạm và Phó Thủ tướng lên tiếng, không khí tỉnh Yên đột nhiên khẩn trương hẳn, Ngưu Thành liền lần nữa tiêu cực đối phó đối với chỉnh hợp ở Ngưu Cương. Hơn nữa Yên Cương của thành phố Yên cũng đã dừng lại, cũng chỉ có thể thi triển sát chiêu lớn nhất điều chỉnh nhân sự. Điều Cao Hải đến thành phố Ngưu Thành đảm nhiệm chức thị trưởng, nguyên thị trưởng nhận sự sắp xếp của tổ chức, trước tiên đến mặt trận Tổ quốc nghỉ ngơi, xem như là đãi ngộ cho một người cấp phó tỉnh. Nhưng lực cản phản đối chỉnh hợp lớn nhất ở Ngưu Thành đến từ bí thư thành ủy, Cao Hải đến đây đảm nhiệm vị trí thị trưởng, trách nhiệm nặng nề, cũng chính là thời điểm tốt nhất để khảo nghiệm năng lực của ông ta. Tống Chiêu Độ trong lần điều chỉnh nhân sự này có được và mất. Theo góc độ của Cao Hải mà suy xét, thì Cao Hải đảm nhiệm vô số năm vị trí phó, rốt cục cũng được lên trưởng, đảm nhiệm vị trí thị trưởng của một thành phố, tương đương với việc con đường phía trước được khai phá ra rất nhiều, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Cao Hải rời khỏi thành phố Yên, đối với Hồ Tăng Chu là một tổn thất không nhỏ, trong bộ máy chính phủ, ông ta sẽ mất đi một đồng minh có lực mạnh nhất. Đối với Tống Chiêu Độ mà nói cũng giống như vậy, Cao Hải đi tới Ngưu Thành, có mở ra được khốn cảnh Ngưu Cương hay không còn chưa nói, nhưng ông ta rời khỏi, sẽ làm những vấn đề khó giải của Yên Cương càng gia tăng biến số. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, Tống Chiêu Độ vẫn quyết định điều Cao Hải đến Ngưu Thành, coi như là một lần giao dịch công bằng với Phạm Duệ Hằng. Bí thư thành ủy Ngưu Thành vẫn ở nguyên vị chưa có động tĩnh, chỉ điều chỉnh vị trí thị trưởng. Nguyên thị trưởng còn kém nửa năm mới đến hạn, mà phải lui ra sớm, cũng là một giao dịch chính trị. Phạm Duệ Hằng vẫn chưa tổn thất, hơn nữa bởi vì Cao Hải rời chức, thành phố Yên lại trở thành tài nguyên chính trị, chống ra một ghế phó thị trưởng thường trực. Phạm Duệ Hằng liền lại an bài người trong nhà đảm nhiệm, chuẩn bị đề xuất Trần Cương Kiều vào danh sách lựa chọn cho vị trí phó thị trưởng thành phố Yên, nhưng cuối cùng chưa đạt được sự đồng ý nhất trí. Trải qua một loạt cò kè mặc cả, cuối cùng Phạm Duệ Hằng tiếp nhận đề nghị của Mai Thái Bình, đề xuất Trần Cương Kiều vào danh sách lựa chọn cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Yên, nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Tự Phong được đề xuất làm thành ủy viên thường vụ, phó thị trưởng. Cuối cùng hội nghị thường vụ đã thuận lợi thông qua những người đã được đề xuất, điều chỉnh nhân sự ở thành phố Yên coi như hạ màn. Tuy rằng ngắn ngủi và giao chiến cũng không kịch liệt, nhưng ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa trọng đại. Trần Cương Kiều thì không cần phải nói, là cán bộ trưởng ban tổ chức quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế phạm vi quyền hạn vẫn là không lớn bằng phó thị trưởng thường trực, người của Phạm Duệ Hằng chủ quản ban tổ chức cán bộ thành phố Yên, cũng coi như bình thường, ảnh hưởng không lớn đến thế cờ. Chủ yếu là Khâu Tự Phong từ trưởng ban tổ chức cán bộ biến hóa nhanh chóng trở thành phó thị trưởng, lại gặp được thời cơ mẫn cảm là vấn đề khó khăn khi chỉnh hợp Yên Cương, ý vị sâu xa ý tứ kín đáo trong đó hẳn là lớn hơn nhiều. Hơn nữa còn nghe đồn, nhà họ Khâu đang gặp khó khăn trước mắt, có thể thuận lợi lấy được vị trí mấu chốt phó thị trưởng thường trực thành phố Yên là do nhà họ Ngô đang âm thầm ra tay tác động. Theo sau đó chính quyền thành phố Yên tổ chức hội nghị thường vụ, điều chỉnh phân công phó thị trưởng. Khâu Tự Phong được phân công quản lý tài chính và những bộ phận quan trọng, chủ trì công tác hàng ngày, chẳng khác nào đặt anh ta ở vị trí phó thị trưởng thường trực. Trên thực tế, vị trí phó thị trưởng thường trực nói trên, không tìm thấy giải thích tương quan rõ ràng ở trong các văn bản và điều lệ, khi bổ nhiệm hội đồng nhân dân, cũng sẽ không có cái gọi là phó thị trưởng thường trực vừa nói.
Phó thị trưởng thường trực là danh xưng do hoạt động chính trị trong nước ước định mà thành, phía chính phủ không tán thành, nhưng mỗi người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra. Khâu Tự Phong vừa lên đảm nhiệm liền đi thị sát Yến Cương, chỉ ra sức mạnh kỹ thuật tiên tiến của Yến Cương là những kỹ thuật hùng hậu nhất tại 7 nhà máy thép tại tỉnh Yến. Yến Cương phải duy trì ưu thế kỹ thuật, nếu dám làm người tiên phong thì phải dẫn dắt nó thành xu thế của ngành công nghiệp sắt thép tỉnh Yến. Tuy rằng không rõ ràng thể hiện phản đối kế hoạch chỉnh hợp tại tỉnh Yến, nhưng không ai nghe xong mà không nhận ra, chuyến thị sát và nói chuyện của thị trưởng Khâu rất có dụng ý. Đó là phối hợp chặt chẽ và tiến thêm một bước kéo dài với chuyến thị sát của Vu Phồn Nhiên đến Yến Cương thời gian trước. Cục diện thành phố Yến lại lần nữa trở nên căng thẳng và khó bề phân biệt. Chỉnh hợp Yến Cương trở thành một khảo nghiệm chính trị ác liệt nhất từ khi Hồ Tăng Chu đến thành phố Yến nhậm chức tới nay. So sánh với Hồ Tăng Chu gặp phải khó khăn không nhỏ, thì Cao Hải nhảy ra thành phố Yến được chủ quản một phương quả thật vui sướng, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Tới được Ngưu Thành mới phát hiện, người ở Ngưu Thành bảo thủ và lạc hậu hơn nhiều so với Và Thiên Trạch, hơn nữa bí thư thành ủy Du Dũng tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, nắm hết quyền hành, chỉ trong thời gian vài năm đã biến thành phố Ngưu Thành đến con kiến cũng không chui lọt. Cao Hải tới đây, đừng nói muốn thay chủ tịch tỉnh Tống chỉnh hợp Ngưu Cương, chỉ là muốn đứng vững chân và mở ra cục diện, đã là một vấn đề nan giải lớn bằng trời. Cao Hải cũng gặp phải vấn đề khó khăn nhất từ khi ông ta theo đuổi chính trị tới nay. Ba người kiên quyết ủng hộ Tống Chiêu Độ nhất là thị trưởng thành phố Thiên Trạch Hạ Tưởng, thị trưởng thành phố Ngưu Thành Cao Hải, bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng Lý Đinh Sơn. Giai đoạn hiện tại chính ra công tác của Lý Đinh Sơn ở Thủy Hằng là tiến triển thuận lợi nhất, trên cơ bản Thủy Cương đã hoàn thành 80% lượng công việc. Cùng lắm thêm một tháng nữa là có thể tuyên bố chấm dứt chỉnh hợp trong nội bộ, có thể chính thức nghênh đón toàn bộ kế hoạch chỉnh hợp của tỉnh. Thành ủy Thiên Trạch, phòng làm việc của thị trưởng. Thời gian nghỉ của Trần Khiết Văn đã qua một nửa, tuần kế tiếp, hơn một lần Trần Thiên Vũ, Bì Bất Hưu, Từ Hâm và Ngô Minh Nghị lần lượt đến thủ đô báo cáo công tác và xin chỉ thị từ Trần Khiết Văn. Nhưng thật ra Bùi Nhất Phong vẫn khá điềm tĩnh, thành thật mà ngồi ở Thiên Trạch, không giống như mấy người nói trên, nóng lòng thể hiện thiện ý về phía bí thư. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nói là thể hiện thiện ý, mấy người nói trên trong công việc đều do Trần Khiết Văn trực tiếp lãnh đạo, đến chỗ bí thư báo cáo xin chỉ thị là phù hợp với quy định thôi. Hạ Tưởng quan tâm không phải là những chuyện ngoài mặt đó, chuyện đó đều có thể hiểu được, chính hắn cũng tự mình đi thủ đô một chuyến, vừa báo cáo xin chỉ thị của bí thư Trần, lại thân thiết thăm hỏi bệnh tình của cô. Tầm nhìn của Hạ Tưởng vẫn tập trung vào sự thay đổi thế cục trong và ngoài tỉnh. Gần đây nhân sự thay đổi quả thật không ít, đều là điều chỉnh những nhân sự vô cùng mấu chốt, thể hiện đấu tranh chỉnh hợp lần này, đang ở giai đoạn mở rộng phạm vi toàn diện. Chỉnh hợp quả nhiên là thực sự đụng chạm đến lợi ích mấu chốt của gia tộc, khó khăn lớn, liên quan đến phạm vi rộng, quả thật vượt xa mong muốn, liền ngay cả Hạ Tưởng cũng cảm thấy áp lực lớn mà rung mình. Rút dây động rừng quả thật không giả, ở trong con nước lớn của thời đại, mỗi người đều là một cành hoa, mặc kệ có bằng lòng hay không. Đều bị thủy triều kéo cho lao nhanh về phía trước, một lát cũng không thể ngừng lại. Hoặc là anh dũng nhảy ra khỏi dòng nước, cho dù là phù dung sớm nở tối tàn nhưng vẫn đứng thẳng trên đầu ngọn thủy triều, vậy cũng không uổng một lần trong cuộc đời. Hoặc là nước chảy bèo trôi, ẩn náu dưới đáy nước, hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát. Hạ Tưởng nếu đã sảng khoái lựa chọn một đóa thì chẳng sợ là bông hoa chỉ huy hoàng trong chốc lát, hắn sẽ không sẽ lùi bước. Một mình ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ rất nhiều, trong tay cầm chặt ly thủy tinh mà vệ tân tặng hắn, cảm nhận được cảm giác man mát từ thủy tinh mà cảm xúc quay cuồng. Ở kiếp trước Trịnh Thịnh chỉ đảm nhiệm một năm chủ tịch tỉnh tại tỉnh Yến, trong nhiệm kỳ, ông ta chỉ làm được một chuyện lớn, chính là chỉnh hợp tài nguyên sắt thép. Sau khi chỉnh hợp thành công, trong nháy mắt rời đi, vô tư mà đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy. Phải dùng thời gian một năm để chỉnh hợp sắt thép ở tỉnh Yến mà Trịnh Thịnh còn là dòng chính của Tổng Bí Thư, có thể thấy được chỉnh hợp sắt thép tỉnh Yến khó khăn lớn đến mức nào. Theo tình hình giai đoạn hiện tại có thể cho ra kết luận đánh giá mâu thuẫn giữa hệ bình dân và thế lực gia tộc tuy rằng trở nên gay gắt, mây chuyển bốn phương, tuy nhiên Tổng Bí Thư vẫn như cũ, vẫn ngồi lặng buông cần, không phát biểu bất cứ quan điểm gì. Lập trường của Tổng Bí Thư có lẽ dòng bình dân không rõ lắm, còn thế lực gia tộc có lẽ đã đoán được. Nhưng Hạ Tưởng lại dám khẳng định, một khi đến thời điểm náo loạn đến không thể nào gỡ ra nổi thì Tổng Bí Thư nhất định sẽ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là thời điểm nào mới là thời cơ tốt nhất,
Tổng Bí thư đến khi nào sẽ biểu lộ lập trường, Hạ Tưởng cũng không dám nghi ngợi lung tung, lệnh trên khó đoán, độ cao của hắn không đủ, xem xét toàn cục còn bị khiếm khuyết, chỉ bằng tầm nhìn của một thị trưởng mà phỏng đoán ý đồ của Tổng Bí thư thì không thể nghi ngờ gì chính là người mù sờ voi. Đang phân tích tỉ mỉ toàn cục, phỏng đoán tình hình về sau thì đúng lúc điện thoại của Liên Nhược Hạm gọi tới. Ông nội tới Thiên Trạch rồi, anh tới đón đi. Ông cụ Ngô rốt cục hiện thân rồi. Chương 1023, tập trung. Ông cụ Ngô đến Thiên Trạch, Hạ Tưởng đương nhiên phải đích thân đi đón. Suy cho cùng người già thường dày dạn kinh nghiệm, nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, trên đường đi Hạ Tưởng miên man nghĩ, ông cụ lần này đến đây, mục đích là giải sầu và nghỉ hè, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là dạy bảo hắn. Không ngờ chưa đón được ông cụ, trên đường đi đã nhận được điện thoại của Cao Hải. Hạ Tưởng, tôi ở Ngưu Thành có chút chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể đứng ra giải quyết giúp tôi được không? Giọng nói của Cao Hải hơi mệt mỏi, vừa mới nhậm chức đã gặp phải một đống chuyện phiền toái, thiếu chút nữa sứt đầu mẻ trán. Cao Hải chưa bao giờ tùy tiện nhờ vả hắn, y vừa bắt đầu đã cầu cứu giúp đỡ, Hạ Tưởng biết sự việc khá nghiêm trọng. Chú Cao, làm sao vậy, chú cứ việc nói. Một câu, chú Cao, của hắn đã làm cho Cao Hải cảm động vô cùng, Hạ Tưởng là người trẻ tuổi không quên ân tình cũ, khiến cho y cảm thấy an lòng. Cậu và chủ tịch Hát Tỉnh Tiền có tình bằng hữu, đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam và thị trưởng tiền nhiệm đã ký kết đầu tư, hiện tại kéo đi kéo lại, đầu tư vốn chậm chạp không có đúng chỗ. Đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam nổi tiếng cả nước, hàng năm đều tiến hành đàm phán đầu tư ở nước ngoài hay trong nước, được chính quyền địa phương tôn sùng là khách quý, bởi vì đoàn kinh tế thương mại quả thật có nhiều vốn lớn, chỉ cần ký kết đầu tư, trên cơ bản sẽ là một dự án đầu tư không dưới 30 tỷ. Hạ Tưởng vốn muốn liên hệ với Tiền Cẩm Tùng, chỉ có điều gần đây bận quá không sắp xếp được thời gian, thêm nữa tạm thời chưa tìm được lý do tốt, nếu gặp nhau chỉ để hỏi thăm thì hơi nhạt nhẽo, mà lại không đạt được mục đích. Vấn đề của Cao Hải quả là một lý do hay, Hạ Tưởng liền đồng ý. Tôi thử xem sao, sau khi chủ tịch Tỉnh Tiền rời khỏi tỉnh Yến, tôi và y không có liên hệ qua lại, chủ tịch Tỉnh Tiền có nể tình hay không, trong lòng của tôi cũng không dám chắc. Hạ Tưởng nói những lời chân thật, Cao Hải ngược lại nói một câu. Có tâm sẽ thành, nói chung phải hỏi qua mới biết được kết quả. Chuyện có thành hay không, tôi cũng cảm ơn cậu, Hạ Tưởng. Nếu có vốn trong tay, tôi sẽ triển khai bước đầu tiên ở Ngưu Thành. Cao Hải cũng nói thật lòng, Hạ Tưởng biết rõ, nếu không phải liên quan đến quyền lợi bản thân, Cao Hải cũng không dễ dàng gì mở lời nhờ vả hắn. Hiện tại tình thế bức bách, sớm một bước tháo gỡ được tình thế, cũng sẽ sớm một bước sẽ có lợi cho việc chỉnh đốn Ngưu Cương. Suy nghĩ một lúc, tính toán thời gian, còn 20 phút nữa đến đường cao tốc, hắn liền gọi điện thoại cho Tiền Cẩm Tùng. Thư ký của Tiền Cẩm Tùng nghe điện thoại, giọng điệu rất khách sáo, tỏ ra không mấy thân thiện, chỉ lưu lại số điện thoại và danh tính của Hạ Tưởng, y hứa sẽ thông báo việc này cho chủ tịch Tỉnh Tiền biết, sau đó y liền cúp máy. Tiền Cẩm Tùng vừa mới đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, tất nhiên bận rộn nhiều việc, không trực tiếp nghe điện thoại, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Hạ Tưởng lại nghĩ, nếu điện thoại gọi lại, là do thư ký của y gọi, sau đó mới chuyển cho Tiền Cẩm Tùng, chứng minh Tiền Cẩm Tùng có quan hệ không xa không gần với y. Nếu như Tiền Cẩm Tùng trực tiếp gọi điện thoại tới, sự tình sẽ có rất nhiều triển vọng. 20 phút trôi qua, khi sắp đón được ông cụ Ngô, lúc này điện thoại của tỉnh Lĩnh Nam lại gọi đến, Hạ Tưởng vừa nghe điện thoại xong trong lòng trầm xuống, lại là thư ký. Chủ tịch tỉnh Tiền hiện tại không rảnh. Đợi khi nào ông có thời gian, sẽ gọi điện thoại lại cho anh. Y chỉ khách khí giải thích một câu, liền cúp máy, khiến Hạ Tưởng có chút thất vọng, cũng không biết rõ có phải là Tiền Cẩm Tùng quả thật đã quên tình bằng hữu trước kia, hay là sau khi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, liền thay đổi. Tính cách của một người không phải không thể thay đổi, rất nhiều người trước kia khi chưa đảm nhiệm chức vị, ăn nói nhỏ nhặn, gặp người luôn luôn mỉm cười. Trong phút chốc lên chức, mặt mũi con người bỗng dưng biến đổi. Lỗ mũi hướng lên trời. Người như vậy đâu đâu cũng có, Hạ Tưởng cũng gặp qua không ít người. Đón được ông cụ Ngô rồi, tạm thời gác sự tình của Tiền Cẩm Tùng sang một bên. Tinh thần ông cụ Ngô không tồi, vừa thấy Hạ Tưởng vẻ mặt tươi cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Tiểu tử khỏe không, vững chãi rất nhiều, công việc ở Thiên Trạch hơi vất vả, nhưng trải qua khó khăn chắc trở mới trở thành người tài. Vừa đến đã khen hắn vài câu.
hơn nữa cũng không vì vấn đề chỉnh đốn lại thiên cương mà làm ảnh hưởng đến sự quý mến của ông cụ với hắn. Hạ Tưởng rất cảm kích ông cụ, đồng thời cũng khâm phục sự đúng đắn và chừng mực của ông cụ. Ngô Tài Dương ngược lại, quả thật cần phải học nhiều điểm ở ông cụ. Nếu Ngô Tài Dương cũng biết giấu giếm tài năng, đồng thời cũng không vì va chạm nhất thời mà trở mặt, như vậy trước mặt nhà họ Ngô, hắn sẽ không có một chút phần thắng. May mắn Ngô Tài Dương nhược điểm cũng rất rõ rệt, mới khiến hắn tìm ra được lỗ hổng mấu chốt trong thế lực to lớn bên trong nhà họ Ngô. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, chẳng qua là bởi vì Ngô Tài Dương tính cách có chỗ thiếu sót, nhà họ Ngô mặc dù hiện tại là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc, cho dù kết hợp sức mạnh của toàn bộ bốn đại gia tộc, khó khăn lắm mới tương đương với lực lượng của dân thường, nếu như trí tuệ chính trị của Ngô Tài Dương giỏi hơn so với ông cụ, lực lượng dân thường sẽ bị đàn áp bởi thế lực của gia tộc, không thể nào đánh trả. Đương nhiên, giữa bốn gia tộc cũng có bất hòa, hoàn toàn không có đồng tâm hiệp lực, bên trong các gia tộc đều có ý nghĩ mờ ám, khó có thể bện thành một sợi dây liên kết. Ông cụ Ngô đối với hắn không có ghẻ lạnh, cũng không có khúc mắc. Hạ Tưởng ha hả cười, ân cần hỏi thăm ông cụ Ngô, sau đó lái xe đi tới Hoa Hải Nguyên. Lần này đến, ông cụ Ngô chỉ mang theo lái xe và cảnh vệ, còn có một đầu bếp, không có bất cứ người thân nào đi cùng, giống như đi nghỉ mát, dường như không có sự sắp đặt nào khác. Đến Hoa Hải Nguyên, xe chạy vào cổng chính, trực tiếp chạy đến Quảng Hàn Cung, cũng không biết có phải Liên Nhược Hạm có ác ý hay không, cô muốn đặt tên nơi này là Hành Cung, nhưng Hạ Tưởng không đồng ý. Cô lại đặt tên là Quảng Hàn Cung, ven đường hoa cỏ tùm, muôn chim đua hót, khi xe chạy vào trong hoa hải, vừa mở cửa xe ra, không khí mát mẻ ập đến, khiến người ta vui tươi thanh thản. Ông cụ Ngô hít hơi mấy cái thật sâu, vẻ mặt tươi cười, thả lỏng người hưởng thụ, thực sự giống như đang đến nghỉ mát vậy. Kiến trúc của Quảng Hàn Cung rất thẩm mỹ, phong cách giả cổ, nhưng lại mang hơi thở hiện đại. Trong viện trồng đủ loại hoa cỏ và cây ăn quả, muôn hoa khoe sắc. Sắc màu rực rỡ, ở Bắc Kinh tuyệt đối không có phong cảnh thiên nhiên như vậy. Vừa bước xuống xe, ông cụ khen không ngớt lời. Vẫn là các cậu trẻ tuổi còn biết hưởng thụ, còn biết tạo cho mình một hành cung riêng. Nếu trước kia, sẽ bị tội chém đầu. Lại đưa mắt nhìn ra bốn phía. Nghe nói tốn hơn 2 tỷ, thật sự tốn quá nhiều tiền. Ông nội, ông lại không hiểu rồi, đầu tư 2 tỷ cũng sẽ thu lại được, con cũng không phải ném tiền công không. Liên Nhược Hạm không có đến cổng cao tốc đón ông, mà ở lại Quảng Hàn Cung phụ nấu cơm, cô nghe ông cụ oán trách Hoa Hải Nguyên tốn nhiều tiền, có chút bất mãn. Đầu tư chứ không phải lãng phí, không có đầu tư, làm sao kinh tế phồn vinh? Không có đầu tư của con, Hạ Tưởng làm sao có được thành tích chính trị? Móc tiền từ túi bên trái, bỏ qua túi bên phải, cũng gọi đầu tư à? Tôi nghĩ phải gọi là không để nước ruộng mình chảy sang ruộng người khác mới đúng. Ông cụ tâm tình không tối ích, còn pha trò. Các anh các chị làm thế nào tôi mặc kệ, dù sao kiếm tiền thì cũng phải tiêu tiền, đừng sớm tiêu hết là được. Tôi già rồi, cũng không cần tiền dưỡng lão của các anh chị, nhưng các anh chị cũng động vào tiền dưỡng lão của tôi là được rồi. Tất cả mọi người đều cười. Hạ Tưởng cũng cười, chỉ có điều trong nụ cười hàm chứa thâm ý sâu xa, tất cả lương bổng của ông cụ, đều dùng cho mục đích khác rồi. Ông nội. Tiền dưỡng lão của ông chúng con không dám đụng tay vào, cho nam mà không cho nữ, không có phần của con. Liên Nhược Hạm không nghe hiểu hàm ý của ông cụ, trêu chọc một câu. Ông cụ ha hả cười. Đừng cho rằng ông trọng nam khinh nữ, ông cũng cho con một phần. Tuy rằng không nhiều lắm, có lẽ con cũng không cần, nhưng nhiều ít gì cũng là tấm lòng của ông. Sau đó lại đầy thâm ý liếc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ha hả cười, chuyển đề tài. Ăn cơm trước đi. Ông cụ hẳn là đói bụng, muốn nói gì thì cũng phải cơm. Dân dĩ thực phi thiên, chúng ta ở Hoa Hải Nguyên hưởng thụ cuộc sống, thiên hạ có bao nhiêu người cơm còn không có ăn. Hạ Tưởng tự nhiên nói ra những lời ám muội, ám chỉ thế lực gia tộc đủ to lớn, tiền kiếm được tiêu không hết, nên để cho dân chúng bớt, đừng tranh lợi với dân, phải tạo đường sống cho dân. Tiểu hạ quan tâm đến số phận của dân chúng, tuy nhiên kẻ bề trên không thể chỉ trông vào sự thương hại mà thống trị thiên hạ. Thiên hạ dân chúng, tốt xấu lẫn lộn, người nhiệt tình trong lao động người rất hiếm, người lười biếng lao động phải chịu lạnh chịu đói là do tự mình làm tự mình chịu. Tư tưởng chủ nghĩa bình quân không được chấp nhận. Liên Nhược Hạm lúc này mới nghe được cuộc đàm đạo một già một trẻ đã đi quá xa, sốt ruột khoát tay. Con đi ăn cơm đây, muốn nói chuyện phải ăn no bụng, mọi người tiếp tục đàm luận đi.
Hạ Tưởng và ông cụ liếc nhau, nhất tề cười ha ha. Ngay cả Liên Hạ cũng giả vờ mỉm cười vài tiếng, còn học dáng vẻ của ông cụ Ngô ra, chắp tay sau lưng bước khoan thai, rón ra rón rén bước theo sau, bị ông cụ chặn ngang ôm vào trong ngực, cười khanh khách không ngừng. Trong lúc nhất thời, Quảng Hàn cung không vắng lặng cũng không rét lạnh, mà là ngập tràn chuyện vui, không khí vui vẻ. Buổi chiều, Hạ Tưởng không về thành ủy, tiếp tục cùng ông cụ nói chuyện. Có lẽ là lâu rồi không gặp Hạ Tưởng, ông cụ đặc biệt nói nhiều, nhưng cũng không nói đến chuyện chính sự, trời Nam biển Bắc, không chỗ nào không nói chuyện, giống như một người già bình thường, hễ nói là lại nói đến chuyện cũ của trước đây, mỗi một thời kỳ chuyển biến lịch sử trọng đại, ông cụ đều nhớ rành mạch. Có đôi khi chúng ta ở trong cục, không nhìn thấy rõ, cũng không biết sẽ có những ảnh hưởng lâu dài như thế nào. Giống ông năm đó khi đảm nhiệm thị trưởng, một doanh nghiệp nhà nước làm ăn không có hiệu quả, phải thay đổi hình thức sản phẩm hiện có, chuẩn bị cho ra sản phẩm mới. Ông lại cho rằng rủi ro quá lớn, không đồng ý, mà là tiếp tục dùng thủ đoạn hành chính gia tăng giúp đỡ. Kết quả, miễn cưỡng kéo dài 3 năm, vẫn bị đóng cửa. Sau khi đóng cửa, quản đốc và kỹ sư lại bắt đầu lại, khởi công cho ra sản phẩm mới, kết quả khi lần đầu tiên tung ra thị trường đã thành công, trở thành người dẫn đầu trong ngành sản xuất. Trải qua vài thập niên phát triển, hiện tại đã là một trong những xí nghiệp phát triển mạnh mẽ trong nước. Đáng tiếc, bởi vì tôi ngay lúc đó bảo thủ, xưởng không được xây dựng ở địa phương, mà là xây dựng ở tỉnh Tề. Nếu tôi lúc ấy suy nghĩ linh động hơn một chút, có thể làm quan chân chính, tạo phúc cho mọi người. Hạ Tưởng hiểu, ông cụ đang nhắc nhở hắn. Quả thật, trong cuộc sống ông cụ đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm quý báu và từng trải qua mười mấy năm làm quan, kinh nghiệm là tài sản vô cùng quý báu. Nhưng ông vốn không biết, Hạ Tưởng tuy rằng không có sự từng trải phong phú như ông, nhưng người thường không thể so sánh với khả năng dự đoán tương lai của hắn, Hạ Tưởng biết những trào lưu lịch sử trong tương lai. Đang cùng ông cụ phản pháo vài câu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn đã biết đây là số điện thoại của tỉnh Lĩnh Nam. Hắn đoán được là ai, hắn nói với ông cụ. Con nghe điện thoại một chút, ông nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ông cụ tuổi lớn, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng, thấy số điện thoại, ông thản nhiên nói. Cách đối nhân xử thế của Tiền Cẩm Tùng, ha ha. Chương 1024, giai đoạn đấu sức. Tầm nhìn của ông cụ Ngô rất chuẩn, chỉ thoáng nhìn qua dãy số đã đoán được là ai gọi tới, thật lợi hại. Tuy nhiên lời bình của ông đối với Tiền Cẩm Tùng, Hạ Tưởng không dám thừa nhận, chỉ gật đầu cười, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Lúc này mặt trời đã ngã về phía tây, hơi nóng giảm dần, giữa đất trời từ đâu một làn gió mát thổi tới, khiến cả người dễ chịu. Nhìn về hướng tây, xa xa từng đám mây hồng trải dài, còn có từng đàn chim bay qua, quả là cảnh đẹp không thể tả. Hạ Tưởng có chút cảm xúc, nhưng không rảnh để thưởng thức cảnh chiều tà, hắn đang bận nghe điện thoại. Thị trưởng Hạ, tôi là Tiền Cẩm Tùng. Tiền Cẩm Tùng đích thân gọi điện thoại tới, khiến Hạ Tưởng có phần giật mình. Vốn tưởng rằng lần trước thư ký của y gọi điện tới, chứng tỏ Tiền Cẩm Tùng không để ý tới hắn, không ngờ mấy tiếng sau, y đích thân gọi điện, không lẽ y cũng còn có nể tình trước đây? Chủ tịch tỉnh Tiền, tôi nên chúc mừng anh trước. Giọng điệu của Hạ Tưởng thân thiết mà dường như cũng có chút khách sáo. Tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh có nền kinh tế phát triển nhất, trên vai anh gánh vác trách nhiệm không nhỏ. Nhưng anh cũng không nên làm quá sức, cũng nên chú ý sức khỏe. Câu nói này đã kéo mối quan hệ giữa hai người gần lại, Tiền Cẩm Tùng nhẹ nhàng cười. Tiểu Hạ à, buổi sáng cậu gọi điện thoại, tôi đang ở trong cuộc họp hội nghị thường vụ chính quyền, sau khi cuộc họp kết thúc, lại nghe mấy vị phó chủ tịch tỉnh báo cáo công việc, đến giờ mới có thời gian để thở. Nhiều việc quá. Trong lòng Hạ Tưởng có chút sâu lắng, với cấp bậc của Tiền Cẩm Tùng, đường đường là chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam. Thật sự không cần vì một cuộc điện thoại mà giải thích với hắn, nhưng y lại giải thích với hắn, cũng đồng nghĩa y rất nể mặt và coi trọng hắn. Tuy nói hắn cũng biết rõ, hiện giờ Nhạc Phụ là chủ tịch tỉnh, còn có Tống Chiêu Độ cũng là chủ tịch tỉnh, vô hình chung khiến trọng lượng của hắn tăng lên không ít, nhưng Tiền Cẩm Tùng đối đãi với hắn như vậy, cũng vì có vài phần tình cảm của trước đây. Hạ Tưởng vội nói mấy câu khách sáo, biểu thị hắn có thể hiểu được và cảm ơn đối với chủ tịch tỉnh. Cậu tìm tôi, nhất định có việc hãy nói ra, giữa chúng ta không nên khách sáo, còn rất nhiều việc cần phải làm. Lời nói của Tiền Cẩm Tùng vừa thân thiết vừa không mất uy nghiêm, tóm lại duy trì khoảng cách thích hợp, nhưng không biểu hiện sự xa lánh, rất có chừng mực.
Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc, cảm thấy hắn vẫn nên nhắc tới sự tình của Cao Hải, liền trực tiếp nói thẳng. Nhưng Tiền Cẩm Tùng ngay lúc này không trả lời vấn đề của Hạ Tưởng, y chỉ ha hả mỉm cười. Tôi 2 ngày nữa phải về Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó nếu có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Sau đó, dường như nhớ ra cái gì, lại nói. Muốn gặp thủ tướng báo cáo công việc. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, cũng cười. Gặp dịp đây là mùa đẹp nhất ở Thảo Nguyên, tôi muốn mời chủ tịch tỉnh Tiền tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến Thảo Nguyên Thiên Trạch chơi. Được, được, tôi nhất định đi. Tiền Cẩm Tùng cười sang sảng, kết thúc cuộc trò chuyện. Dường như vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng Hạ Tưởng lại rất hài lòng, gặp mặt so với lời hứa hẹn ngoài miệng có vẻ thực tế. Hơn nữa hắn hiểu, Tiền Cẩm Tùng không phải tùy tiện nói, khả năng y đến Thiên Trạch rất lớn, hơn nữa còn có khả năng chuẩn bị chu đáo trước khi tới, mục đích tới rất mạnh mẽ. Tình thế, tùy vào các nơi di chuyển, đang bước vào giai đoạn đấu sức. Bước tiếp theo, xem thử ai là người sai lầm trước, và ai là người đầu tiên nắm bắt cơ hội. Lúc này giống như một cuộc thi kéo co, song phương đều dốc sức ứng phó, và thỉnh thoảng có thêm lực lượng mới gia nhập vào cuộc cạnh tranh. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai bên, người nào không vững, sẽ bị té ngã xuống đất. Hễ ngã xuống, có thể sẽ đẩy ngã quân bài domino quan trọng nhất. Quay về phòng, ông cụ khẽ nhắm mắt lại, dường như là đang ngủ. Hạ Tưởng nhẹ nhàng phủ cái áo cho ông, Thảo Nguyên gió mát, rất dễ bị cảm, không ngờ vừa mới đưa tay, ông cụ bỗng nhiên lại mở mắt, xua tay nói. Ông vẫn chưa già đến mức ngủ mọi lúc mọi nơi, tuy rằng tinh lực không bằng các người trẻ tuổi, nhưng so với các anh cũng có vài phần kiên nhẫn, cũng có niềm tin vào chính mình. Lại ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống, tiếp tục nói. Tiền Cẩm Tùng năng lực bình thường, gặp thời cơ tốt, y ở lĩnh Nam muốn đứng vững chân, rất dễ dàng. Nhưng muốn tháo gỡ tình hình, sẽ gặp khó khăn. Ông chỉ đề cập đến vấn đề một chút, sau lại không nói thêm nữa, lời cửa ông tựa hồ như lời kết luận. Từ thái độ của ông cụ và từ thái độ của Tiền Cẩm Tùng, trong lòng Hạ Tưởng càng chắc, Tiền Cẩm Tùng lần này đến Bắc Kinh, chắc chắn có thâm ý sâu xa. Buổi tối, Hạ Tưởng lại cùng ông cụ ăn cơm, ông cụ rất hào hứng, còn uống mấy chén rượu. Sau khi ăn xong, ông đi ra ngoài tản bộ, đi khoảng 1 tiếng. Ông cụ trước sau không có đề cập đến chính sự, chỉ nói những chuyện phiếm, nhưng vô tình lại đề cập đến vấn đề phát triển dân số trong gia tộc Ngô gia, Hạ Tưởng đành phải ậm ừ ứng phó. Liên Nhược Hạm gần đây yêu cầu không nhiều, nhưng cũng không gọi là ít, tuy nhiên cô vẫn chưa mang thai, không có cách nào khác. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Có một số việc phải thuận theo tự nhiên, có một số việc cần phải dốc sức. Sau khi từ biệt ông cụ, trên đường về nhà, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Trần Phong. Trần Phong nói, có một số việc phải thuận theo tự nhiên, có một số việc cần phải dốc sức, Tiểu Hạ, cậu gần đây tinh thần sa sút, có phải muốn buông lỏng? Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng không giống nhau, quan hệ giữa y và Hạ Tưởng không cần khách sáo, bụng dạ thẳng thắn, có sao nói vậy? Hạ Tưởng vừa nghe đã biết Trần Phong muốn nói cái gì, đành mỉm cười. Thị trưởng Trần, anh đúng là nghĩ oan cho người tốt rồi, tôi cho dù một ngày cũng không sa sút tinh thần. Tôi mỗi ngày đều bận công tác, lời phê bình của anh, tôi không ghi nhận. Trần Phong cười ha ha. Tôi quản không được cậu, nhưng tôi là bề trên của cậu, lời của cậu dường như có chút oán giận tôi. Hạ Tưởng đương nhiên biết Trần Phong nói giỡn, hắn chỉ cười. Thị trưởng Trần, anh gọi điện thoại tới, nhất định không phải chỉ để phê bình tôi, anh có chỉ thị gì mới? Không có, chỉ nói chuyện phiếm. Trần Phong không ngờ còn nói giỡn. Thế nào, không muốn cùng tôi nói chuyện phiếm? Tôi muốn mời cậu đi uống rượu, cả ngày nói chuyện phiếm với cậu, tôi muốn xem cậu có thời gian hay không. Hạ Tưởng biết rõ Trần Phong tuyệt đối không phải muốn nói chuyện phiếm, y có chuyện quan trọng muốn nói. Anh nói đi, đừng đùa nữa. Trần Phong nắm được câu nói của Hạ Tưởng. Tôi mấy ngày nữa đi Bắc Kinh, thuận đường đến Thiên Trạch, nghe nói hiện tại phong cảnh Thảo Nguyên xinh đẹp tuyệt trần. Còn có thịt dê nướng. Tôi đến đó chơi cậu phải tiếp đãi chu đáo nhé. Trần Phong đến, không chỉ đến với thân phận là thị trưởng của thành phố Sơn Thành, còn đến với thân phận cá nhân, Hạ Tưởng đương nhiên cầu còn không được, không ngớt nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, toàn bộ nhân dân thành phố Thiên Trạch hoan nghênh anh đến. Tốt lắm, quyết định vậy đi. Trần Phong tán gẫu rất lâu, nhưng nói rất sòng phẳng và dứt khoát, bỗng chốc cúp máy.
Hạ Tưởng dừng xe ven đường, thất thần trong chốc lát, lại cười. Ông cụ đến Thiên Trạch đã tạo ra một bước ngoặt, trong chốc lát đã thu hút các nhân vật khắp nơi nô nức kéo đến, Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong đều muốn tới Thiên Trạch, nói là đến để giải sầu và du lịch, quả là gạt người. Bọn họ không giống như ông cụ Ngô, đều là quan lớn, đường đường là lãnh đạo cấp tỉnh, làm sao có lòng dạ thanh thản giải khuây. Tuy nhiên đã định, hai nhân vật quan trọng đến Thiên Trạch chơi, chứng minh rằng tình thế sẽ biến đổi, hơn nữa còn có khả năng biến đổi lớn. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng vừa đến chỗ làm đã nhận được điện thoại của Cao Hải. Ngày hôm qua hắn vốn định gọi điện cho Cao Hải, nhưng trời đã tối, định bụng để sáng mai gọi. Không ngờ Cao Hải quá nôn nóng, mới sáng sớm đã gọi điện tới. Thế nào, Hạ Tưởng, có tin tức gì từ Chủ tịch tỉnh Tiền không? Thời gian mà Cao Hải làm trong giới quan trường có thể lâu hơn Hạ Tưởng, nhưng quyền lực trong tay của y lại đến chậm hơn so với Hạ Tưởng. Mấu chốt là do thời điểm mà y nhận chức không đúng dịp, đúng vào thời điểm mà các thế lực quan trọng khắp nơi đấu đá lẫn nhau, y có phần thất thế cũng là điều có thể lý giải được. Do y và Hạ Tưởng thân thiết, mới không quá để ý đến hình ảnh thị trường. Hạ Tưởng đã đem chuyện Tiền Cẩm Tùng sắp về lại Bắc Kinh và cả chuyện muốn gặp mặt hắn nói ra, lại khuyên Cao Hải không nên sốt ruột, trước tiên phải chờ đợi, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt. Cao Hải cũng biết thất thố, tự giễu nói. Không vội không được, tình hình đã được triển khai rồi, không nên phụ lòng sự tín nhiệm của Chủ tịch tỉnh Tống, tôi rất lo lắng. Hạ Tưởng hiểu tâm tư của Cao Hải, y vốn có quan hệ bình thường với Tống Chiêu Độ, qua nhiều năm nỗ lực mới lọt vào tầm ngắm của Tống Chiêu Độ, lần này tới Ngưu Thành, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, có thuận lợi chỉnh đốn Ngưu Cương hay không, sự việc liên quan đến vị trí của hắn trong lòng của Tống Chiêu Độ. Tuy nhiên Hạ Tưởng sắp gặp mặt Tiền Cẩm Tùng, khiến cho Cao Hải thở phào nhẹ nhõm. Tiền Cẩm Tùng đồng ý nói chuyện với Hạ Tưởng, cũng đồng nghĩa trong lòng của y, Hạ Tưởng là người bằng hữu đáng kết giao. Cao Hải ngầm khâm phục Hạ Tưởng biết đối nhân xử thế, giữa Tiền Cẩm Tùng và Hạ Tưởng năm đó dường như cũng không có quan hệ gì mật thiết, nhưng y vẫn xem trọng Hạ Tưởng, chứng minh rằng y cũng khâm phục tài đối nhân xử thế và năng lực của Hạ Tưởng. Vừa mới nghe xong điện thoại của Cao Hải, điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại của tỉnh ủy gọi đến, Hạ Tưởng đoán được là ai. Vội vàng nghe điện thoại, quả nhiên không có đoán sai, trong điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng, nghe nói ông cụ Ngô đã đến Thiên Trạch. Trên thế giới không có tường ngăn được cơn gió lùa, nhất cử nhất động của ông cụ Ngô xem ra vẫn nằm trong tầm ngắm của mọi người khắp nơi. Ông cụ Ngô đã về hưu mấy năm rồi, nhưng thân phận của nhân vật lĩnh quân phía sau thế lực gia tộc, vẫn khiến cho ông là tiêu điểm mọi lúc mọi nơi, muốn trốn tránh cũng không được. Vâng. Ông cụ đến đây vào ngày hôm qua, ông cụ muốn ở đây một thời gian để du lịch. Hạ Tưởng không có giấu giếm gì, thật lòng báo cáo. Ngày hôm qua chúng tôi cùng nhau ăn cơm, chỉ nói chuyện phiếm. Trí tuệ chính trị của ông cụ, ha ha, cái gì cũng nói rõ ràng minh bạch. Tình hình càng ngày càng phức tạp, Hạ Tưởng, cậu đối với tình hình hiện tại có ý tưởng gì mới không? Tống Chiêu Độ giọng điệu thản nhiên. Người nghe không biết đây là giọng điệu đang âu lo hay là tràn đầy tự tin. Thời cơ vẫn chưa tới, khoảng cách đến đích vẫn còn một ít thời gian. Ông cụ Ngô ra đến đây, giải sầu và giáo huấn tôi hơn một nửa thời gian rồi. Tuy nhiên, Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nói ra ý định của Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong. Chủ tịch tỉnh Tiền và thị trưởng Trần lúc này đến Bắc Kinh, chắc có dụng ý, tôi nghĩ sau khi tôi cùng bọn họ gặp mặt, nhân thời gian đó nói ra tình hình bên trong. Tống Chiêu Độ giật mình. Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong phải quay về Bắc Kinh báo cáo công tác. Hiện tại chưa phải là thời điểm báo cáo. Y bất chợt dừng lại, bỗng nhiên cao giọng. Hạ Tưởng, cơ hội đã tới, cơ hội của cậu tới rồi, nhất định phải nắm bắt. Chương 1025, sự cố bất ngờ. Tống Chiêu Độ rất ít khi thất thố, biểu hiện của y tuy rằng chưa đến nỗi thất thố, nhưng cũng khó tránh khỏi kích động. Hạ Tưởng chưa đủ tay ấn, nên chưa hiểu chữ thời cơ mà Tống Chiêu Độ nói có ý gì, hắn ngẩn người trong chốc lát, Tống Chiêu Độ đã nói thẳng, sau khi Hạ Tưởng nghe xong cười ha hả. Một câu nói đã khiến người ta thức tỉnh, cảm ơn anh, Chủ tịch tỉnh Tống, anh là người lãnh đạo sáng suốt nhất. Tôi chờ tin tức của cậu. Tống Chiêu Độ không nói gì nữa. Thời khắc quan trọng, càng ngày càng tới gần, Hạ Tưởng nghĩ, nên để Trần Khiết Văn trở lại rồi. Bí thư đi tịnh dưỡng sức khỏe thì cũng phải có lúc sức khỏe ổn định, không thể lúc nào cũng lấy cớ đang bệnh được.
Tử Kỳ, gọi trưởng ban Từ đến phòng làm việc của tôi. Hạ Tưởng bảo Từ Tử Kỳ. Không lâu sau, Từ Hâm đã đến phòng làm việc của Hạ Tưởng. Vẻ mặt có chút thay đổi so với trước đây là, biểu hiện trên mặt y sống động hoạt bát, thậm chí còn mỉm cười, chủ động đưa một điếu thuốc. Thị trưởng Hạ dùng một điếu thuốc nhé, đây là nhuyễn trung hoa. Hạ Tưởng không có ý khước từ lòng tốt của y, đưa tay nhận lấy, đặt ở trên mũi người, lại để sang một bên không hút. Thủ tục thoái lui vì bệnh nặng của trưởng ban tổ chức, ủy viên thường vụ huyện Bình Ninh đã làm xong chưa? Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bình Ninh còn một năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng sức khỏe của ông không tốt, 2-3 ngày là nghỉ bệnh, ban tổ chức đang cân nhắc để cho ông nghỉ hưu sớm. Ông lúc đầu không chịu, còn nói ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Nhưng tháng gần đây nhất sức khỏe ông ngày càng sa sút, ngay cả đi còn đi không nổi, vậy mà vẫn chưa chịu thoái lui. Cuối cùng đành phải để Từ Hâm ra tay, mới đồng ý nghỉ, còn khóc chảy cả nước mắt nước mũi. May mắn Hạ Tưởng không thấy, nếu không hắn thế nào cũng mắc ói, quyến luyến đến nỗi như thế, coi như là một chuyện lạ khó tin. Thủ tục đã làm xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể công bố. Nhưng quyết định bổ nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ mới vẫn chưa chọn được người. Từ Hâm hiểu được ý của thị trưởng Hạ, vấn đề chọn người mới làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bình Ninh, phải được sự đồng ý của Trần Khiết Văn. Vậy nhanh chóng trình vấn đề này, tôi và Minh Nghị bàn bạc, sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp nhỏ, để chọn người. Hạ Tưởng đập tay trên bàn, hắn cũng không trưng cầu ý kiến của Từ Hâm. Lão Từ, ông phải vất vả một chuyến, đi Bắc Kinh, gặp mặt bí thư Trần xin ý kiến. Về phương diện tuyển người, nên nói cho bí thư Trần biết. Từ Hâm hiểu ý đồ của Hạ Tưởng, ứng cử viên rất nhiều, người mà bí thư Trần chọn có thể sẽ trở thành đế vương, bà ta muốn ở Bắc Kinh yên tịnh để tịnh dưỡng vậy mà ngồi không yên, nếu không sớm trở lại Thiên Trạch, ngai vàng của trưởng ban tổ chức cán bộ chủ tịch huyện Bình Ninh, nói không chừng rơi vào tay thị trưởng Hạ. Từ Hâm gật đầu nói, đợi sau khi hội nghị kết thúc, tôi lập tức đi Bắc Kinh. Hạ Tưởng dứt khoát, quyết đoán, buổi chiều liền tổ chức hội nghị thảo luận vấn đề tuyển trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bình Ninh, trong vấn đề chọn người hắn không có đưa ra ý kiến, cũng chỉ nghe Ngô Minh Nghị và Từ Hâm nói chuyện, cuối cùng hai người nêu tên ba ứng cử viên, Từ Hâm đích thân mang hồ sơ của ba ứng cử viên đi tới Bắc Kinh xin ý kiến của bí thư Trần. Thái độ của Hạ Tưởng mập mờ, quan điểm của hắn hơi thiên về danh sách của Ngô Minh Nghị. Từ Hâm nêu ra hai ứng cử viên, một là người của y, một là người của Trần Khiết Văn. Ý kiến của thị trưởng Hạ lúc này rất là quan trọng, Từ Hâm hiểu rõ, bí thư Trần nhất định phải sớm chấm dứt thời gian nghỉ phép, phải nhanh chóng quay lại Thiên Trạch. Thị trưởng Hạ lúc này lợi dụng vấn đề nhân sự điểm trúng điểm yếu của bí thư Trần, chẳng lẽ nói, vấn đề của Thiên Cương, cần phải có trận quyết chiến sau cùng. Dụng ý của Hạ Tưởng vượt quá dự đoán của Từ Hâm, ngay cả Ngô Minh Nghị trong lòng cũng hơi có chút khó hiểu, dường như thị trưởng Hạ còn chưa chuẩn bị xong vấn đề của Thiên Cương để ngã bài. Vậy tại sao hắn đã sớm mời bí thư Trần quay về? Thị trưởng Hạ có được sức mạnh từ đâu? Thật khó hiểu, hiện tại Ngô Minh Nghị thông minh, chẳng thèm quan tâm. Bởi vì mối quan hệ của Hạ Tưởng và họ nhà Ngô rất phức tạp, ông cụ Ngô tới Thiên Trạch y cũng biết, với cấp bậc của y, căn bản là không có đủ tư cách gặp mặt ông cụ. Ông cụ hiện tại lại ở Hoa Hải Nguyên, nghe nói còn nâng cốc uống rượu cùng Hạ Tưởng. Bỏ đi, việc nhà của người ta, y có theo dõi cũng chẳng được gì. Bị hai phía xúi dục chi phối, làm không tốt, đắc tội với thị trưởng Hạ lại bị ông cụ Ngô ghét bỏ, lúc đó thật thê thảm. Ngô Minh Nghị lắc đầu, quay về phòng làm việc, cho dù thế nào ở hội nghị thường vụ cũng phản đối ý kiến chỉnh hợp, các ý kiến khác không nên nói nhiều, cũng không làm đồng minh với bất kỳ người nào, tốt nhất là bảo vệ thân mình. Sáng sớm hôm sau, Từ Hâm lên đường đi Bắc Kinh. Từ Hâm đi không lâu, Hạ Tưởng nhận được tin tức, Tiền Cẩm Tùng đã tới Bắc Kinh. Khá nhanh, sớm hơn 2 ngày so với hắn dự tính, chẳng lẽ, tin ông cụ Ngô ở Thiên Trạch đã kinh động khắp nơi? Cũng đúng, nhất cử nhất động của ông cụ Ngô, đừng nói quan cấp tỉnh mà ngay cả quan cao cấp của Trung ương cũng quan tâm săn đón. Giữa trưa, nhận được điện thoại của Tiền Cẩm Tùng, Chủ tịch tỉnh Tiền nói, y ở Bắc Kinh 2-3 ngày, sau khi xong việc sẽ liên hệ với hắn, Hạ Tưởng tỏ vẻ hoan nghênh, bất cứ lúc nào cũng nghênh đón Chủ tịch tỉnh Tiền đến chơi. Buổi chiều. Lại nhận được điện thoại của Trần Phong cũng tới Bắc Kinh rồi. Tứ phương tề tụ tại Bắc Kinh, một người trầm tĩnh như Hạ Tưởng, cũng ngửi thấy một không khí,
không khí của cơn dông trước lúc mưa đến. Nghe điện thoại của Trần Phong thoải mái hơn nghe điện thoại của Tiền Cẩm Tùng, nhưng ý tứ của hai người đại khái giống nhau, trước báo cáo công việc, giải quyết việc xong sẽ liên hệ Hạ Tưởng. Được, ông cụ Ngô hiện tại còn ở Thiên Trạch, liền có hai cán bộ cao cấp cấp tỉnh chuẩn bị đến Thiên Trạch, Thiên Trạch, không biết tự khi nào đã khiến cho người khác chú ý. Giống như phỏng đoán của Hạ Tưởng trước kia, Thiên Trạch đã trở thành điểm tựa đấu sức khắp nơi, mà Thiên Cương mới là trọng tâm của điểm tựa. Chỉnh đốn Thiên Cương là điều cần thiết, mà ông cụ nhà Ngô đến Thiên Trạch, chưa nói ở lại bao lâu, chẳng lẽ ông cụ trơ mắt nhìn hắn từng bước ở Thiên Trạch thúc đẩy việc chỉnh đốn Thiên Cương. Lại nghĩ đến việc Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong sắp đến Thiên Trạch, chí ít bọn họ cũng đến chào hỏi ông cụ nhà Ngô, Hạ Tưởng có phần lúng túng, Thiên Trạch trong phút chốc đã nổi lên như cồn, hắn vẫn chưa kịp thích ứng. Càng làm cho Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, đang lúc hắn một lòng một dạ chuẩn bị nghênh đón Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong đến, và chuẩn bị mọi việc đợi bí thư Trần trở về, ai dè sự cố lại xảy ra. Buổi tối khi tan ca, Hạ Tưởng để Lý Khai Lâm về nhà trước, hắn một mình bách bộ về nhà, tòa nhà thành ủy cách nhà thành ủy rất gần, đi bộ cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ, hắn vừa đi vừa suy nghĩ một số việc. Từ Tử Kỳ chạy tới, đi phía sau Hạ Tưởng, thấp giọng báo cáo một vài việc. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau vài phút, Hạ Tưởng nhỏ giọng nói một câu gì đó, Từ Tử Kỳ ngầm hiểu, xoay người đi. Lúc Hạ Tưởng và Từ Tử Kỳ gặp mặt, cũng đúng lúc bị Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong bắt gặp. Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu liếc nhau, hai người đều thấy vẻ mặt bối rối lúng túng của đối phương. Bùi Nhất Phong mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Không làm sao cả. Bì Bất Hưu không đồng thuận. Nói không chừng Từ Tử Kỳ ngay từ đầu chính là con cờ trong tay Hạ Tưởng, chúng ta bị Hạ Tưởng chơi khăm rồi. Tôi thấy không hẳn vậy, Từ Tử Kỳ chẳng qua làm việc không chắc chắn, lại bị Hạ Tưởng xúi giục. Ngẫm lại cũng bình thường, dù sao y cũng là thư ký của thị trường, lẽ nào y lại gây bất hòa với thị trường, một lòng một dạ theo chúng ta. Nhưng tiền đồ của thị trường lại không tốt hơn so với tôi và anh. Bị Bất Hưu không có gì để nói nữa, buồn bực một lúc. Một hồi lâu mới thốt lên một câu. Chúng ta nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng không thể nói là chịu thiệt, cách đối nhân xử thế của thị trưởng Hạ, tôi ít nhiều cũng hiểu, hắn không phải là người so đo mọi chuyện. Hắn hiện tại cần chúng ta, chẳng qua là muốn trao đổi một món hàng. Chỉ mong hắn giữ chữ tín, nếu không, tôi cũng không để cho đèn cạn dầu. Bì Bất Hưu tính nét không điềm đạm như Bùi Nhất Phong, y luôn phẫn nộ tức tối với Hạ Tưởng. Nếu không phải cục trưởng Bùi khuyên y sẽ không hợp tác với Hạ Tưởng lần này, bởi vì y thấy, thủ đoạn của Hạ Tưởng, đã khiến uy danh của y ở thành ủy giảm đi đáng kể, ngày càng không thể ngẩng mặt lên nhìn đời. Lần trước sự kiện cư dân trên công kích, lại có Lưu Phong Thanh trực tiếp một bước lên mây đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy Thủy Hằng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, khiến cho mặt của y nóng ran. Nhưng tình thế mạnh hơn người, y không cúi đầu không được. Bùi Nhất Phong cũng tỉ mỉ phân tích thủ đoạn của thị trưởng Hạ, trên thực tế vẫn cho y một lối thoát, sau này gặp lại cũng dễ nói chuyện. So với thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt của thị trưởng Hạ ở thành phố Lang, thì thị trưởng Hạ ở Thiên Trạch có phần điềm đạm hơn. Bì Bất Hưu thấy Từ Tử Kỳ biến mất ở khúc cua của khu phố, trong lòng hiện lên một ý nghĩ nham hiểm độc ác, chỉ không được Hạ Tưởng, thu phục thư ký của thị trưởng chẳng phải là dễ hơn sao. Đợi cơ hội đến, nếu y không thu phục được Từ Tử Kỳ. Trong lòng rất khó chịu. Hạ Tưởng chắp tay sau lưng, bước đi khoan thai, khi đi vào cửa nhà, vừa bước vào sân nhỏ của cổng chính, ánh mắt thoáng nhìn, xa xa dưới ánh đèn đường, có một bóng dáng yểu điệu quen thuộc, đang vẫy tay với hắn. Toàn thân mặc bộ váy hoa ngắn, mang giày xăng đan, để lộ cặp chân trơn bóng như ngọc, cánh tay ve vẫy cũng như ngọc như hồng, dưới ánh đèn đường, toát lên sự xinh đẹp không thể tả được. Người đẹp như ngọc, cổ ngọc. Hạ Tưởng ngây ngẩn cả người, cổ ngọc không ngờ xuất hiện, quả thật khiến hắn chưa chuẩn bị tâm lý. Hắn bước nhanh đến trước mặt cổ ngọc, đầu tiên là nhìn khắp người cổ ngọc mấy lần, mới đưa tay sờ đầu cổ ngọc. Nhớ năm đó eo đã nhỏ, hiện giờ dáng vẻ càng như liêu yếu đào tơ, cổ ngọc, cô gầy đi nhiều. Vẻ mặt cổ ngọc vốn đang vui vẻ, cười hồn nhiên vô tư, khi nghe Hạ Tưởng nói xong, cô ngay lập tức khóc, nhào vào lòng Hạ Tưởng khóc nức nở. Anh còn dám nói như vậy, vì anh tôi gầy cũng không sao, béo cũng không sao, đều là do anh làm hại. Anh đền tôi tuổi thanh xuân đi, tất cả niềm hạnh phúc của tôi bị anh lấy đi rồi.
Hạ Tưởng cũng không dám làm càn, dù sao cũng đang đứng ở gần cổng của thành ủy, hắn vội kéo Cổ Ngọc ra xa chỗ nguy hiểm, đi mấy trăm mét mới hỏi. Sao không gọi điện thoại để tôi đến đón? Cô về nước khi nào? Tôi về lâu rồi, nhưng không báo cho anh. Cổ Ngọc lại nín khóc mỉm cười, sự ưu sầu của cô chỉ trong nhất thời, cô vẫn giữ được nét hồn nhiên vốn có. Tôi đến Thiên Trạch, cũng không phải để tìm anh đừng có nghĩ xấu, tôi sẽ không ở cùng anh, cũng không cho anh chạm vào người tôi. Hạ Tưởng không nói gì, hắn có háo sắc đến vậy sao? Đang muốn giải thích mấy câu, để lấy lại hình tượng của mình, Cổ Ngọc lại nói một câu khiến hắn ngạc nhiên. Kỳ thật tôi đi cùng ông nội đến Thiên Trạch giải sầu. Lão Cổ cũng đến đây. Chương 1026, đối mặt trực tiếp. Náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt. Lão Cổ cũng không phải đến đây để giải sầu, ông và ông cụ Ngô giống nhau, bên ngoài là vì giải sầu thật ra là trấn thủ. Như vậy thì xem ra, Thiên Trạch sắp có bão lớn, nhân vật đứng sau của các thế lực khắp nơi tập hợp lại, chờ hồi màn kịch lớn cuối cùng lên sân khấu. Ai nấy đều là ông chủ dày dạn kinh nghiệm, ông cụ Ngô, Lão Cổ cũng thế. Ông cụ Ngô còn được, chí ít cũng mời chào trước, Lão Cổ thì ngược lại, trực tiếp trở thành khách không mời mà đến. Ông cụ Ngô có thể ở Hoa Hải Nguyên, Lão Cổ chắc chắn không được, cho dù y đồng ý, ông cụ nhà họ Ngô cũng không có ý kiến, với tính cách của Lão Cổ, khó bảo đảm sẽ không tranh cãi với ông cụ nhà họ Ngô. Hạ Tưởng không khỏi đau đầu, vừa ngẩng đầu, thì thấy trước mặt có một người đi tới, đó là Lão Cổ. Hạ Tưởng sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được chỗ nào không ổn. Suy nghĩ lại, lập tức đổ mồ hôi, một tay hắn ôm chặt Cổ Ngọc, giữa hai người thân thiết gắn bó, vừa nhìn thì biết quan hệ sớm không giống bình thường. Lúc này bị Lão Cổ nhìn chằm chằm. Cho tới nay tuy nói hắn cũng biết Lão Cổ đoán được những gì, nhưng đoán được thì đoán được, không nói ra thì tốt. Hiện tại bị Lão Cổ nhìn rất rõ ràng, Hạ Tưởng ra mặt có dày hơn, cũng không khỏi xấu hổ. Cũng đúng, đã lừa cháu gái người ta, còn muốn giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Nếu là người khác, đều sẽ rất tức giận. Cổ Ngọc ra vẻ trấn tĩnh, hai tay nắm lại. Thời tiết rất lạnh, rốt cuộc là ngoài cửa ải, buổi tối thực sự rất lạnh. Hạ Tưởng vừa rồi là bảo vệ cháu, sợ cháu bị cảm lạnh. Lão Cổ không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng cây ngay không sợ chết đứng mà đối diện với Lão Cổ, dù sao hắn cũng không lừa Cổ Ngọc cái gì. Cho dù Lão Cổ cho rằng hắn là bên sai 100%, hắn cũng nhận. Mình làm mình chịu, nam tử hán đại trượng phu, không thể quá thiếu trách nhiệm. Không ngờ một lát sau Lão Cổ lại ha hả cười. Thật đúng là tiểu Hạ sao? Tôi già rồi, ánh mắt nhìn không tốt, nhìn rất lâu mới nhận ra. Cậu cũng thật là, đứng đối diện tôi không nói câu nào, sợ phải mời tôi ăn cơm hay sao? Được, Lão Cổ ấy việc mắt kém để lừa gạt cho qua. Rõ ràng không muốn nhắc lại, Hạ Tưởng khẳng định sẽ càng không muốn nói đến, liền cười ha ha một hồi, nói vài câu khách khí với Lão Cổ và mời Lão Cổ ăn cơm. Lão Cổ và Cổ Ngọc ở nhà khách Thảo Nguyên của Thiên Trạch. Là một nhà khách du lịch được xây dựng trên Thảo Nguyên, cảnh vật chung quanh khá tốt. Hạ Tưởng cũng yên tâm rất nhiều. Cổ Ngọc muốn ăn thịt nướng, Hạ Tưởng liền đưa cô đến khu du lịch văn hóa. Đồ nướng trong khu du lịch văn hóa của Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy hương vị không tồi, đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp, trình độ hạng nhất. Hạ Tưởng không dám kinh động đến Nghiêm Tiểu Thì, lúc này Nghiêm Tiểu Thì cũng đang ở Thiên Trạch, nhưng hiện tại Thiên Trạch đang tụ tập đông người, hắn cũng không dám lại làm phát sinh thêm vấn đề mới. Những sự việc chính trị đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, những phiền toái trên tình trường của Nghiêm Tiểu Thì, Vệ Tân và Cổ Ngọc, có thể tránh vẫn là hay. Gió mát có tin. Tình yêu vô cùng, Hạ Tưởng tận tình dẫn Lão Cổ và Cổ Ngọc đi thưởng thức hương vị đồ nướng, hắn ăn không thấy mùi vị, Lão Cổ ăn cũng không có mùi vị, chỉ có Cổ Ngọc vô tâm ăn vẫn thấy ngon. Lão Cổ có tâm sự. Hạ Tưởng cũng nhìn thấy được, Lão Cổ và ông cụ nhà họ Ngô hoàn toàn khác nhau, ông cụ nhà họ Ngô vui hay tức giận không thể hiện ra, Lão Cổ thì không giấu được, vui buồn đều vẽ hết lên mặt, còn hơn cả Gia Cát Lượng. Sau gần nửa giờ ăn cơm, chỉ có Cổ Ngọc kêu là đã no, còn nói là thức ăn trong nước vẫn ngon, nước ngoài thực sự ăn không quen, cứ thế, cô nàng nói không ngừng. Buổi tối Thảo Nguyên cực đẹp, Hạ Tưởng cùng Lão Cổ và Cổ Ngọc đi dạo, Cổ Ngọc cũng theo thói quen, mấy lần tự khoác tay Hạ Tưởng. Trong chốc lát tỉnh lại, vội vàng buông ra, tuy nhiên, cô suy nghĩ cũng quá nông, lập tức lại kéo tay Hạ Tưởng,
khiến Hạ Tưởng Yêu không nỡ mắng không đành. Lão Cổ vẫn chắp tay sau lưng, không nói gì, cũng không nhìn Hạ Tưởng và Cổ Ngọc. Cổ Ngọc liền nghịch ngợm đùa với Hạ Tưởng, thỉnh thoảng trêu hắn vài cái. Hạ Tưởng biết tính cách của lão cổ trong lòng có vướng mắc phải chính hắn cởi bỏ, người khác nói ba hoa chích chòe cũng vô dụng. Nửa tiếng lại trôi qua, đi gần được một cây em, Cổ Ngọc mệt, ngáp một cái và nói phải về ngủ, lão cổ liền khoát tay nói. Tôi cũng mệt rồi, về thôi. Hạ Tưởng đưa hai người về nhà khách, từ đầu đến cuối lão cổ giống như hũ nút, không nói một câu chủ đề chính, đến cả mục đích thật sự khi đến Thiên Trạch cũng không nhắc đến. Lão cổ buồn bực không nói, Hạ Tưởng cũng không chủ động mở miệng hỏi, cũng rầu rĩ đi về nhà. Không ngờ sau khi về đến nhà, Hạ Đông còn lên cơn sốt và ho, lại làm khổ hắn cả đêm, kết quả cả đêm không ngủ, ngày hôm sau đã bị cảm. Cảm cúm tới thật là không đúng thời điểm, bởi vì, Trần Khiết Văn đã trở về. Ngày hôm qua Từ Hâm báo cáo công việc với Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn quyết định lập tức trở lại Thiên Trạch, bởi vì bà ta biết rõ, không có lời nói của bà ta ở đó, quyền lực nhân sự sẽ rơi vào tay người khác. Hạ Tưởng chắc chắn sẽ cho người của hắn lên, tuy rằng chỉ một trưởng ban tổ chức, nhưng vấn đề nhân sự từ xưa đến nay đều là vùng cấm của bí thư, bình thường người khác không xen vào được. Từ Hâm thầm nghĩ, thị trưởng Hạ xem như đã nhìn thấu bí thư Trần, vốn thị trưởng Hạ không có lập trường trong vấn đề ứng cử viên cho chức trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bình Ninh, chẳng qua chỉ nghiêng một chút, làm cho bí thư Trần ngồi không yên, một khi so sánh, cao thấp sẽ được phân rõ ràng. Từ Hâm lúc này trong lòng lại kiên định thêm một chút, cứ như vậy mãi, vẫn là thị trưởng Hạ có triển vọng lâu dài. Bởi vì thị trưởng Hạ không có điểm yếu bị bí thư Trần tóm được, mà bí thư Trần hiện tại thần hồn nát thần tính, đề phòng khắp nơi, sớm muộn gì cũng bị thị trưởng Hạ đùa nghịch phải ứng phó mệt mỏi. Trần Khiết Văn vừa về đến Thiên Trạch, lập tức tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, truyền đạt tinh thần văn bản của Trung ương và tỉnh ủy cũng là đa số cách làm vốn có của cán bộ lãnh đạo về nghỉ dưỡng bệnh và nghỉ phép. Mục đích chính là lấy lại quyền uy, tránh cho người khác bảo bà ta nói không giữ lời hứa bà ta vẫn là nhân vật số một của Thiên Trạch. Tất cả mọi người chú ý tới một hiện tượng rất thú vị, ở hội nghị toàn thể cán bộ, thị trưởng Hạ không xuất hiện. Người biết rõ tình hình đều biết, thị trưởng Hạ thật sự bị cảm nặng, nhưng rất nhiều người không biết tình hình đoán giả đoán non, thị trưởng Hạ rõ ràng là ra oai phủ đầu với bí thư Trần, bà ta tổ chức hội nghị, tôi làm việc của tôi sẽ không cổ vũ cho cô. Hạ Tưởng không phải cố ý không tham gia hội nghị, chuyện trên trường giao tế, chính là anh nói tôi nói anh, hắn là ai? Hắn lại nhỏ mọn đến nỗi không đến cổ vũ cho bí thư Trần sao? Không, hắn thật sự là bị cảm lạnh, lại bị con trai quấy cả đêm mới ngã bệnh như thế. Hạ Tưởng cũng là người ăn ngũ cốc, cũng có lúc ốm đau. Tuy nhiên, hắn vừa bị bệnh, lại kinh động đến vô số người. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm thì không cần phải nói. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vô số người hỏi thăm sở thích của thị trưởng Hạ, muốn mượn cớ thăm bệnh để biếu quà. Nhưng đều bị Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong cản lại. Buổi chiều, lại có tin, thị trưởng Hạ đến Bắc Kinh nằm viện, bệnh tình nặng hơn, phải điều trị. Lần này yên tĩnh hơn rất nhiều, những người muốn tặng quà đều yên tâm, sẽ không ai chạy đến Bắc Kinh tặng quà, quan trọng là muốn đi cũng không biết thị trưởng Hạ ở đâu. Tuy nhiên thành ủy Thiên Trạch vẫn có người dao động, đều bàn tán xôn xao, thế này là sao đây? Bí thư vừa khỏi thị trưởng lại bệnh, bí thư nghỉ ốm có thể giải thích nhưng thị trưởng Hạ trẻ trung khỏe mạnh như thế, hình như trong mắt mọi người, hắn chưa bị bệnh bao giờ. Hiện nay thị trưởng Hạ bệnh, không ít người mới nhớ đến sự lao động vất vả của thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ vừa rời khỏi thành ủy ủy ban nhân dân thành phố như rắn mất đầu, tự nhiên mất đi người trụ cột, bình thường vẫn không cảm thấy, bây giờ thị trưởng Hạ không có mặt. Mọi người mới phát hiện, hóa ra với mỗi người thị trưởng Hạ đã là người lãnh đạo đáng tin cậy nhất. Hạ Tưởng thật ra không đi Bắc Kinh mà là trốn ở Hoa Hải Nguyên. Bởi vì hắn bận quá, phải nói chuyện với lão cổ, Tiền Cẩm Tùng muốn đến, Trần Phong cũng muốn đến, đều là những nhân vật nổi bật. May mắn Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong đều tuyên bố không kinh động bất kỳ cái gì đến chính quyền, chỉ lấy tư cách cá nhân, nếu cô với cấp bậc của bọn họ, tỉnh ủy phải cử ra lãnh đạo ngang hàng đi cùng. Thì càng lộn xộn. Thiên Trạch sẽ việc gì cũng không phải làm nữa, mỗi ngày đón đưa cũng đủ cho mọi người bận rộn suốt. Chính là ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ, nếu lấy thân phận của chính quyền, tỉnh ủy cũng phải cử người đến.
Hoa Hải Nguyên, Nam Cung. Hạ Tưởng gọt táo cho ông cụ nhà họ Ngô, bệnh cảm cúm của hắn cũng đỡ nhiều, tuy là chưa quá thoải mái nhưng có thể chịu được. Hạ Đông bị bệnh, Tào Thù Lê không để trong lòng, Liên Nhược Hạm lại vô cùng lo lắng, nói thế nào cũng muốn đưa đến bệnh viện ở Bắc Kinh khám và chữa bệnh, Tào Thù Lê không có cách nào, đành phải cùng Liên Nhược Hạm đến thủ đô. Hạ Tưởng vừa khéo nhân cơ hội xin nghỉ ốm, cuối cùng đã đưa ra quyết định cuối cùng cho một số việc. Lão Cổ đến Thiên Trạch không bất ngờ, ông ta vốn muốn đến trước tôi một bước, nhưng có việc nên chậm lại mất hai ngày. Cho nên, ông ta rất mất hứng, không đoạt được ở trước mặt tôi, ha ha. Ông cụ vừa ăn táo vừa cười. Ân oán của thế hệ trước, tới hôm nay, lại trở thành sự đối lập trên lập trường, Hạ Tưởng bị kẹt ở giữa, cũng không muốn nói thêm gì. Ông cụ liền tiếp tục nói. Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng đều đã đến Bắc Kinh rồi, bọn họ có phải cũng muốn đến Thiên Trạch không? Ông cụ tóm lại có ánh mắt sắc bén, việc Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng muốn đến Thiên Trạch chắc chắn được giữ bí mật. Hạ Tưởng không nói cho ai, nhưng vẫn bị ông cụ biết được, hắn cũng biết không giấu được, đánh nói thật. Chắc là một hai ngày nữa sẽ đến. Tiểu Hạ, áp lực của cậu không nhỏ, phải giữ lấy. Ông cụ dường như rất có niềm tin với tất cả. Thiên Cương đã trở thành một điểm tựa, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Thật ra một Thiên Cương đối với sản nghiệp nhà họ Ngô mà nói chỉ là hạt bụi. Nhưng hiện tại không phải là vấn đề lợi ích kinh tế, mà là sự so đo trên chính trị, là việc thế lực gia tộc trực tiếp giao đấu với thế lực bình dân. Ông cụ nhìn Hạ Tưởng chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi. Hạ Tưởng, tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu một lòng kiên quyết hợp nhất Thiên Cương, rốt cuộc là căn cứ vào cái gì để suy xét? Lợi ích nhà họ Ngô cậu có thể mặc kệ, lợi ích của Thiên Cương cậu cũng có thể mặc kệ, như vậy cậu đứng trên lập trường gì, muốn là người lính đứng đầu hàng của Tống Chiêu Độ phải không? Cuối cùng, ông cụ nhà họ Ngô cũng trực diện hỏi về vấn đề mấu chốt mà Hạ Tưởng lo lắng nhất khó trả lời nhất. Chương 1027, đối đầu khó khăn. Hạ Tưởng trầm ngâm. Trong một khoảng thời gian ngắn, căn phòng im lặng đến ghê người, chỉ nghe tiếng gió xào xạc ở bên ngoài vọng vào. Ánh mặt trời lần qua khe cửa tràn xuống mặt đất, trên nền nhà hình thành những hình vẽ kỳ quái và mơ hồ. Cây cối ngày hè xanh tốt, hương hoa sắc phi tràn ngập trong sân. Gió thổi, hương hoa ngất ngây lòng người ấy, lại làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ. Không khí hơi căng thẳng. Hạ Tưởng có thể nói cái gì đây? Ông cụ tuy cũng xuất thân bình dân, nhưng từ sau khi tiến vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao, thì bắt đầu đi theo con đường thế lực gia tộc. Khoảng cách giữa ông ấy và người dân bình thường càng ngày càng lớn. Ông ấy đã hoàn toàn không nhìn thấy khó khăn của dân chúng và sự khó khăn thật sự của người dân. Hiện tại, xuất phát điểm của ông ấy tất cả đều là thế lực gia tộc làm thế nào để lớn mạnh, làm thế nào để trở thành chùm lũng đoạn, làm thế nào để đạt được thắng lợi trong chính trị, làm thế nào để tài sản của nhà họ Ngô có tất cả các ngành sản xuất trong nước. Cuối cùng đạt được ưu thế tuyệt đối, khống chế mạch máu kinh tế. Hạ Tưởng còn có gì để nói nữa đây? Hắn không thuyết phục được ông cụ ngược lại còn muốn thuyết phục hắn. Nhưng cũng không thể im lặng không lên tiếng, chần chừ một lát, hắn nhẹ nhàng hắng giọng nói. Thật ra, vừa mới mở miệng, ông cụ lại đứng lên, giơ tay vỗ vai hắn cười. Thôi đi, không làm khó cậu nữa. Mặc kệ cậu có lập trường như thế nào với việc hợp nhất Thiên Cương, phản đối cũng tốt, ủng hộ cũng tốt, tùy cậu đi. Tình hình hiện tại đã không phải trong phạm vi cậu có thể khống chế, nói trắng ra, sự việc vốn là ván cờ của các lãnh đạo cấp cao, các cậu đều là quân cờ. Nói xong, đầy ẩn ý vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, thành thật nói những lời sâu xa. Tiểu Hạ, con đường của cậu sau này còn rất dài, tôi cho phép cậu bây giờ đi một đoạn đường vòng. Cậu bây giờ còn chưa có nhiều quyền quyết định, quyền hạn trong tay cậu còn vẫn chưa động đến được nền móng của nhà họ Ngô. Ý chính là nếu có một ngày Hạ Tưởng cũng có đủ quyền lực, có thể động đến nền móng của nhà họ Ngô. Ông cụ sẽ không cho phép hắn đi đường vòng, nói không chừng sẽ tự mình ngăn hắn lại. Hạ Tưởng yên lặng gật đầu, không nói gì. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được một chút, một mặt thật sự như lời ông cụ nói, giai đoạn hiện nay xung quanh việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến, đã không phải là vấn đề của riêng tỉnh. Mà đã là kế hoạch của nhà nước, đã tới mức là bàn cờ của các lãnh đạo cấp cao. Nếu không Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong sẽ không cùng đến Thiên Trạch gặp hắn. Đường đường chủ tịch một tỉnh có kinh tế phát triển nhất cả nước, thị trưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thị trưởng, chẳng lẽ có thời gian đến Thiên Trạch nói chuyện phiếm?
Chính Tống Chiêu Độ là chủ tịch tỉnh Yến, cũng chưa đến Thiên Trạch thị sát qua một lần nào. Về những phương diện khác, ông cụ không muốn hắn nói ra lập trường, chỉ sợ cũng không muốn nghe hắn nói một hồi về đạo lý ai tốt ai xấu giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc. Hơn nữa nói cho cùng, ông cụ nhà họ Ngô lại một lần nữa nhân nhượng hắn có lẽ không thể nói là nhân nhượng, mà là cho rằng sự phản đối của hắn không ngăn cản được kế hoạch lớn của nhà họ Ngô, hợp nhất thiên cương chắc chắn thất bại. Bởi vậy, ông cụ nhà họ Ngô một mặt tỏ ra rộng lượng và khoan đắc, cho hắn cơ hội phạm sai lầm và đi đường vòng. Cũng là cách đánh vào tâm lý, thứ nhất là thể hiện ông cụ vẫn trân trọng hắn nhất, thứ hai cũng là tỏ rõ phong độ của một đại tướng. Đối với việc nhất thời hắn nghĩ không rõ ràng con đường vòng phải đi, hoàn toàn không để ý, vẫn đối đãi với hắn giống như người nhà họ Ngô. Lợi hại, ông cụ nhà họ Ngô lợi hại hơn nhiều so với Ngô Tài Dương. Hạ Tưởng biết ông cụ cả đời lăn lộn trên quan trường, biện pháp cao việt trên vấn đề dùng người của ông, có thể nói là hạ bút thành văn, thậm chí không cần cố ý làm, hơn cả việc nhàn nhã đi dạo trong sân lớn. Ông cụ đối với hắn mà nói, có lẽ có vài phần cảm tình trong đó, nhưng chắc chắn cũng có sự tính toán. Cứ cho là như thế, Hạ Tưởng vẫn có chút cảm động, ông cụ quả nhiên lợi hại, một nắm một thả, không ngờ khiến hắn thiếu chút nữa nói ra suy nghĩ trong lòng, thậm chí có chút áy náy. Ông cụ nhà họ Ngô tinh ý thấy được những thay đổi trong mắt Hạ Tưởng, vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt lại hơi nhíu lại sau đó lại bình thường, không để ý gì hỏi một câu. Tiểu Hạ, cho cậu một năm, kinh tế thành phố Thiên Trạch có thể đi lên một bậc thang mới không? Có thể. Đối với việc phát triển kinh tế, Hạ Tưởng hiện tại trong lòng có niềm hăng say, tin tưởng sau sự kiện Thiên Cương, sự phát triển kinh tế của Thiên Trạch có thể như xe tốc hành. Một năm nhanh quá, ba năm sẽ thay đổi. Ba năm, không thể đợi ba năm, thời gian lâu quá. Ông cụ nhẹ nhàng khoát tay. Tôi cho rằng chậm nhất là sang năm, cậu nên ở vị trí của nhân vật số một để rèn luyện. Là hứa hẹn hay là tiến thêm một bước lôi kéo, Hạ Tưởng cũng hơi sửng sốt, làm bộ không hiểu lời ông cụ nói, chỉ nói. Tôi còn trẻ, bước chân hẳn là nên đi chắc chắn một chút. Ông cụ cũng hàm xúc mỉm cười, mang kiểu nhảy vọt mà chuyển đề tài. Giao tiếp với lão phó, phải để ý thêm một chút. Trên có lão phó dưới có phó tiên phong, đều không thể tin. Là nhắc nhở hay là nói cạnh khóe, Hạ Tưởng im lặng gật đầu. Xem ra là một lần nói chuyện quan trọng nhất từ hơn một năm trở lại đây giữa Hạ Tưởng và ông cụ, cũng là trước khi Hạ Tưởng gặp Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong, ông cụ đúng lúc nhắc nhở hắn. Thêm nữa, tuy rằng lão cổ đã tới Thiên Trạch tối qua, nhưng nguyên nhân vì tính cách của ông ta, gì cũng không nói, làm ông cụ nhà họ Ngô đến Thiên Trạch trước một bước, và đoạt trước một bước cùng Hạ Tưởng tiến hành một cuộc nói chuyện sâu sắc. Dưới phép so sách, trí tuệ chính trị của lão cổ so với ông cụ nhà họ Ngô, vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ. Buổi trưa, Hạ Tưởng không ăn cơm cùng ông cụ mà lại đi gặp lão cổ. Trước khi Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong đến, hắn phải nói chuyện với lão cổ, bởi vì có chút chuyện cần nói rõ. Lão cổ là người mang ý chỉ đến, là muốn thay thủ tướng truyền lời. Hạ Tưởng phải biết thủ tướng có kế hoạch mang thế chút nước từ trên cao xuống gì không. Khu du lịch văn hóa vào buổi trưa, người không nhiều, khi Hạ Tưởng đến, chưa kịp vào cửa đã nghe tiếng cười của Nghiêm Tiểu Thì. Nghĩ thầm Cổ Ngọc rốt cuộc là không có mưu toan, không thấy hiện nay hắn bận tối mày tối mặt, còn muốn mời Nghiêm Tiểu Thì ra mặt, quả thực là cố ý thêm phiền. Nhưng hắn lại không tiện nói với Cổ Ngọc điều gì, dù sao Cổ Ngọc hồn nhiên và tốt tính là rất đáng quý. Nhưng cuối cùng vẫn là Nghiêm Tiểu Thì thông minh, Hạ Tưởng vừa bước vào cửa, câu đầu tiên cô đã nói. Tôi là không mời mà đến, cũng không phải Cổ Ngọc tìm tôi. Tôi vừa khéo nghe nói Cổ Ngọc đang ở khu du lịch văn hóa, là chủ nhà không ra mặt chiêu đãi một chút cũng không được, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Cổ Ngọc và lão cổ vừa đến đã bị Nghiêm Tiểu Thì phát hiện. Hôm nay, Nghiêm Tiểu Thì xinh đẹp hơn mọi ngày, váy dài màu lam, mặt ửng hồng, thật sự làm lay động lòng người. Cái hiếm có chính là cô để mặt mộc, không tô son, mang chút hương vị của cô gái nhà bên, bình thường nhưng ngược lại to thêm phần thân thiết và động lòng người. Hạ Tưởng liền khen ngợi một câu. Không trang điểm vẫn xinh, xinh đẹp tự nhiên. Không trang điểm cũng là trang điểm, anh không hiểu hay cố tình tỏ vẻ. Cổ Ngọc ánh mắt tò mò. Con gái vì người mình yêu mà làm đẹp, em nói anh không thích trang điểm nên Tiểu Thì để mặt mộc đến đấy, hiểu không? Hạ Tưởng lắc đầu. Không hiểu.
Nghiêm Tiểu thì cũng không thừa nhận. Cái gì chứ, là chị nghe nói em đã đến nên vội vàng ra, không kịp trang điểm, không liên quan gì đến anh ấy. Hạ Tưởng không có thời gian trêu đùa với hai người đẹp, liền hỏi lão cổ đâu, cổ Ngọc lấy tay chỉ ra bên ngoài. Đang gọi điện thoại ở ngoài. Hạ Tưởng đi ra chỗ lão cổ, đứng cũng không xa đấy lắm. Bày ra vẻ không muốn nghe thấy điện thoại của ông ấy. Lão cổ nói chuyện điện thoại rất lâu, Hạ Tưởng đứng bên cạnh gần 10 phút. Lão cổ cúp điện thoại, xoay người lại, biểu hiện trên mặt cười mà như không cười, đưa tay vẫy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đi đến gần lão cổ, không hỏi việc chính, mà nói. Nên đi ăn cơm thôi, vừa lúc Nghiêm Tiểu thì đến, trưa nay chắc chắn được cô ấy mời. Ăn cơm là việc nhỏ, tôi và cậu có chuyện lớn cần nói, để các cô ấy đi chuẩn bị bữa ăn, chúng ta nói xong thì đi ăn sau. Lão cổ muốn nói chuyện, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể nghe theo. Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì đi chuẩn bị cơm trưa, Hạ Tưởng và lão cổ ngồi trong phòng, mỗi người một ly chè xanh. Lão Ngô chắc chắn đã nói gì với cậu, Tiểu Hạ, vấn đề Thiên Cương, cậu nói một chút suy nghĩ của cậu. Phải nói thật, tôi không muốn nghe lời khách sáo quan cách. Lão cổ và ông cụ nhà họ Ngô phong cách khác nhau. Ông cụ nhà họ Ngô tính cách kín đáo, lão cổ thì thẳng thắn. Tôi vẫn tán thành hợp nhất, trước kia phát sinh một loạt sự kiện đã tỏ rõ lập trường của tôi. Lão cổ, hiện tại quan trọng không phải là lập trường của tôi mà là cái nhìn của thủ tướng. Nếu lão cổ có tính cách ruột để ngoài ra, Hạ Tưởng cũng không cần chú ý hàm xúc giống như khi nói chuyện với ông cụ nhà họ Ngô, cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Thủ tướng cũng không thể để người ta đoán được ý của ngài. Nhưng có một số việc phải nói mới hiểu rõ. Ha ha! Lão cổ cất tiếng cười to. Tiểu Hạ, lời của cậu cũng có chút oán giận, nếu để thủ tướng nghe được, không tốt lắm đâu. Tuy nhiên tính cách của thủ tướng có lẽ cậu không rõ lắm, biết vì sao thủ tướng yêu quý cậu không? Là bởi vì tính cách của cậu và ông ấy có vài phần giống nhau. Lão cổ cười xong, đứng dậy, chống nạnh đi ra trước cửa sổ. Tôi nói thật, tôi đến Thiên Trạch chính là muốn trả đũa ông lão nhà họ Ngô. Ông ta đích thân đến trấn thủ, tôi cũng đích thân đến trấn thủ, ai cũng không thể sợ ai, ý của thủ tướng là, tôi đến để cậu thêm can đảm. Cậu đừng nghe theo lời xúi giục của lão Ngô, ông ta thật sự rất gian. Nói rất lâu, suy nghĩ thật sự của thủ tướng lão cổ vẫn không nói ra, Hạ Tưởng nhìn lão cổ chau mày khó chịu. Tôi lá gan không nhỏ, nhưng gần đây mắt không tốt lắm, nhìn không rõ phương hướng. Chỉ sợ đi lầm đường thì oan uổng. Lão cổ hiểu Hạ Tưởng ám chỉ điều gì liền giơ một ngón tay lên. Thủ tướng muốn nói với cậu một câu. Hạ Tưởng nghiêm túc lắng nghe. Thủ tướng có tinh thần chỉ thị gì? Chỗ lớn không cần nghĩ nhiều, chỗ nhỏ là mấu chốt, mọi việc không lẩn tránh khó khăn, dũng cảm chịu trách nhiệm, anh dũng tiến về phía trước. Thủ tướng tuy lời nói sâu sắc nhưng tôi đến đây sự tình sẽ không sâu sắc, huyền bí nữa, hiểu chưa? Hạ Tưởng gật đầu, dường như đã rõ, tuy rằng cách nói của thủ tướng vẫn không rõ ràng lắm. Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong tuy rằng đến báo cáo công việc với thủ tướng nhưng bọn họ không phải là người của thủ tướng. Lão cổ trong lời nói mang vẻ ngạc nhiên. Về việc phân tầng và phe phái trong lãnh đạo cấp cao trung ương, tôi nghĩ cậu nên biết thêm một chút nội tình nhiều tin tức hơn một chút. Chương 1028, sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, lão cổ nói ra những bí mật đằng sau mà Hạ Tưởng chưa bao giờ nghe qua. Lão cổ chỉ nói đại khái hơn 10 phút, nhưng với Hạ Tưởng mà nói, dài giống như hàng chục năm. Không phải cảm giác lâu mà là thời gian diễn ra mọi việc dài. Bởi vì từ lời lão cổ nói, Hạ Tưởng biết những bí mật chưa bao giờ công bố ra ngoài, cùng với những cuộc chiến và sự phân kỳ giữa các lãnh đạo cấp cao và một số bí mật đằng sau kinh thiên tàn khốc. Đương nhiên, chú ý của lão cổ không phải nói cho Hạ Tưởng biết những bí mật mà người khác không được biết mà là mượn chuyện này nói rõ sự đấu tranh thật sự giữa tầng lớp cấp cao không bình yên giống bên ngoài nhìn vào. Có những tin tức Hạ Tưởng cũng đã nghe qua, có những tin chưa bao giờ nghe tới, thậm chí với cách nhìn của hắn thì không thể tin được là sự thật. Nghe xong những gì lão cổ nói, trong lòng Hạ Tưởng có những hiểu biết mới về thế cục hiện tại, cũng biết cuộc chiến giữa các lãnh đạo cấp cao, so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn. Càng có nhiều suy nghĩ sâu hơn xung quanh việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến hiện nay. Giờ cơm trưa, lão cổ không nói đến chuyện chính trị, chỉ đồng thanh khen ngợi đồ ăn trong khu du lịch văn hóa ngon miệng, còn khen Nghiêm Tiểu thì xinh đẹp, Hạ Tưởng ngồi bên phải lão cổ,
Cổ Ngọc ngồi bên trái, Nghiêm Tiểu thì đang ngồi đối diện. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng xem như rất vui vẻ. Trong bữa tiệc, Cổ Ngọc không biết là cố ý hay vô tình, dùng chân đá Hạ Tưởng vài lần, lão Cổ không phát hiện, Nghiêm Tiểu thì lại phát hiện, rất bất mãn giả vờ lúc gắp rau làm rơi đũa của Hạ Tưởng. Sau vài việc nho nhỏ xem kẽ qua đi, qua trưa, lão Cổ buồn ngủ, Nghiêm Tiểu thì phải tiếp tục cùng Cổ Ngọc dạo chơi, Cổ Ngọc bảo Hạ Tưởng đi cùng, lão Cổ nói. Cậu đi cùng Cổ Ngọc cũng tốt, dù sao hiện tại cậu cũng đang giả vờ bệnh, không cần đi làm. Chờ tôi đi ngủ trước một chút, buổi chiều tôi đi gặp lão Ngô. Hạ Tưởng giật mình, muốn nói gì đó, lão Cổ khoát tay. Không cần lo lắng cho tôi và lão Ngô đã quan hệ cả đời, cãi nhau ầm ĩ cũng nhiều, hiện tại già rồi, nhiều lắm cũng cãi nhau bằng lời, muốn đánh cũng không đánh nổi. Tất cả mọi người ở Thiên Trạch, nếu không gặp nhau thì quá giả dối rồi, cậu nói với ông ấy, tôi muốn gặp ô ấy inh, xem ông ta nói như thế nào. Hạ Tưởng chỉ đành đồng ý, hai ông già, một cặp oan gia, thật sự là không có cách nào. Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho ông cụ Ngô, không nghĩ là ông cụ vô cùng thoải mái mà đồng ý, còn bảo buổi chiều ông ấy ở ngay Nam Cung bất cứ lúc nào cũng chờ lão Cổ đến chơi. Dẫn hai người Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc đi một lát thì điện thoại di động của Hạ Tưởng vang lên, Nghiêm Tiểu thì cười trộm, không nói lời nào, Cổ Ngọc mất hứng, không cho Hạ Tưởng nhận điện thoại. Đang bị bệnh. Làm sao có nhiều việc đâu đâu như vậy? Không nhận, bệnh cũng để người ta bệnh một lần chứ, có còn công lý không? Nhưng với Hạ Tưởng mà nói, điện thoại không nhận không được, bởi vì là điện thoại của Tiền Cẩm Tùng. Hạ Tưởng, tôi sắp xuống đường cao tốc rồi, nói cho tôi biết, tìm cậu ở đâu? Tiền Cẩm Tùng làm Hạ Tưởng trở tay không kịp, hắn cho rằng sớm thì chiều mai Tiền Cẩm Tùng mới đến đây. Không nghĩ là tới nhanh như vậy, hơn nữa. Trước khi vào đường cao tốc cũng không báo cho hắn, rõ ràng là không muốn hắn đến đầu đường cao tốc đón y. Bất ngờ quá, chủ tịch tỉnh Tiền, tôi lập tức đi đón anh. Không cần khách khí, Hạ Tưởng, tôi đến đây với tư cách cá nhân, không cần rầm rộ gì. Nói cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ đi thẳng đến đấy à, được rồi. Gặp mặt rồi nói chuyện sau, hiện giờ cậu không phải làm gì hết. Hạ Tưởng biết Tiền Cẩm Tùng không phải khách khí, mà là đang vội. Liền quay sang phía Nghiêm Tiểu thì nói. Hay chuẩn bị một phòng yên tĩnh, tôi có khách quan trọng đến. Nghiêm Tiểu thì thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hạ Tưởng, cũng không nói nhiều, lập tức bắt tay vào sắp xếp. Ngay cùng lúc Hạ Tưởng chuẩn bị đón Tiền Cẩm Tùng, văn phòng bí thư trong thành ủy Thiên Trạch. Ngô Minh Nghị đang ngồi trước mặt Trần Khiết Văn báo cáo công việc. Báo cáo xong y đứng dậy đi, đi đến cửa còn quay lại nói một câu. Đúng rồi, bí thư Trần. Nghe nói chủ tịch tỉnh Tiền của tỉnh Lĩnh Nam đến Thiên Trạch, đang nói chuyện với thị trưởng Hạ. Không biết thành ủy có phải tiếp đón một chút không? Trần Khiết Văn ban đầu mang vẻ mặt tươi cười gò bó, vừa nghe câu này xong, lập tức sắc mặt sầm xuống. Không thấy có thông báo của tỉnh ủy Lĩnh Nam, cũng không có chỉ thị của tỉnh ủy, phải tiếp ai? Ngô Minh Nghị gật gật đầu, cũng không nói gì, xoay người đi, chỉ để lại một mình Trần Khiết Văn đang tức giận. Không tức giận mới là lạ, chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam đến Thiên Trạch, trực tiếp đi vòng qua bí thư thành ủy của bà, mà nói chuyện riêng với Hạ Tưởng. Bà cũng không nghe tin tức gì trước đó, nếu không có Ngô Minh Nghị nói cho bà vẫn không biết gì. Ngô Minh Nghị cũng không có dựa vào lòng tốt gì, lại y cố tình chọc giận bà, hớt lẻo trước mặt bà. Không phải là vị ứng cử viên chức trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bình Ninh sao? Một trợ thủ còn muốn tranh giành với nhân vật số một. Trưởng ban tổ chức cán bộ một vị trí quan trọng như vậy, sẽ chắp tay dâng cho người ta sao? Ngay cả Hạ Tưởng cũng không nhúng tay quá nhiều, Ngô Minh Nghị không biết tốt xấu, muốn để người của y lên, chẳng khác nào tự bôi cho vào mặt. Trần Khiết Văn xem như hiểu, Hạ Tưởng không có hứng thú với vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bình Ninh, là bởi vì hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh có kinh tế mạnh nhất, Tiền Cẩm Tùng đến, không chỉ đơn giản là gặp với tư cách cá nhân. Chẳng lẽ là còn có liên quan đến việc của Thiên Cương? Trần Khiết Văn vừa nghĩ đến việc này, điện thoại cũng vang lên, bà vừa thấy dãy số ở Bắc Kinh, liền biết đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, vội nghe điện thoại, bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Quốc Hàm Thanh. Ông cụ nhà họ Ngô, lão Cổ và Tiền Cẩm Tùng hiện tại đều ở Thiên Trạch là một điểm tựa, cô nhất định phải làm việc cẩn thận, không được để bị cuốn vào vòng xoáy. Trần Khiết Văn trong lòng kinh ngạc.
Bà rất ít khi nghe thấy giọng Quốc Hàm Thanh căng thẳng như thế, chỉ biết mọi việc không ổn, vội hỏi. Tôi phải làm thế nào mới tốt? Giọng điệu hoàn toàn bất lực. Quốc Hàm Thanh nói. Giả vờ không biết gì cả, tiếp tục làm tốt bổn phận của mình, duy trì đối với sự khống chế trong hội nghị thường vụ, kiên quyết không để việc hợp nhất thiên cương được thông qua trên hội nghị thường vụ. Những chuyện khác, cô không cần phải quan tâm, vấn đề cấp cao có cấp cao ứng phó. Buông điện thoại, Trần Khiết Văn ngồi im một lát, sau đó nói vọng ra ngoài. Thiên Chi, lập tức thông báo cho Minh Nghị, Bất Hưu, Từ Hâm, Nhất Phong và Thiên Vũ. Thôi, Trần Thiên Vũ không cần thông báo, còn bốn đồng chí trên lập tức tổ chức hội nghị công việc bí thư. Vũ Thiên Chi lập tức bắt tay vào công việc. Bắc Kinh, nhà họ Phó. Phó Tiên Phong tan tầm về nhà, vừa bước vào cửa, ném quần áo sang một bên đi thẳng vào phòng làm việc, ngồi trong đó mở xem văn kiện một lúc lâu mới đi ra sân sau, nói với ông cụ đang tưới hoa. Ông nội, sắp có bạo loạn rồi. Ông cụ nhà họ Phó buông bình nước trong tay, cười ha ha nói. Kíp nổ sẽ nổ, sớm muộn gì cũng tới, còn lo lắng gì. Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, không cần mọi chuyện đều tỏ ngạc nhiên như thế. Phó Tiên Phong bị ông cụ giễu cợt, liền tự cười. Nhưng khó khăn lắm mới có một cơ hội làm khó Hạ Tưởng và nhà họ Ngô, cháu đương nhiên là vui rồi. Trước kia vài lần Hạ Tưởng đã làm khó chúng ta, hiện tại rốt cuộc cũng có thể làm khó hắn một lần, hơn nữa, còn có khả năng khiến hắn và nhà họ Ngô tuyệt giao. Ông nội, nếu Hạ Tưởng thực sự chọc tức ông cụ nhà họ Ngô, kết cục sẽ như thế nào? Đừng vui mừng quá sớm. Ông cụ nhà họ Phó tạt vào Phó Tiên Phong một chậu nước lạnh. Theo ta thấy, lão Ngô chưa chắc sẽ hạ độc thủ với Hạ Tưởng. Cho dù Hạ Tưởng đắc tội với nhà họ Ngô, cũng chỉ làm Ngô Tài Dương thẹn quá hóa giận, nói không chừng lão Ngô còn có thể nâng tay thả Hạ Tưởng. Cháu có một cách có thể lửa đổ thêm dầu, khiến ông cụ nhà họ Ngô thất vọng với Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn ông cụ. Ông cụ cũng không tức giận như y lo lắng, mà thản nhiên khoát tay nói. Tiên Tiên thích Hạ Tưởng nhưng suy nghĩ của cháu không thể thực hiện. Chỉ nói với Phó Tiên Phong một câu nhưng cũng khiến Phó Tiên Phong cảm thấy được áp lực. Trong lòng Phó Tiên Phong cũng không khâm phục, dù sao giữa Tiên Tiên và Hạ Tưởng không rõ ràng, có phải thật sự lên giường đã không cần kíp rồi. Nếu có thể vì một lần lên giường mà trêu chọc được Liên Nhược Hạm cũng có thể coi là một diệu kế. Chẳng qua, thôi bỏ đi, tốt nhất là không cần dùng hạ sách này. Và lại Phó Tiên Phong cũng không nghe lời của y. Nhưng thế nào mới có thể đảm bảo trong lần đụng độ sắp tới, khiến Hạ Tưởng bị nhà họ Ngô ra tay chèn ép không có cơ hội trở mình. Phó Tiên Phong trầm tư suy nghĩ, y bề ngoài thì hợp tác với Hạ Tưởng, nhưng trên thực tế trong lòng chưa bao giờ không nhớ những hiềm khích ngày trước. Nhưng có một điểm, nhà họ Phó thật sự nợ Hạ Tưởng hai ân tình, nhất định phải trả. Bỗng nhiên, Phó Tiên Phong lại nghĩ đến Khâu Tự Phong. Trong lòng vừa nghĩ có phải là y nên cùng Khâu Tự Phong bàn bạc một chút tính khả thi liên kết đối phó với Hạ Tưởng. Tuy nói Phó Khâu hai nhà gần đây đụng chạm không ít, nhưng dựa vào xuất phát điểm đi tìm điểm chung gác lại điểm bất đồng, liên kết chèn ép Hạ Tưởng cũng không phải là không có khả năng. Phó Tiên Phong cầm điện thoại, gọi cho Khâu Tự Phong. Phó Tiên Phong không biết chính là, khi y và ông cụ nhà họ Phó nói chuyện, Khâu Tự Phong đang cùng Mai Thái Bình ngồi với nhau, cùng bàn về tình hình trước mắt. Tiền Cẩm Tùng đi Thiên Trạch, chậm nhất ngày mai Trần Phong cũng đến đó, Thiên Trạch quá náo nhiệt. Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong là người như thế nào, bọn họ cho dù lấy tư cách cá nhân đến Thiên Trạch cũng không giấu được sự chú ý của nhiều ánh mắt, huống chi, nhà họ Khâu lại xuất thân từ an ninh quốc gia. Khâu Tự Phong xoay xoay chén trà trong tay, ngồi đối diện Mai Thái Bình khẽ gật đầu, trong lòng lại nghĩ, trước kia y và Mai Thái Bình rất ít khi có tiếng nói chung, hiện tại lại ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện. Thật sự là tình thế mạnh hơn người. Mai Thái Bình không trả lời Khâu Tự Phong, ánh mắt xa xăm, không biết dừng ở nơi nào, giọng có chút bất đắc dĩ. Sự việc đến nước này, đã thành cuộc chiến giữa các lãnh đạo cấp cao. Cấp dưới, cũng chỉ có thể xem mà thôi. Thật sự ngay từ đầu chính là lãnh đạo cấp cao đang tung tin, đang thăm dò, nhưng thật không ngờ bốn gia tộc lòng người như nhau đến hiếm thấy, cho nên có người sợ hãi, mới ra sức mạnh đánh thắng một trận này. Đánh thì đánh, dù sao hiện tại cũng không còn đường lui. Khâu Tự Phong muốn hút thuốc, thấy Mai Thái Bình không có ý hút thuốc, lại thôi. Mấu chốt còn nằm ở việc hợp nhất thiên cương ở Thiên Trạch.
Hạ Tưởng bây giờ không nắm chắc được sự thông qua trên hội nghị thường vụ, hơn nữa Thiên Trạch có ông cụ nhà họ Ngô trấn thủ, với thủ đoạn của ông cụ nhà họ Ngô, là một cái ngưỡng của Hạ Tưởng lúc này, khó qua lắm. Mai Thái Bình khoát tay. Chớ quên Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong trước kia, cũng không phải là đến vì giải sầu, mà cùng Hạ Tưởng ôn lại chuyện cũ, tôi đoán chắc, bọn họ đi mở đường một người. Khâu Tự Phong bỗng chốc kinh ngạc đứng lên. Anh nói, là thay cho Tổng Bí Thư. Chương 1029, tình thế chung của chính quyền, Thiên Trạch đứng đầu. Mai Thái Bình không cho là đúng nhìn Khâu Tự Phong một cái, vẻ mặt hiểu biết ít gặp việc bình thường cũng thấy làm lạ. Cậu cũng không phải chưa gặp Tổng Bí Thư. Sao ngạc nhiên như vậy? Ngồi xuống, đừng có không chừng mực như thế. Khâu Tự Phong đành phải ngồi xuống, trên mặt mang vẻ không chịu được nhưng lại không tiện nói gì. Mai Thái Bình còn nói. Sự việc náo nhiệt như hiện giờ, khó phân giải, tôi nghĩ là có lực lượng thứ ba xuất hiện rồi. Đương nhiên, chỉ là suy đoán cá nhân, chỉ là một loại khả năng. Tôi cũng không biết lập trường của Tổng Bí Thư cuối cùng như thế nào. Khâu Tự Phong vẻ mặt vẫn hết sức kinh hãi. Nếu chẳng may Tổng Bí Thư bày tỏ thái độ, chúng ta chắc không có phần thắng. Tổng Bí Thư chắc chắn tỏ thái độ nhưng ủng hộ ai thì khó nói. Tầm nhìn của Mai Thái Bình vẫn xa hơn Khâu Tự Phong. Biết lãnh đạo cấp cao đánh cờ, không phải là trò đùa, hơn nữa càng chú ý sự cân bằng và quy định. Nhưng nếu chẳng may Tổng Bí Thư muốn đến Thiên Trạch thị sát, quả thật sẽ không tốt. Không có cách nào sao? Khâu Tự Phong trước mặt Mai Thái Bình, dần bị Mai Thái Bình nắm quyền chủ động. Việc này cũng không chắc, bởi vì có người sẽ không đành lòng, sẽ có âm mưu quỷ kế. Mai Thái Bình cười ha hả. Giữa chúng ta và Hạ Tưởng có tranh đấu cũng là bạn bè, sẽ không hạ độc thủ, nhưng có người sẽ không thế. Phó Tiên Phong. Khâu Tự Phong không quá tin lắm. Gần đây Phó Tiên Phong có xu hướng liên kết với Hạ Tưởng, y sao có thể bí mật hành động sau lưng Hạ Tưởng. Mai Thái Bình nhẹ nhàng lắc đầu. Đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, cậu cũng không phải không biết. Đừng nói hắn và Hạ Tưởng muốn có thù, mà dù không thù, dưới tình hình Hạ Tưởng và nhà họ Ngô có khả năng trở mặt, y sẽ sao không nhân cơ hội này dẫm lên người khác một cái. Cậu cẩn thận nghĩ lại sẽ biết, huống chi giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong còn có rất nhiều nợ cũ vẫn chưa tính toá rõ ràng. A, à, Khâu Tự Phong vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại suy nghĩ. Hiểu ra cái gì đó, hỏi. Có phải thông báo với Hạ Tưởng một tiếng, đề phòng tiểu nhân không? Mai Thái Bình làm bộ không nghe thấy, nhấp một ngụm trà. Khâu Tự Phong ớn lạnh trong lòng, cũng do dự một chút, chưa biết làm thế nào thì điện thoại reo, vừa nhìn, thật đúng là điện thoại của Phó Tiên Phong. Nhận hay không nhận, Khâu Tự Phong vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mai Thái Bình một cái. Mai Thái Bình ngược lại mỉm cười. Là Phó Tiên Phong. Nhận hay không là vấn đề của cậu, không liên quan đến tôi. Còn nữa, cậu ta tìm cậu thương lượng bất kỳ chuyện gì, đều là vấn đề của các cậu, không liên quan đến nhà họ Mai. Khâu Tự Phong cũng biết y và Mai Thái Bình có thể ngồi cùng nhau nói chuyện, cũng là vì tình hình cấp bách, đều không phải là nhà họ Khâu và nhà họ Mai có bao nhiêu tiếng nói chung, càng không phải quan hệ cá nhân giữa y và Mai Thái Bình tốt thế nào. Mà là vì sự kiện Thiên Cương, mới không thể không tạm thời ngồi với nhau. Nhưng tốt xấu cũng muốn chừa một chút tình cảm, Mai Thái Bình lúc này lại vì Phó Tiên Phong mà trực tiếp đá y ra một bên, thậm chí tỏ thái độ mọi chuyện không liên quan đến mình. Vẫn làm cho trong lòng y không thoải mái. Không thoải mái cũng không có cách nào, bốn gia tộc mặt ngoài nhất trí đối ngoại, trên thực tế, bên trong cạnh tranh và đấu tranh chưa bao giờ hết. Có khi còn rất kịch liệt, quan hệ giữa nhà họ Khâu và nhà họ Mai nhìn như không tồi, nhưng có rất nhiều người không biết xung đột và tai họa ngầm bên trong. Nhất là bản thân Mai Thái Bình, từ trước đến nay đều nhìn y không thuận mắt, y cũng không thể ăn nói khép nép với Mai Thái Bình để đổi lấy sự thương hại của Mai Thái Bình. Nhà họ Khâu tốt xấu cũng là một trong bốn dòng họ lớn. Khâu Tự Phong đứng dậy, đi ra trước cửa sổ, cách Mai Thái Bình khoảng 3 mét, và nhận nghe điện thoại. Tự Phong, tôi sẽ nói thẳng, giữa hai nhà chúng ta có chút xung đột lợi ích, nhưng không thể tránh được, cũng không cần chỉ trích nhau. Hiện tại tôi có việc muốn bàn bạc với anh. Mong anh hãy suy nghĩ một chút. Thời gian cấp bách Phó Tiên Phong cũng không giải thích nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói ra chủ ý của y. Hạ Tưởng và nhà họ Ngô vì việc của Thiên Cương mà có mâu thuẫn, là một cơ hội khó có được. Nếu nhà họ Khâu đồng ý liên kết với nhà họ Phó, nếu có khả năng,
kéo thêm cả nhà họ Mai, chúng ta có thể trợ giúp Hạ Tưởng một tay, đánh bại nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô một khi thất bại, chắc chắn giận chó đánh mèo lên Hạ Tưởng, đến lúc đó chúng ta buông tay, sẽ không tiếp tục ủng hộ Hạ Tưởng, kết quả cuối cùng là Hạ Tưởng và nhà họ Ngô tự giết lẫn nhau. Chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Phó Tiên Phong nói chuyện rất thẳng thắn, tuyệt không để ý đến phong cách lãnh đạo, cũng đúng, y có thể giả bộ này nọ trước mặt người khác, dùng giọng lãnh đạo nói chuyện, để cho người khác suy nghĩ về ý định của y, nhưng trước mặt Khâu Tự Phong cố làm ra vẻ thì không có ý nghĩa, ai không biết nguồn gốc và trọng lượng của ai. Khâu Tự Phong trầm ngâm một hồi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Mai Thái Bình lại không thèm quan tâm đến, đang tự tại uống trà, thái độ rất rõ ràng, không đếm xỉa gì đến, không tham gia cũng không tỏ thái độ. Trong nháy mắt, Khâu Tự Phong suy nghĩ rất nhiều việc, nhớ tới Huyện An, nhớ tới trước kia liên kết với Hạ Tưởng đối phó nhà họ Phó, đột nhiên quyết tâm. Chờ câu trả lời của tôi. Cúp máy xong, Khâu Tự Phong từ biệt Mai Thái Bình, vừa trở lại văn phòng ở thành ủy, liền nhận được điện thoại từ Tỉnh Tề, trong lòng lập tức kinh ngạc, cha gọi điện thoại đến, chẳng lẽ Tỉnh Tề có chuyện gì? Khâu Nhân Lễ giọng có vẻ mệt mỏi. Chủ tịch Tỉnh Hình vừa tổ chức hội nghị thường vụ chính quyền, thông qua quyết nghị hợp nhất tài nguyên sắt thép Tỉnh Tề, việc hợp nhất sắt thép của Tỉnh Tề đã đưa lên chương trình. Bắt đầu cuộc đọ sức cuối cùng rồi sao? Khâu Tự Phong trong lòng vừa nghi ngờ, lại có khẳng định, y không có ý kiến gì về thế cục của Tỉnh Tề, tin tưởng trong lòng cha cũng biết, lại nói. Vừa rồi Phó Tiên Phong gọi điện thoại đến, muốn liên hợp với nhà họ Khâu, ngầm hạ độc thủ với Hạ Tưởng. Con không đồng ý cũng không phản đối, Mai Thái Bình còn nói, Tổng Bí Thư có thể tỏ thái độ ở thời điểm mấu chốt. So sánh với Phó Tiên Phong thì nhân phẩm của Hạ Tưởng đáng tin hơn. Khâu Nhân Lễ không nói nhiều, lại nói sang chuyện khác. Mắt thấy đã sắp đến thời điểm cuối cùng, đứng trên lập trường nhất trí đối ngoại của thế lực gia tộc, là bổn phận, nhưng bảo vệ lợi ích của bản thân không bị tổn hại là căn bản. Khâu Tự Phong buông điện thoại, nhìn đi nhìn lại rất lâu cuộc gọi đến của Phó Tiên Phong trên điện thoại, trong lòng vẫn do dự bất định. Thiên Trạch, khu du lịch văn hóa thành, phòng Chi Lan. Phòng Chi Lan là nơi mà Nghiêm Tiểu thì tạo cho mình một chỗ nghỉ ngơi thư giãn. Hạ Tưởng đề xuất có khách quý đến chơi, cô đã cho người dọn dẹp lại sạch sẽ, để Hạ Tưởng tiếp khách quý tại đây. Căn phòng bố trí ấm áp thanh lịch, có một hơi thở giang nam mê ly, sau khi Thiền Cẩm Tùng được Hạ Tưởng mời vào, nhìn vài lần, gật đầu cười. Thật thoải mái khi vào phòng, phòng Chi Lan, tên rất hay, thật sự rất tốt. Hạ Tưởng cười, đáp lại một câu. Không nói dối chủ tịch Tiền, chủ nhân Nghiêm Tiểu Thì của phòng Chi Lan, là cháu gái bên ngoại của Bí Thư Phạm. Nghiêm Tiểu Thì, cậu nói tôi mới nhớ đến, có ấn tượng, năm đó tôi cũng đã gặp cô vài lần, là cô gái tốt rất xinh, cũng là chủ nhân của căn phòng Chi Lan, có thể thấy tính cách của cô mang tâm chất của Lan của Huệ. Tiền Cẩm Tùng khen Nghiêm Tiểu Thì vài câu, mới cùng Hạ Tưởng ngồi xuống. Tiền Cẩm Tùng đến đây, chỉ dẫn theo thư ký và lái xe. Thư ký và lái xe đã được sắp xếp nghỉ ngơi, chỉ có y và Hạ Tưởng nói chuyện với nhau, cũng thể hiện là y coi trọng Hạ Tưởng. Tình hình kinh tế của thành phố Thiên Trạch quả thực có ưu thế, tôi có một ý tưởng. Hạ Tưởng, cậu có thể tham khảo một chút. Tiền Cẩm Tùng tính cách vẫn không thay đổi, rất điềm tĩnh, nhưng có lẽ vì đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, nên so với trước kia có mạnh mẽ hơn. Nam Tư Bắc Di, là một xu thế, tôi thân là chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, tuy rằng không muốn doanh nghiệp Lĩnh Nam đầu tư ra ngoài nhưng không ai ngăn được sự dòng chảy của lịch sử. Thiên Trạch có thể đón được làn sóng này, sẽ chiếm được ưu thế. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Tiền Cẩm Tùng đến Thiên Trạch lần này, ngay từ đầu sẽ nói đến tình hình trước mắt, không ngờ y tránh đi không nói, còn trực tiếp nói về vấn đề các tập đoàn kinh tế thương mại của Lĩnh Nam. Không khỏi nhớ tới cái cơ hội mà lần trước chủ tịch tỉnh Tống nói, vừa nói, trong lòng ngược lại đã sáng tỏ rất nhiều. Tỉnh Lĩnh Nam nổi tiếng là khu kinh tế tam giác, bởi vì chi phí sức lao động và nhân công tăng nên đã mất đi ưu thế, bởi vậy, khu tam giác rất nhiều công ty trong đó lần lượt đã lên phía Bắc đầu tư, tích cực di rời xưởng sản xuất. Nhưng tỉnh Yên cách xa khu tam giác này, nên đầu tư chỉ dừng ở tỉnh thuộc phía Nam Trường Giang. Nhưng tỉnh Yên cũng có ưu thế của tỉnh Yên. Cả Bắc Kinh Thiên Tân kề biển Bột Hải, chính là một vị trí địa lý được thiên nhiên ưu đãi mà không nơi nào bì được. Tuy nhiên chính quyền địa phương tỉnh Yên phần lớn bảo thủ, thường chậm chân một bước, đến bây giờ vẫn chưa có mấy thành phố cấp 3 nào nghe ngóng tin tức mà hành động đi kêu gọi đầu tư.
Hiện tại Tiền Cẩm Tùng chủ động đề xuất việc Thiên Trạch có thể chiếm ưu thế, Hạ Tưởng biết không phải đơn giản vì tình cảm giữa hắn và Tiền Cẩm Tùng. Đường đường là chủ tịch tỉnh có kinh tế phát triển mạnh nhất, chủ động lấy cái tôn của chủ tịch tỉnh dâng đến một món đầu tư cho một thị trưởng như hắn, không phải chuyện nghìn lẻ một đêm thì là cái gì. Nhưng sự việc lại xảy ra thật sự, người ngoài đoán như thế nào Hạ Tưởng cũng kệ, bởi vì có Tống Chiêu Độ nói trước, hắn biết Tiền Cẩm Tùng có một thâm ý khác, cũng là vì cùng với giai đoạn hiện nay Thiên Trạch trở thành điểm tựa của nhiều thế lực các nơi có liên quan. Nói là vây ngụy cứu Triệu cũng đúng, nói là ngăn chặn vây quét cũng đúng, tóm lại là Tiền Cẩm Tùng không đề cập đến vấn đề Thiên Cương, trên thực tế, vẫn là thế mượn sự kiện Thiên Cương, hết sức lợi dụng ảnh hưởng của đòn bẩy phát triển kinh tế để khiêu động lợi ích gia tộc. Tỉnh Lĩnh Nam, về lý thuyết thì không nằm trong phạm vi nghiêm khắc khống chế của thế lực gia tộc. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Cũng chính là Tống Chiêu Độ ngay lúc đó chỉ ra, hơn nữa Tiền Cẩm Tùng vừa đến đã trực tiếp lấy kinh tế để mở đầu, Hạ Tưởng lập tức tiếp nhận tình hình, nghiên cứu thảo luận tính khả thi và triển vọng của việc Nam Tư Bắc Di. Nói về vấn đề kinh tế, Tiền Cẩm Tùng giống như người tỉnh Yến, thao thao bất tuyệt giảng giải về tình hình kinh tế cho Hạ Tưởng nghe, từ tình thế chung của đất nước nói đến cơ cấu kinh tế của Lĩnh Nam, sau đó từ Lĩnh Nam nói đến tỉnh Yến nói đến Thiên Trạch. Gần như không bỏ sót chỗ nào, giống như giảng cho Hạ Tưởng một bài giảng kinh tế học sinh động. So với các chuyên gia kinh tế càng trực quan hơn, bởi vì Tiền Cẩm Tùng có thực tiễn. Thực tiễn, vĩnh viễn lớn hơn lý luận. Hạ Tưởng khiêm tốn lắng nghe, trong lòng cũng hiểu được những gì Tiền Cẩm Tùng nói. Không phải hứng thú mà là dày công chuẩn bị, là để nhờ vào người khác, cũng là vì cho hắn uống một viên thuốc an thần. Khi sắp đến bữa cơm chiều, Hạ Tưởng đang chuẩn bị bảo Nghiêm Tiểu thì chuẩn bị cơm liền nhận được điện thoại của Trần Phong. Trần Phong so với Tiền Cẩm Tùng càng thẳng thắn, lúc gọi điện thoại cũng đã đến thành phố Thiên Trạch. Chương 1030, gió mây dập dềnh, trò hay ra sân khấu. Hạ Tưởng đau đầu, không biết nên sắp xếp hai nhân vật quan trọng như thế nào. Tiền Cẩm Tùng đứng bên cạnh nghe được nội dung cuộc điện thoại đã nói. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với Bí Thư Trần, nếu cậu ta không ngại thì tối cùng nhau ăn cơm. Thiên Trạch, gió mây dập dềnh, vở kịch lớn, sắp sửa ra sân khấu. Lúc Trần Phong, Hạ Tưởng và Tiền Cẩm Tùng sắp gặp nhau, thành phố Thiên Trạch bốn bề cùng chuyển động, vào một đêm rất bình thường, đã diễn ra vô số cuộc gặp mặt lớn lớn nhỏ nhỏ. Ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ gặp nhau. Hai ông lão cả đời quen biết, vừa thấy nhau đã trừng mắt, đầu tiên là lão Cổ hùng hổ nói một hồi, ông cụ Ngô chỉ nghe không nói, sau đó lão Cổ mệt mỏi, ông cụ Ngô lại bắt đầu nói đến những chuyện khổ ngọt, những năm tháng phi thường trước kia. Cuối cùng hai ông lão nói chuyện đến đêm khuya, còn sau có tranh luận ầm ĩ không cũng không biết được. Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong, từ hâm họp. Sau buổi họp, bà lại lần lượt nói chuyện cùng với sau 7 vị ủy viên thường vụ, một mạch nói đến tận khuya. Ngoại trừ Trần Thiên Vũ và Hạ Tưởng, Lôi Nhất Đại, gần như tất cả ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Trạch đều đơn độc ngồi cùng Trần Khiết Văn nói chuyện. Toàn bộ thành ủy Thiên Trạch, bao phủ một bầu không khí căng thẳng và khó hiểu. Ngay sau khi cùng Trần Khiết Văn gặp gỡ không lâu, Từ Hâm, Dương Kiếm, Bì Nhất Hưu và Bùi Nhất Phong lại tiến hành cuộc gặp mặt một chọi một. Cũng lúc đó, tại thành phố Yến, Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình, Vu Hồn Nhiên, Cao Tấn Chu, Vương Bằng Phi mấy người lần đầu tiên ngồi cùng với nhau, tiến hành bàn bạc bốn bên, tương đương người phát ngôn của bốn gia tộc cùng họp mặt, bàn kế hoạch lâu dài. Đêm đó, Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Bằng cũng ngồi với nhau, nói được một lúc lâu cuối cùng có đạt được tiếng nói chung hay không không thể biết. Nhưng sau đó Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng lại thông qua điện thoại, đồng thời, còn cùng cả Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng đang ở chỗ Hạ Tưởng nói chuyện qua điện thoại với nhau rất vui. Đêm đó, ở Bắc Kinh, cũng có vô số cuộc điện thoại được gọi về các tỉnh, một đêm không bình thường. Đang chậm rãi mở đầu một việc trọng đại. Hạ Tưởng bị vây xung quanh bởi gió lốc, lại rất nhàn nhã, đợi sau khi Trần Phong đến, không thể không náo nhiệt khách sáo một hồi, sau đó mời Trần Phong vào chỗ ngồi. Trần Phong dễ chịu hơn Tiền Cẩm Tùng, y lại quen biết Tiền Cẩm Tùng, cũng chỉ là bắt tay. Hàn huyên vài câu và uống trà. Khát qua, đi lại bôn ba, thật là khiến người ta rất mệt. Tuy nhiên có thể gặp được Tiểu Hạ, trong lòng vẫn thoải mái. Tiền Cẩm Tùng ánh mắt kỳ quặc nhìn Trần Phong một cái, ngẩn người lắc đầu cười, Trần Phong tùy ý và hào phóng, y học không được cũng không cần phải học,
Thi thể hiện có quan hệ thân thiết với Hạ Tưởng, nhưng là người khác có lẽ vẫn sang sảng như thế, để cho người khác nghĩ y bình dị gần gũi. Phong cách của Trần Phong là độc nhất vô nhị. Trên cả nước không có nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như vậy, có người tán thưởng có người phản cảm, nhưng y vẫn theo ý mình, sẽ không thay đổi cái gì. Nghiêm Tiểu thì cẩn thận bố trí một nơi vô cùng yên tĩnh, cảnh vật xung quanh cũng hết sức tao nhã, trong phòng bố trí mang đậm sắc xuân, cùng với cảnh vật thảo nguyên xinh đẹp bên ngoài hai bên phụ trợ cho nhau, làm cho người ta vô cùng thoải mái thư giãn. Trần Phong một bên tán thưởng, Hạ Tưởng và Tiền Cẩm Tùng một bên tiếp tục chạm cốc, có vẻ không say không được. Tiền Cẩm Tùng ban đầu còn có chút gò bó, sau khi uống vài ly rượu, lại bị Trần Phong lay động không khí, bị sự nhiệt tình của Trần Phong cuốn hút, cũng dần dần có mấy phần ngà ngà, nghĩ lại thời gian trước kia ở tỉnh Yến, không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Trần Phong hôm nay cũng là sự thoải mái vui vẻ khó có được, chẳng những mở thêm một chai rượu, còn cho người ta mở mấy ca khúc xưa. Cùng với Tiền Cẩm Tùng và Hạ Tưởng từ thế cục trong nước nói đến tình hình Sơn Thành. Sau đó lại nói đến rồi từ thế cục Sơn Thành nói đến tình hình Lĩnh Nam, cuối cùng nói đến tỉnh Yến. Sau một hồi đi đường vòng mới nói đến vấn đề hợp nhất sắt thép tỉnh Yến. Cuối cùng của cuối cùng mới nói về Thiên Cương. Trần Phong có chút khác thường, nếu là trước kia, y sẽ không vòng vo, hôm nay làm sao thế? Nhìn y và Tiền Cẩm Tùng anh một ly tôi một ly, dường như rất thân tình, thật ra giữa hai người, khi còn ở tỉnh Yến cũng không thường qua lại. Liên tưởng đến tình hình Sơn Thành gần đây, Hạ Tưởng hình như nghĩ ra việc gì đó. Sơn Thành là thành phố trực thuộc Trung ương mới trỗi dậy, đang cố gắng xây dựng cơ nghiệp của thành phố thứ nhất ở Tây Nam, nhưng điều kiện có hạn, Sơn Thành muốn nâng cao hình tượng của mình, muốn hoàn thành năm định vị lớn, là trách nhiệm nặng nề và xa xôi. Là một trong những thành phố trung tâm quan trọng của cả nước, là một thành phố nổi tiếng về văn hóa lịch sử của quốc gia, là trung tâm kinh tế thượng du Trường Giang. Là căn cứ ngành chế tạo hiện đại quan trọng của quốc gia, địa khu Tây Nam tổng hợp các đầu mối giao thông năm định vị lớn mà Trần Phong trong thời kỳ đảm nhiệm đã đề ra, không cần đến số tiền ủng hộ lớn, là chủ tịch của tỉnh có kinh tế phát triển bậc nhất, Tiền Cẩm Tùng trong mắt Trần Phong liền trở thành một mỏ vàng. Hạ Tưởng cũng thuận theo Trần Phong nói tiếp, Trần Phong có thể nói từ toàn thể đến chi tiết, hắn không thể thế, hắn chỉ là thị trưởng, chỉ có thể lấy nhỏ điểm lớn. Từ tình hình Thiên Trạch mà mở rộng ra hàm xúc mà làm sáng tỏ những khó khăn của Thiên Trạch và cẩn thận nói ra ý tưởng Nam Tư Bắc Di của Tiền Cẩm Tùng đề ra. Trần Phong tất nhiên biết Hạ Tưởng nói chuyện với y, mỉm cười nhìn Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu, Tiền Cẩm Tùng hình như có chút men say, thật tình rất tỉnh táo, liền lắc đầu mỉm cười. Tôi kháng nghị, như vậy không công bằng, Hạ Tưởng, cậu và thị trưởng Trần liên kết đối phó tôi, muốn xin ăn, tôi phản đối. Còn thị trưởng Trần... Ở Bắc Kinh thấy tôi không nói, chờ đến Thiên Trạch mới cùng Hạ Tưởng sỉ nhục tôi, có phải là cố ý bắt nạt người khác? Đời sau cũng từng có tập đoàn kinh tế lớn của Lĩnh Nam đến Sơn Thành đầu tư, ngay lúc đó Sơn Thành đang lên sân khấu rầm rộ thu hút đầu tư, lên đến 10 tỷ đầu tư, ngoài việc khảo lượng Nam Tư Bắc Di nhất định ra, còn có bối cảnh chính trị ở tầng lớp sâu hơn. Tuy nhiên, hiện nay và đời sau có nhiều thay đổi, Trần Phong lúc này đề xuất hướng Tiền Cẩm Tùng đề xuất yêu cầu đầu tư. Theo suy nghĩ của Hạ Tưởng, suy xét về kinh tế là việc thứ nhất đồng thời cũng không thiếu khảo lượng trên chính trị. Trần Phong cần thành tích, cũng muốn Sơn Thành và Lĩnh Nam phối hợp. Đương nhiên, sự khảo lượng của tầng lớp sâu hơn thì Hạ Tưởng không đoán được, cũng không cần phí công để đoán. Trần Phong không bí mật gặp Tiền Cẩm Tùng ở Bắc Kinh. Đến Thiên Trạch mới nhắc đến vấn đề đầu tư, còn nói ngay trước mặt hắn, cũng là diễn trò hay. Tiền Cẩm Tùng ngoài miệng nói phản đối. Trên thực tế cũng không nóng vội, càng không bực mình, Hạ Tưởng liền nhìn ra cái gì đó, cười ha hả. Chủ tịch tỉnh Tiền cũng không nên mắng oan tôi và thị trưởng Trần trước đó không nói là phải ăn xin. Và lại chủ tịch Tiền và thị trưởng Trần cũng đã gặp mặt ở Bắc Kinh, ai biết là có bàn bạc xong rồi hay không, cố ý đến tiêu khiển tôi. Ha ha, Hạ Tưởng giỏi lắm, tôi từ xa đến Thiên Trạch để tiêu khiển cậu, thế mà cậu cũng nghĩ ra. Tiền Cẩm Tùng cười ha ha. Cũng nghe ra ý của Hạ Tưởng, là nói giữa y và Trần Phong có không ít sự hỗ trợ, lại nói đầu tư lại lôi kéo giao tình, nhưng không nói rõ ý đồ đến Thiên Trạch là gì. Quả thật không thể không để Hạ Tưởng có ý kiến, cho rằng một chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, một thị trưởng thành phố Sơn Thành chắc chắn sẽ không đi một quãng đường xa đến Thiên Trạch thương lượng đầu tư, chắc chắn có việc liên quan đến lợi ích thiết thân của Thiên Trạch phải làm. Trần Phong cũng nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, cũng cười. Tiểu Hạ.
sốt ruột không phải là tính cách của cậu, tôi và chủ tịch Tiền đến, chắc chắn là tiếp thêm sức cho cậu, không cần phải nói thì trong lòng cậu cũng đã biết, chúng ta mang đến cho cậu một viên thuốc an thần lớn. Tiền Cẩm Tùng gật đầu. Vấn đề Thiên Cương, thu hút ánh mắt của khắp nơi, đến Tổng Bí Thư cũng rất quan tâm. Tôi và thị trưởng Trần đến Thiên Trạch, chính là vì đi thực địa, xem, sau đó báo cáo với Tổng Bí Thư tình hình thật sự của Thiên Trạch. Trần Phong cũng nói, ông cụ Ngô và lão cổ ở Thiên Trạch, tôi và chủ tịch Tiền là người của ai, cũng không giấu được cậu. Thật ra cũng không phải giấu cậu, mà là muốn để cậu tự mình phán đoán, cậu hiện tại có chủ kiến của mình, trên vấn đề của Thiên Cương, đã làm rất khá, Tổng Bí Thư tỏ vẻ tán thành. Hạ Tường không khỏi được khen mà lo sợ. Tổng Bí Thư cũng tỏ thái độ rồi. Trần Phong nhìn Tiền Cẩm Tùng một cái, Tiền Cẩm Tùng vừa rồi còn có chút men say, hiện tại vô cùng tỉnh táo, hít mắt, khẽ lắc đầu, y chỉ đành tự mình mở miệng. Việc của cấp cao, cậu tạm thời không cần quan tâm, tôi chỉ hỏi cậu một câu, lúc này cậu có nắm chắc vấn đề hợp nhất được thông qua trong hội nghị thường vụ không? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Nắm chắc 7 phần, vốn có 8 phần, còn thiếu một chút độ lửa. Nếu tôi và chủ tịch Tiền hỗ trợ cậu một mồi lửa, có thể đạt đến 9 phần không? Chúng ta có lửa người khác có gió. Ông cụ nhà họ Ngô trấn thủ Thiên Trạch, Trần Khiết Văn tối nay cũng điều động lực lượng, nói chuyện riêng. Tin là không chỉ có bí thư Trần, còn cả ở Bắc Kinh, tỉnh Yến đều đang đất bằng nổi gió, không đầy vài ngày nữa Thiên Trạch sẽ gió nổi mây ùn. Chỉ sợ ngọn lửa của thị trưởng Trần và chủ tịch Tiền không thể ngăn được gió to bão lớn ở Thiên Trạch. Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng nhìn nhau cười, Tiền Cẩm Tùng nói một câu. Vẫn là một câu nói của thị trưởng Trần, việc của lãnh đạo cấp cao, cậu không cần quan tâm. Hạ Tưởng liền muốn biết tỉ mỉ, cũng để nắm chắc trong lòng. Ít nhiều cũng phải cho tôi biết một chút chứ, hai vị lãnh đạo. Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong cùng nhau cười ha hả, sau đó đồng thời lắc đầu, Trần Phong vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Không tin tôi và chủ tịch Tiền sao? Hạ Tưởng thấy Trần Phong chơi xấu, chỉ đành lắc đầu mỉm cười. Tôi quen thị trưởng Trần, chủ tịch Tiền thời gian không phải là ngắn nữa rồi, hoàn toàn tin tưởng hai vị lãnh đạo, chính là nghi ngờ năng lực của mình thôi. Trần Phong thấy Hạ Tưởng cũng chơi lại, cười ha ha, chính là không chịu lộ thêm ra một câu. Trần Phong không nói, Tiền Cẩm Tùng càng không nói, Hạ Tưởng không có cách nào, chỉ đành phải lảng tránh không nói, cho dù đoán được gì đó. Nhưng cũng không nói, hiểu ngầm là được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.